Lưu Thất hướng Hoa Trục Nguyệt giải thích, mình tuyệt không có bán nàng. Hoa Trục Nguyệt biểu thị bây giờ không phải là giải thích thời điểm, rời đi trước nông trường lại nói, ba người bước nhanh rời đi nông trường không ít súc vật chạy nhanh, bọn hắn trên đường còn chứng kiến phi nước đại đà điểu, hươu sao cùng dê còng. Cưỡi Lưu Thất bị tạp tiến về tỉnh đạo dừng xe điểm, nửa đường nhìn thấy từng chiếc xe cứu hỏa chính lái về phía nông trường. Hứa Thuần Lương quay đầu nhìn lại, đã thấy nông trường ánh lửa ngút trời khói đặc cuồn cuộn. Hoa Trục Nguyệt thở dài một hơi nói, thất thúc, người đối Vũ Viên Nghĩa người kia đến cùng hiểu bao nhiêu. Lưu Thất lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn ngay cả ta đều muốn giết, nếu như không phải ta lẫn mất nhanh, đêm nay liền phải chết ở chỗ này. Lưu Thất tướng hai người đưa đến bên cạnh xe, phát sinh chuyện đêm nay hắn tự nhiên là không có ý tứ lại muốn chỗ tốt, trước khi chia tay tướng một cái sổ sách đưa cho Hoa Trục Nguyệt. Thứ này là hắn từ trong văn phòng phát hiện, không biết có hữu dụng hay không chỗ, Vũ Viên Nghĩa vừa rồi đều muốn giết hắn diệt khẩu, hắn tự nhiên cũng không cần thiết vì người nọ bảo thủ bí mật gì. Ba người như vậy chia tay. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương chiếm hữu nàng Cayenne xe, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia sống sót sau tai nạn thiếu dung. Hoa Trục Nguyệt lại đột nhiên rút ra giao quân dụng chống đỡ Hứa Thuần Lương cổ họng, Seven Star sự tình có phải là ngươi làm hay không? Nhìn thấy đêm nay đàn rơi ẩu gấu đen chiến trận, Hoa Trục Nguyệt trong lòng đã hoàn toàn minh bạch, quán ba hai lần bị tập kích, lần thứ hai là Vũ Viên Nghĩa bày ra, lần thứ nhất tuyệt đối là Hứa Thuần Lương gây nên. Hứa Thuần Lương cười nói, người đoán. Hoa Trục Nguyệt thở dài thu hồi giao quân dụng, chuyện đêm nay đối với người nào đều không cho nói. Hứa Thuần Lương đến hồi xuân đường lúc sau đã là trời vừa rạng sáng, hắn đẩy cửa xuống xe, Hoa Trục Nguyệt quay cửa sổ xe xuống gọi lại hắn. Tướng quyển kia Lưu Thất cho món nợ của nàng bản ném ra ngoài. Hứa Thuần Lương đưa tay tiếp nhận, giơ lên sổ sách nói, cảm ơn a. Hoa Trục Nguyệt nói, quá qua loa đi, nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào mời ta ăn cơm. Hứa Thuần Lương gật đầu cười. Đưa mắt nhìn Hoa Trục Nguyệt đi xa, hắn vỗ vỗ quyển kia sổ sách, quay người về nhà. Đến về đến trong nhà lại nhìn thấy Gia Gia một người ngồi trong thư phòng, Hứa Thuần Lương lấy làm kinh hãi, Gia Gia. Ngài làm sao không ngủ a? À? Hứa Trường Thiện cười nói, tỉnh, người đứa nhỏ này hơn nửa đêm chạy đi đâu? Hứa Thuần Lương nói, có chút việc, Gia Gia, ta trước đi tắm a. À? Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, ngửi thấy trên người hắn khói lửa, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ cháu trai đi ăn đồ nướng rồi? Đến cùng là người trẻ tuổi tâm lớn a, à, nghĩ lại cũng là chuyện tốt, nếu như sự tình gì đều đặt ở trong lòng, như vậy còn sống còn có cái gì khoái hoạt có thể nói? Hứa Thuần Lương rất nhanh tắm rửa thay y phục một lần nữa trở lại Gia Gia bên người, nhìn thấy trước mặt Gia Gia tập ảnh, có chút hiếu kỳ hỏi, nhìn ảnh chụp đâu? Hứa Trường Thiện nói, mơ tới chuyện đã qua, cho nên tìm ra hình cũng nhìn xem. Hứa Thuần Lương kéo ghế đi vào Gia Gia ngồi xuống bên người. Ngươi không cần phải để ý đến ta, đi ngủ đi. Hứa Thuần Lương cười nói, bồi ngài ngồi một hồi. Hứa Trường Thiện hiền lành nhìn qua cháu trai nói. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, hương sư động chúng, ta không có việc gì, thanh giả tự thanh nha, phải tin tưởng cảnh sát, tin tưởng pháp luật. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, Chu Nhân Hòa là ai? Hứa Trường Thiện trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, qua một hồi lâu hắn mới thở dài nói, ngươi, làm sao biết rồi? Cha, là ta nói. Lúc này Hứa Gia Văn cũng tỉnh, nàng kỳ thật vừa mới đi ngủ không lâu, vẫn là lo lắng phụ thân, muốn nhìn một chút hắn. Không nghĩ tới Hứa Thuần Lương trở về chính bồi tiếp lão gia tử nói chuyện phiếm đâu. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, khó trách a. Hứa Gia Văn cũng tới đến phụ thân bên người, người đã già kỳ thật cần có nhất chính là người nhà làm bạn. Hứa Trường Thiện một tay nắm chặt nữ nhi, một tay nắm chặt cháu trai tay, trong lòng ấm áp rất nhiều, hắn nên tính là sư huynh của ta. Hứa Trường Thiện nói tới sự tình cùng Hứa Gia Văn nói tới đại khái tương xứng, hắn mở ra tập ảnh, từ đó tìm ra gia tộc đại hợp ảnh. Chỉ vào ngồi ở trung tâm lão giả hướng Hứa Gia Văn nói, đây là gia gia ngươi, bà ngươi, ngươi cô. Liền Hứa Gia Văn đều là lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này, sợ hãi than nói, cô thật xinh đẹp. Hứa Trường Thiện thở dài nói, cho nên a, gia gia ngươi đối kỳ vọng của nàng rất cao, không nghĩ tới nàng hết lần này tới lần khác thích thường thường không có gì lạ Chu Nhân Hòa. Chu Nhân Hòa mặt đã mơ hồ không rõ, bất quá từ chụp ảnh chung bên trên nhìn vóc dáng không cao. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, cái này Chu Nhân Hòa có phải hay không Nhân Hòa Đường người sáng lập? Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Trường Thiện cũng không cần thiết che giấu, hắn gật đầu nói,
chính là hắn, coi như hắn năm nay đã 79 tuổi. Hứa Thuần Lương nói, năm đó có phải là hắn hay không dẫn người kê biên tài sản hồi Xuân Đường, còn làm hại ngài bị chuyển xuống khu mỏ quặng. Hứa Trường Thiện nói, cũng không thể chỉ trách hắn, thời đại cho phép, lúc ấy coi như hắn không đến, cũng sẽ có những người khác làm như thế. Hứa Thuần Lương nói, hắn có phải hay không vớ lấy chúng ta Hứa ra rất nhiều đồ tốt. Hứa Trường Thiện lại thở dài nói, ta có đôi khi thường xuyên đang nghĩ, nếu như năm đó đổi thành một người khác dẫn người đến xét nhà, khả năng hồi Xuân Đường bị tịch thu đi đồ vật toàn bộ bị hủy diệt, chí ít hắn còn biết những vật này chân quý. Hắn tương đương gián tiếp thừa nhận Chu Nhân Hòa đánh cắp Hứa gia y thuật. Hứa Gia Văn tức giận nói, chân quý cũng không thể hướng hắn trong nhà mình chuyển a, ta nghe nói Nhân Hòa đường chính là hắn ra ngục về sau thiết lập, còn thổi cái gì tổ tiên ngự y, căn bản chính là đạo văn chúng ta hồi Xuân Đường đồ vật. Hứa Trường Thiện không nói gì. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, bộ kia bị cảnh sát làm chứng cớ hổ cốt thuốc cao có phải hay không Nhân Hòa đường làm được. Hứa Trường Thiện nói, không có chứng cứ không thể nói lung tung. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải rõ ràng sao? Hứa ra thuốc cao phối phương ngoại nhân ai rõ ràng? Trước hết để cho người nhập thất đi trộm, thừa cơ lưu lại hổ cốt cùng sừng tê, ngài không biết nội tình báo cảnh về sau, bọn hắn lại thừa cơ báo cáo, vu hãm ngài cất giữ cũng bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Hứa Trường Thiện nói, Chu Nhân Hòa theo lý thuyết không phải như vậy. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngài nói cho ta, cái này thuốc cao ngoại trừ Nhân Hòa đường bên ngoài còn có ai biết phối phương? Hứa Trường Thiện lắc đầu lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, ta mệt mỏi. Hứa Thuần Lương trắng đêm chưa ngủ, trở lại trong phòng, lại lật xem một lượt Lưu Thất tìm đến sổ sách, trong đó có một vụ giao dịch đưa tới chú ý của hắn, hổ cốt hai lượng, sừng tê một hai, những này chính là từ hồi Xuân Đường tìm ra trọng lượng, phía trên tiêu chú một cái thịnh chữ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mua sắm những thứ này người họ Thịnh. Hắn nhận biết Thịnh họ cũng không nhiều, còn lại phạm vi nhỏ, có khúc mắc chỉ có một cái Thịnh Chiêu Huy, lại liên tưởng khởi nông trường bên ngoài treo đến bảng hiệu, Hứa Thuần Lương càng phát ra hoài nghi cái này Thịnh liền đại biểu Thịnh Chiêu Huy. Từ khi Triệu Hiểu Tuệ sự kiện về sau, Thịnh Chiêu Huy thu liếm rất nhiều, hắn sẽ còn thỉnh thoảng cảm thấy ngực đau đớn, bởi vì ngũ độc công tâm hoàn sự tình, hắn đi thăm danh y, đã làm vô số kiểm tra, nhưng cuối cùng kết quả kiểm tra đều là thân thể của hắn khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì chúng độc biểu hiện. Đến cuối cùng liền Thịnh Chiêu Huy chính mình cũng hoài nghi có phải hay không bị Hứa Thuần Lương lừa gạt, nhưng là hắn cũng không dám hỏi. Có chuyện hắn có thể xác định, mình đã rơi xuống nghiêm trọng tâm bệnh, hắn luôn cảm thấy không biết ngày nào liền sẽ độc tính phát tác. Sáng sớm hôm nay hắn nhận được Hứa Thuần Lương điện thoại, Hứa Thuần Lương thông chi hắn tới bắt giải dược Thịnh Chiêu Huy liên tục không ngừng chạy tới địa điểm ước định, một nhà tên là Vân Tây Lâu Quảng Đông thức trà sớm. Địa điểm là hắn tuyển tốt. Thịnh Chiêu Huy sớm tướng bữa ăn điểm tốt, Hứa Thuần Lương đến đúng giờ tới. Thịnh Chiêu Huy cười rạng rỡ tướng Hứa Thuần Lương mời vào phòng. Hứa Thuần Lương nói, long trọng như vậy à? Thịnh Chiêu Huy nói, nhỏ chút lòng thành không thành kinh ý. Trong lòng thầm nghĩ, so với ngươi cho ta kéo dài tính mạng giải dược tới nói, bữa cơm này tính là gì? Hứa Thuần Lương ngồi xuống về sau, trước đưa cho hắn một cái hộp thuốc, Thịnh Chiêu Huy tiếp nhận xem xét. Bên trong chỉ có một viên giải dược, hắn cũng để ý, dự định lấy về để ngành tương quan xét nghiệm một chút thành phần lại nói. Hứa Thuần Lương nói, ăn. Thịnh Chiêu Huy sửng sốt một chút, cái gì? Ta để ngươi bây giờ ăn. Thịnh Chiêu Huy nói, cái này. Không ăn liền trả lại cho ta. Thịnh Chiêu Huy quyết tâm liều mạng, mắt nhắm lại, đem dược hoàn nhét vào miệng bên trong, bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm đem dược hoàn nuốt xuống. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói, ngươi không lo lắng ta cho ngươi ăn đến là độc dược. Thịnh Chiêu Huy nói, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Nói xong hắn đều nghĩ quất chính mình hai to mồm, nhân phẩm, con hàng này có nhân phẩm sao? Lại là cho mình nhét trùng, lại là cho mình hạ độc, còn hố đi mình một số tiền lớn. Thịnh Chiêu Huy hiện tại cũng hoài nghi bị Triệu Hiểu Tuệ đội nón xanh, đứa bé trong bụng của nàng là không phải là của mình cũng không biết, bất quá chuyện này đã qua. Hắn cũng nhận cắm. Hứa Thuần Lương nói, ta bảo đảm ngươi một năm bình an vô sự. Thịnh Chiêu Huy thở dài nói, hiện tại ô tô đều 2 năm một kiểm, ngươi mới bảo đảm ta một năm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể còn sống liền cảm ơn đi. Hắn không nhanh không chậm ăn sớm một chút, ăn uống no đủ về sau, mới đánh giá Thịnh Chiêu Huy. Thịnh Chiêu Huy bị hắn thấy có chút mất tự nhiên, ngươi tìm ta có phải hay không còn có những chuyện khác.
Hứa Thuần Lương nói, hai ngày này hồi Xuân Đường xảy ra chút việc ngươi nghe nói không? Thịnh Chiêu Huy hoảng vội vàng lắc đầu nói, không biết a. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta cho ngươi nói một chút. Hắn đem hồi Xuân Đường tìm ra hổ cốt sừng tê sự tình nói. Thịnh Chiêu Huy nói, ngươi có phải hay không hoài nghi ta? Không quan hệ với ta a, ta mệnh đều nắm trong tay ngươi, ta hại ngươi không phải cùng chính ta không qua được sao? Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa ngươi biết a. Thịnh Chiêu Huy mặt soát đến liền trợn nhìn, nhận biết, bất quá không quen a. Hứa Thuần Lương ha ha cười một tiếng, không quen ngươi đi chỗ của hắn mua hổ cốt. Thịnh Chiêu Huy lập tức hoảng hồn, không có sự tình, tuyệt đối không có sự tình, ngươi nghe ai nói? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không có chứng cứ rõ ràng ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, Thịnh Chiêu Huy a Thịnh Chiêu Huy, ngươi lá gan rất lớn a, mua sắm hàng cấm, hãm hại vô tội. Thịnh Chiêu Huy đầu đầy mồ hôi, không phải ta thề, ta không có làm qua, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có ấn tượng, hồi trước có vị bằng hữu tìm ta mua sắm những vật này, hắn cảm thấy ta mở như thế lớn thuốc mong đợi, khẳng định có đường tắt làm đến những vật kia, chúng ta làm chính quy buôn bán cái kia có thể có những cái kia. Cho nên ta giới thiệu với hắn Vũ Viên Nghĩa. Nói cho ta bằng hữu của ngươi là ai? Thịnh Chiêu Huy nói, hắn tại bản địa mở vật lộn quán, hắn huyện người, hắn gọi Lý Đình Quân. Hứa Thuần Lương lao về đằng trước gần một chút, ngươi nếu là dám gạt ta, một năm về sau ta cho ngươi tặng hoa vòng. Thịnh Chiêu Huy vẻ mặt đưa đám nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta là thật không biết. Không cho phép mật báo, nếu như tiết lộ phong thanh, duy ngươi là hỏi. Thịnh Chiêu Huy liên tục gật đầu, hắn sớm đã bị Hứa Thuần Lương hạ bể mật. Lý Đình Quân vật lộn quán ở vào áo thể, tên là vật lộn quán nhưng thật ra là làm dạy bồi sinh ý, chủ yếu là phụ trách thanh thiếu niên huấn luyện công việc. Lý Đình Quân cũng coi là Đông Châu Tán Đả giới danh nhân, là Đông Châu Tán Đả Hiệp hội quản sự, hắn huyện Tán Đả Hiệp hội phó hội trưởng, hắn cùng Thịnh Chiêu Huy quan hệ cũng là kết duyên tại Tán Đả. Hứa Thuần Lương để Thịnh Chiêu Huy bồi mình đi vật lộn quán đi một chuyến. Thịnh Chiêu Huy mặc dù không muốn đi, nhưng hắn hiện tại đã bị Hứa Thuần Lương cho nắm đến xít sao, coi như lại không tình nguyện cũng phải cùng đi theo một chuyến. Thịnh Chiêu Huy trong điện thoại nói cho Lý Đình Quân, mình quen biết một vị trẻ tuổi rất muốn tìm cao thủ luận bàn một chút, thế là đề cử Lý Đình Quân. Lý Đình Quân mặt mũi này đương nhiên sẽ cho, biểu thị mình tại Bắc Kích quán chờ lấy. Hứa Thuần Lương đồng thời liên hệ Lục Kỳ. Nói cho Lục Kỳ cái này Lý Đình Quân vô cùng có khả năng chính là mua sắm hổ cốt cùng sừng tê, Lục Kỳ hỏi hắn ở đâu ra tin tức, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể đem sổ sách sự tình nói ra, biểu thị có chứng cứ hắn liền trực tiếp tìm cảnh sát, không có chứng cứ mới tìm bằng hữu. Lục Kỳ lo lắng hắn hổ nháo, cũng thay đổi thường phục đi vật lộn quán, dù sao hắn không chịu trách nhiệm vụ án này, không lợi dụng công chức thân phận xuất hiện. Thịnh Chiêu Huy cùng Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Lục Kỳ đã tới trước. Hứa Thuần Lương giúp lấy hai người bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút, nghe nói Lục Kỳ là cảnh sát, Thịnh Chiêu Huy ý thức được chuyện này huyên náo có chút nghiêm trọng, tranh thủ thời gian giải thích mình cùng chuyện này không quan hệ. Lục Kỳ để hắn yên tâm, chỉ cần hắn phối hợp điều tra, chuyện này sẽ không liên lụy đến Ân Hằng chế dược. Kỳ thật Thịnh Chiêu Huy chuyện này thật đúng là nhiệt tâm hỗ trợ, Lý Đình Quân hỏi hắn có không có môn lộ làm đến hổ cốt cùng sừng tê, hắn nói không có, nhưng là có người khả năng có. Cho nên mới cung cấp Vũ Viên Nghĩa phương thức liên lạc, về phần bọn hắn về sau có liên lạc hay không, có hay không làm giao dịch hắn đều không rõ ràng. Ba người cùng đi tới gần Trung Nghĩa vật lộn quán, Hứa Thuần Lương phát hiện càng là giả nhân giả nghĩa sau lưng làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, càng thích rêu giao Trung Nghĩa nhân nghĩa thật sự là thiếu cái gì khoe khoang cái gì. Vừa mới đi vào đại môn liền nghe đến một cái âm thanh vang dội, Thịnh Tổng, ngài đại giá quang lâm để chúng ta Trung Nghĩa vật lộn quán bồng tất sinh huy a. Lý Đình Quân năm nay 27 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, hắn đi qua đã từng là Đông Châu liên tục tam giới tán đả quán quân, Đông Châu vật lộn tại Bình Hải lại là nhất chi độc tú, trên cơ bản tỉnh quán quân đều xuất từ Đông Châu, mà Đông Châu quán quân hơn phân nửa lại xuất hiện ở Hán huyện. Lý Đình Quân tại năm ngoái xuất ngũ sau mở nhà này vật lộn quán, chủ yếu xử lý giáo dục huấn luyện, ngẫu nhiên cũng tổ chức tán thi đấu. Nhưng bây giờ trong nước quần chúng đối tán đả nhiệt tình không cao, tranh tài trên cơ bản đều là nhập không đủ suất. Thịnh Chiêu Huy cũng tài trợ qua mấy lần, hắn có tiền làm tán đả chính là đồ cái chơi, đối Lý Đình Quân tới nói cũng không đồng dạng, Lý Đình Quân là chỉ vào nghề này kiếm ăn. Thịnh Chiêu Huy đem Lý Đình Quân giới thiệu cho Hứa Thuần Lương, Lý quán trưởng, ta tiểu huynh đệ, Bình Hải tán đả đệ nhất cao thủ.
Lý Đình Quân cầm qua tỉnh quán quân, nghe Thịnh Chiêu Huy như thế giới thiệu hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, ta đều đã xuất ngũ. Thịnh Chiêu Huy lại giới thiệu Hứa Thuần Lương, Vương Đại Trùy, ta mới quen tiểu huynh đệ, cũng là cao thủ, chủ tu bát cực quyền. Đây là Hứa Thuần Lương yêu cầu hắn như thế giới thiệu, nếu như dùng nguyên danh lo lắng gây nên Lý Đình Quân quá sớm cảnh giác. Lý Đình Quân cùng Hứa Thuần Lương nắm tay nói, bát cực quyền a, ta biết không ít danh gia, Nam Giang Nghiêm Phong người biết sao. Hắn nâng lên đến người này là Bình Hải bát cực quyền khiêng đỉnh nhân vật. Hứa Thuần Lương lắc đầu, chưa nghe nói qua. Hắn là ăn ngay nói thật, tại Lý Đình Quân xem ra tiểu tử này hoặc là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là liền quá cuồng vọng, luyện bát cực quyền liền Nghiêm Phong đều chưa nghe nói qua. Trước mấy ngày tại Nam Giang bị Đường Thiên Nhất thiết kế thời điểm, vây công Hứa Thuần Lương liền có một vị bát cực quyền hảo thủ, Hứa Thuần Lương từ đối phương nơi đó học được mấy chiêu. Cổ võ cùng hiện đại võ thuật chênh lệch rất lớn, đi qua tập võ chính là giết người kỹ năng, hiện đang luyện võ giảng cứu cái cường thân kiện thể, tính công kích theo lịch sử biến thiên không ngừng yếu hóa, bát cực quyền còn tính là có mấy phần cổ võ ý tứ, không có trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức, giảng cứu thực dụng. Hứa Thuần Lương lại dành thời gian lên mạng hạ một chút bát cực quyền video, nghiên cứu một chút bản thân hắn tại võ học bên trên tạo nghệ liền rất sâu, một dạng thông trăm dạng thông. Bát cực một từ nguyên do bắt nguồn từ Hán, Hoài Nam tử địa hình huấn, giữa thiên địa, cửu châu bát cực, lấy ý là phát kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng nơi cực xa. Lý Đình Quân không phải thường khách khí, trước mời mọi người đi phòng làm việc của hắn uống trà, dùng võ kết bạn, vẫn là nên lấy giao hữu làm chủ. Hứa Thuần Lương nói, không cần, nghe qua Lý quán chủ võ công cao cường, đặc biệt đến lĩnh giáo. Tại Lý Đình Quân xem ra tiểu tử này có chút cuồng vọng, nếu như không phải Thịnh Chiêu Huy dẫn hắn tới, khẳng định không khách khí chút nào đem hắn đuổi ra ngoài, lĩnh giáo. Người nhà đủ tư cách sao? Tại tự do vật lộn lĩnh vực này, Lý Đình Quân vẫn còn có chút địa vị. Lý Đình Quân đem Thịnh Chiêu Huy gọi qua một bên, thấp giọng nói, Thịnh Tổng, cái này tiểu vương có chút cuồng a. Thịnh Chiêu Huy cười nói, người cũng phát hiện, người trẻ tuổi coi trời bằng vung, bất quá có người có bản lĩnh đều như vậy, ta dẫn hắn tới liền là muốn cho ngươi đo cân nặng hắn cân lượng. Lý Đình Quân nói, ngài tiểu huynh đệ ta nếu là đả thương hắn không tốt a. Thịnh Chiêu Huy trong lòng tự nhủ ta tại trên tay hắn đều đi bất quá ba chiêu, người cũng chưa hẳn là đối thủ, đương nhiên Thịnh Chiêu Huy tuổi tác cao, thể lực không được, Lý Đình Quân đang tuổi lớn, cố gắng có cùng Hứa Thuần Lương sức đánh một trận. Thịnh Chiêu Huy nói, đừng nương tay, để hắn kiến thức một chút chúng ta Đông Châu tán đả tài nghệ chân chính. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nếu như Lý Đình Quân đem Hứa Thuần Lương đả thương vừa vặn giúp hắn chút cơn giận, đương nhiên Thịnh Chiêu Huy rõ ràng khả năng này hầu như không tồn tại. Có Thịnh Chiêu Huy lời nói này, Lý Đình Quân liền không có cố kỵ, hắn để Hứa Thuần Lương đi chuẩn bị. Hứa Thuần Lương không mang trang bị, bất quá trung nghĩa vật lộn trong quán có, hắn đi chọn lựa mấy món, cầm đi phòng thay quần áo thay đổi. Lục Kỳ đi theo hắn đi qua, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, nhắc nhở Hứa Thuần Lương, Lý Đình Quân cầm qua mấy giới tỉnh quán quân, người ta là cao thủ, không phải Thịnh Chiêu Huy loại này sống an nhàn sung sướng người có thể so sánh. Hứa Thuần Lương nói, người đối thực lực của ta giống như khuyết thiếu lòng tin. Lục Kỳ nói, người đến cùng ở đâu ra tin tức? Hứa Thuần Lương nói, người liền chớ để ý, đợi lát nữa ta để hắn nói thật. Lục Kỳ nói, người nên không phải muốn đánh đến hắn nói thật à. Hứa Thuần Lương cười nói, nếu không ta tới làm gì? Đừng làm ẩu à, người đây không phải chính thức tranh tài, đả thương người cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cởi áo ra, lộ ra một thân hung hãn khối cơ thịt, Lục Kỳ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này bên trong như thế có liệu. Hứa Thuần Lương hai tay cột chắc băng vải, đeo lên quyền sáo, lay động một cái cổ, song quyền đối va vào một phát, coi như Lý Đình Quân không phải trực tiếp chui vào hồi xuân đường vụ oan hãm hại người kia, khẳng định cũng cùng lần này vụ oan sự kiện có quan hệ, hôm nay phải thật tốt dạy người này làm người. Lúc ra cửa gặp Thịnh Chiêu Huy, Hứa Thuần Lương hướng hắn chớp chớp mắt, nhắc nhở hắn đừng quên sắp xếp của mình, Thịnh Chiêu Huy một mặt bất đắc dĩ. Lý Đình Quân đã đổi xong quần áo tại quyền đài bên cạnh làm nóng người, nghe nói quán chủ muốn ví dụ thi đấu đồ đệ của hắn, học sinh đều tới vây xem. Hứa Thuần Lương chỉ mặc quần thể thao sái liền đi tới hiện trường, Lý Đình Quân nhìn thấy hắn một thân cơ bắp liền biết tiểu tử này khẳng định thường xuyên rèn luyện. Lý Đình Quân thân cao 1m85, thể trọng 170 cân, mang theo cao thể trọng bên trên có ưu thế tuyệt đối.
Hứa Thuần Lương so Lý Đình Quân tuổi trẻ 6 tuổi, Quyền Sợ trẻ trung, 22 tuổi chính vào đang tuổi phơi phới. Thịnh Chiêu Huy đổi lại trọng tài phục, hắn là quốc gia một cấp trọng tài, hôm nay cũng coi như có đất dụng võ, Thịnh Chiêu Huy hôm nay hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, Hứa Thuần Lương đi qua liền lấy ở hắn bảy tấc, mình giới thiệu Lý Đình Quân tìm Vũ Viên Nghĩa mua sắm làm trái hàng cấm sản xuất sự tình lại bị Hứa Thuần Lương biết. Mặc dù Thịnh Chiêu Huy luôn mồm không biết Lý Đình Quân đến cùng mua cái gì, nhưng là một khi cảnh sát thẩm tra chuyện này, hắn người trung gian này cũng không có khả năng không nhận gánh trách nhiệm, hắn không sợ nhận gánh trách nhiệm, nhưng là Ân Hằng không được, một khi chuyện này bị tuôn ra đến, Ân Hằng chế dược giá cổ phiếu khẳng định phải nhận ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là Thịnh Chiêu Huy chủ động phối hợp cảnh sát nguyên nhân. Hứa Thuần Lương kiếp trước kiếp này luận võ chuyện đánh nhau nhiều, nhưng là có trọng tài còn là lần đầu tiên. Lý Đình Quân cùng Hứa Thuần Lương tuần tự trèo lên lôi đài. Thịnh Chiêu Huy đơn giản cho bọn hắn giảng một chút quy tắc, 5 cục 3 thắng chế, mỗi cục 3 phút, kỳ thật chủ yếu là nói cho Hứa Thuần Lương nghe, tiểu tử này làm việc không nói quy tắc. Hứa Thuần Lương nghe được hơi không kiên nhẫn, đi không cần phải nói, 3 trong cục ta nếu là không kết thúc được chiến đấu coi như ta thua. Lý Đình Quân trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi nhưng đủ cuồng vọng, nghĩ lại, người ta không nói ai thua, đối phó dạng này một người trẻ tuổi, mình nếu là 3 trong cục không cách nào thủ thắng. Mặt mũi cũng không qua được, thế là gật đầu đồng ý đánh 3 cục. Theo tiếng chuông vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu, Lý Đình Quân mặc dù là luyện hình ý xuất thân, nhưng là tự do vật lộn tranh tài, là một loại không có xáo lộ, không có tông phái, cường điệu cá tính phong cách, lấy thực chiến cầu thắng làm chủ chỉ tự do thức sẵn sàng nghênh tiếp sở tay không công thủ vật lộn thuật. Tự do vật lộn danh xưng dung hợp quốc thuật, karate, nhu đạo, kiếm đạo, taekwondo, thái quyền. Cùng phương Tây quyền kích cùng đấu vật các loại võ đạo tinh hoa, là hiện đại Đông Tây phương võ đạo văn hóa cùng kỹ nghệ kết hợp sản phẩm, thể hiện nhân loại võ đạo dung hội thành quả cùng kết tinh. Lý Đình Quân vừa mở cục liền bày ra tiến công tư thế, hắn bị Hứa Thuần Lương biểu hiện ra cuồng ngạo khơi dậy lòng háo thắng, ngươi không phải thổi 3 cái hiệp sao? Ta tận lực một hiệp kết thúc chiến đấu, cho ngươi hảo hảo học một khóa. Lý Đình Quân tựa như mãnh hổ ra áp, ra quyền mạnh mẽ đanh thép, hổ hổ sinh phong. Hứa Thuần Lương khai thác thủ thế, tại Lý Đình Quân công kích đến không ngừng lùi lại, rất nhanh liền bị Lý Đình Quân dồn đến lôi đài nơi hẻo lánh. Lục Kỳ cũng là tự do vật lộn kẻ yêu thích, lớn tiếng nhắc nhở, rời đi nơi hẻo lánh, rời đi. Nhắc nhở giống như không có đưa đến hiệu quả, Hứa Thuần Lương đã bị Lý Đình Quân đẩy vào nơi hẻo lánh. Lý Đình Quân đang chuẩn bị khởi động tổ hợp quyền thời điểm tiến công, Hứa Thuần Lương thân thể chùn xuống, quạch một chút từ khe hở bên trong vọt ra ngoài. Lý Đình Quân một bộ tổ hợp quyền vừa đánh đi ra liền thất bại, lần này chẳng những hắn ngây ngẩn cả người, những người khác quần chúng vây xem đều mộng bức, con hàng này đến tột cùng là thế nào chạy đi. Hứa Thuần Lương bên cạnh nhảy bên cạnh hướng Lý Đình Quân ngoắc, ý là ngươi qua đây à. Lý Đình Quân trong lòng tự nhủ tiểu tử này quá khách khí rồi, là phải dùng loại phương thức này đến tiêu hao ta thể lực sao. Hắn kinh nghiệm phong phú biết bao, chậm rãi hướng Hứa Thuần Lương tới gần, đi vào phù hợp khoảng cách về sau. Một quyền móc qua, Hứa Thuần Lương hướng về sau lóe lên, Lý Đình Quân uốn gối quét ngang hắn hạ bàn, mới vừa rồi là hư chiêu, đây mới là sát chiêu. Lý Đình Quân là nghĩ quét Hứa Thuần Lương một cái người ngã ngựa đổ. Hứa Thuần Lương tại Lý Đình Quân khởi động trước đó đã xem thấu ý đồ của hắn, bay lên không nhảy lên, tránh thoát Lý Đình Quân quét ngang, tiếp tục lui hướng thòng lọng. Thịnh Chiêu Huy hướng Hứa Thuần Lương đưa ra một lần cảnh cáo, hành vi của hắn thuộc về tiêu cực tiến công. Tại chính thức trong trận đấu là muốn trừ điểm, mặc dù đáy lòng sợ hãi Hứa Thuần Lương, nhưng là nhiều ít cũng muốn biểu hiện ra một chút chuyên nghiệp tính. Lúc này ván đầu tiên đã đến giờ, hai người đi về nghỉ, Lục Kỳ đi vào Hứa Thuần Lương sau lưng giúp hắn xoa bóp hai vai, nhắc nhở Hứa Thuần Lương muốn triển khai tiến công, không phải tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng khẳng định là hắn thua. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, hắn đem Lý Đình Quân xáo lộ đã thấy rất rõ ràng. Lý Đình Quân năng lực thực chiến muốn so Thịnh Chiêu Huy mạnh hơn một chút, nhưng là so từ bản thân vẫn là chênh lệch quá nhiều. Lý Đình Quân ngồi tại đối diện mắt lom lom nhìn qua Hứa Thuần Lương, tại ván đầu tiên bên trong hắn cũng không có hữu hiệu đánh trúng Hứa Thuần Lương, hắn bắt đầu ý thức được kẻ đến không thiện, đối phương bộ pháp quá lợi hại. Lý Đình Quân cố ý khiêu khích nói, tiểu vương, người cái này kêu cái gì bát cực quyền. Mềm nhũn thái cực cũng không bằng, hắn cũng làm lên tâm lý chiến. Hứa Thuần Lương cười nói, lập tức để ngươi nếm thử. Nghỉ ngơi sau một phút hai người tái chiến, Hứa Thuần Lương vừa vào sân liền như là biến thành người khác,
xông đi lên tiến thân dựa vào đánh, mấu chốt chính là tiến thân, lấy vai va chạm Lý Đình Quân thân thể. Nhìn như lấy vai là phát lực điểm, kỳ thực kết hợp hông eo bộ thay đổi lực, hợp toàn thân chi lực hướng hắn tới gần. Lý Đình Quân vốn định cho hắn một cái ôm quẳng, mặc dù ôm lấy Hứa Thuần Lương thân thể, nhưng là Hứa Thuần Lương thân thể đột nhiên vận động, Lý Đình Quân cảm giác như là ôm lấy một đầu đại mãng. Hứa Thuần Lương dùng đến căn bản cũng không phải là tiêu chuẩn bát cực quyền, thiếp sơn kháo tăng thêm cự mãng động thân, đến cảnh giới của hắn, bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể hòa làm một thể không có chút nào chắp phá vết tích. Mở cửa xuất thủ, sáu lực hợp nhất, lục đại mở mạnh lực tăng thêm mãng quyền chi uy, tướng lực lượng của thân thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lý Đình Quân ý thức được mình căn bản ôm không ở Hứa Thuần Lương, càng không cần đàm đem té ngã trên đất hai tay bị thân thể của đối phương chấn khai, Hứa Thuần Lương đầu vai lấn nhập trung môn, lấy đầu vai đụng vào Lý Đình Quân ngực. Bong! Như là cự chùy đánh trúng vào Lý Đình Quân lồng ngực, Lý Đình Quân bị cỗ này đại lực đâm đến hướng về sau liền lùi lại ba bước, ý đồ tan mất cỗ lực lượng này, nhưng là Hứa Thuần Lương lại bằng tốc độ kinh người vọt lên, một quyền hướng hắn mặt đánh tới. Lý Đình Quân dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, nghiêng đầu một cái, né tránh động tác đã trở thành hắn bản năng phản ứng. Hắn lẫn mất nhanh, nhưng là Hứa Thuần Lương biến hóa càng nhanh, Lý Đình Quân nhìn thấy Hứa Thuần Lương cánh tay phát sinh một cái không thể tưởng tượng nổi vận chuyển, phảng phất trong nháy mắt rút đi xương cốt, như cùng một cái đại xà lấy không tưởng tượng được góc độ vòng về. Hứa Thuần Lương hữu quyền đánh trúng Lý Đình Quân má trái, đánh cho hắn đầy đầu mồ hôi văng tứ phía. Bộ mặt da thịt theo một quyền này run rẩy dữ dội. Lý Đình Quân thối lui đến thòng lọng, Hứa Thuần Lương cũng không tiếp tục truy kích. Lục Kỳ nhìn thấy hắn bỏ qua khắc địch chế thắng cơ hội, gấp đến độ ở một bên kêu lên, tiến công. Mượn tiến công. Hứa Thuần Lương chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua Lý Đình Quân, cho hắn đầy đủ thở dốc cơ hội, sau đó hướng hắn khiêu khích tính vẫy vẫy tay. Lý Đình Quân bị chọc giận, ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt như quả bị người trẻ tuổi hai ván liền đánh bại. Hắn về sau còn như thế nào thủ tín tại người. Lý Đình Quân lấy dũng khí lại lần nữa hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, một bộ tổ hợp quyền mở ra tiến công. Hứa Thuần Lương phát hiện cho dù là Lý Đình Quân dạng này tán đả quán quân, trên lôi đài biểu hiện cũng lấy Tây Dương quyền làm chủ, quốc thuật sáo lộ cơ hồ cũng không dùng tới, cái này cùng quốc thuật tại dài rằng giặc trong lịch sử diễn trở nên nặng kỹ xảo nặng thưởng thức tính có quan hệ, hiện tại võ thuật càng giống là thể thao, đã thoát ly nguyên bản khắc địch giết người bản chất. Đối diện Lý Đình Quân tiến công, Hứa Thuần Lương vẻn vẹn dùng linh xà bát bộ liền nhẹ nhõm tránh thoát. Dưới lôi đài học sinh nhìn thấy Lý Đình Quân đánh cho Hứa Thuần Lương liên tục bại lui, còn tưởng rằng hắn chiếm cứ ưu thế, cố lên tiếng ủng hộ bên tai không dứt. Chỉ có thân tại lôi đài Lý Đình Quân âm thầm kêu khổ, mặc dù lúc này chàng diện đẹp mắt, thế nhưng là mình đem hết toàn lực vẫn là không có đánh trúng Hứa Thuần Lương một chút, người này bộ pháp quá linh hoạt, để cho người ta hoa mắt không cách nào nắm chắc. Mắt thấy ván thứ hai liền phải kết thúc, Lý Đình Quân lại sử xuất một cái pháo quyền thuộc hỏa, cương kình mãnh liệt, khí thế bức người, cho nên gọi tên, là ngũ hành quyền bên trong hung mãnh nhất quyền pháp, ý đồ tướng trước mặt đối thủ một quyền phá vỡ. Hứa Thuần Lương cũng là một quyền nghênh ra, hai người quyền sáo chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va đập, Hứa Thuần Lương không nhúc nhích tí nào, Lý Đình Quân lại bị hắn chấn động đến lui về sau một bước mới đứng vững gót chân. Đảm nhiệm trọng tài Thịnh Chiêu Huy thấy phi thường rõ ràng, Lý Đình Quân căn bản không phải Hứa Thuần Lương đối thủ, Hứa Thuần Lương nếu như muốn đánh bại hắn, một ván bên trong liền có thể đem cầm xuống, nhưng là Hứa Thuần Lương tựa như là một con trêu đùa con chuột mèo, hắn muốn chơi chán phương mới lộ ra răng nanh. Lý Đình Quân không phải người ngu, đánh xong ván thứ hai, hắn đã ý thức được mình hôm nay thủ thắng hy vọng xa vời, lấy xuống hậu răng, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, hậu sinh khảo ý a, tiểu vương. Người đánh thật hay giống không phải bát cực quyền, không bằng chúng ta hôm nay điểm đến là dừng, coi như đánh cùng thế nào. Hứa Thuần Lương lắc đầu, cũng không kém ván này, Lý quán trưởng không phải sợ hãi à. Lý Đình Quân cười ha ha, vậy chúng ta liền luyện tiếp. Nhìn Thịnh Chiêu Huy một chút lão già này không thực tế à, nói xong để cho ta hỗ trợ giáo huấn cái này mẹ nó rõ ràng là để giáo huấn ta, thật sự là nhớ không nổi, mình rốt cuộc khi nào đắc tội Thịnh Chiêu Huy. Hắn tìm một cao thủ như vậy đến nện mình chàng tử. Thịnh Chiêu Huy cũng phát hiện Lý Đình Quân u oán ánh mắt, trong lòng tự nhủ ngươi đừng trách ta, ta cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, ai gây ra họa ai mình chịu trách nhiệm, ván thứ ba cái này 3 phút mới là ngươi gian nan nhất, lấy Hứa Thuần Lương tính tình, nếu là hắn có thể buông tha ngươi mới là lạ. Ván thứ ba bắt đầu, Hứa Thuần Lương không có mang hộ răng liền đi lên lôi đài,
đối Lục Kỳ nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Ván này Lý Đình Quân định ra đến chiến thuật chính là dùng công thay thủ, chỉ cần đem ván này chịu đựng được, chí ít mặt mũi xem như bảo vệ. Tiếng chuông vang lên, Lý Đình Quân phải khom bước, trái sông quyền tiến công Hứa Thuần Lương bộ ngực, Hứa Thuần Lương hóp ngực hóp bụng, co lại thân tránh thoát đối phương quyền trái, né tránh đồng thời, lấy cánh tay trái rời ra Lý Đình Quân cổ tay trái. Đồng thời một cái phải sông quyền như thiểm điện đánh trúng Lý Đình Quân đầu, Lý Đình Quân bị đánh đến một cái lảo đảo, vốn định ngồi xuống tránh thoát Hứa Thuần Lương một quyền này, nhưng là đối phương tốc độ ra quyền thực sự quá nhanh, tránh né động tác mặc dù làm được, nhưng là căn bản tránh không khỏi đến quyền. Hứa Thuần Lương không cho hắn chút nào cơ hội thở dốc, chân phải cấp tốc hướng về phía trước bước ra một bước, lấy đùi phải ngăn trở Lý Đình Quân chân trái, khuỷu tay phải thuận thế đỉnh đánh vào Lý Đình Quân trên cằm. Lý Đình Quân bị đỉnh trước mắt sao vàng bay loạn, nếu như không phải mang theo hộ răng, chỉ sợ đầu lưỡi đều muốn cắn rơi một nửa, hắn thất tha thất thểu hướng lui về phía sau ra mấy bước, đầu váng mắt hoa, Hứa Thuần Lương một chiêu này chính là từ bát cực quyền đạp đất thông thiên pháo diễn hóa mà tới. Trong nghề xem môn đạo, Thịnh Chiêu Huy nhìn ra một quyền này lai lịch, trong lòng tự nhủ người này thật hiểu bát cực quyền a. Lý Đình Quân nổi giận gầm lên một tiếng phía bên trái bước ra một bước, trái đâm quyền hướng Hứa Thuần Lương tim đánh tới, Hứa Thuần Lương cánh tay trái như là cự mãng ra sông, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Lý Đình Quân cổ tay phải, một quyền này cũng thành công hóa giải thế công của hắn. Nếu như không phải mang theo quyền sáo, một chiêu này hẳn là bắt, trực tiếp bắt được đối phương cổ tay phải, kiềm chế đối phương thế công. Chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể phía bên trái bên cạnh vận động, khuỷu tay phải hướng phía dưới đánh rơi tại Lý Đình Quân khuỷu tay trái khớp nối. Lý Đình Quân khuỷu tay trái tê dần, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt mất đi chi giác, Hứa Thuần Lương di động chân trái gần sát Lý Đình Quân, lấy hữu quyền trọng kích tại Lý Đình Quân phần bụng, một quyền này lực lượng vô cùng lớn, Lý Đình Quân mặc dù làm ra hóp ngực hóp bụng động tác, đều không thể tan mất lực quyền, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bởi vì một quyền này đập nện co rút. Một quyền này là từ bát cực quyền đón gió mặt trời mới mọc trong tay diễn hóa mà tới. Trong lúc tình thế cấp bách, Lý Đình Quân chân trái triệt thoái phía sau, Hứa Thuần Lương đã không cho hắn cơ hội thở dốc, hữu quyền đánh trúng đầu của hắn, Lý Đình Quân tại liên tiếp gặp trọng kích về sau, động tác rõ ràng chậm hơn nửa nhịp, mặc dù cánh tay phải làm ra hướng ra phía ngoài đón đỡ phòng thủ động tác, nhưng là vẫn không có thể ngăn ở Hứa Thuần Lương trọng quyền. Lý Đình Quân chân phải tiếp tục triệt thoái phía sau. Đang rút lui bên trong đứng vững gót chân, đâm trái khom bước, hữu quyền phản kích Hứa Thuần Lương đầu, tại rơi vào hạ phong tình trạng hạ còn có thể tổ chức lên phản kích, đủ thấy hắn kinh nghiệm phong phú. Hứa Thuần Lương song quyền bên trên nắm Lý Đình Quân khuỷu tay phải, nhẹ nhõm hóa giải phản kích của hắn, chân phải hướng về phía trước bước ra, bàn chân trên lôi đài một đòn nặng nề, thân thể chùn xuống, cánh tay trái co lại, lấy cùi trỏ đụng vào Lý Đình Quân tim, đây là bát cực quyền bên trong bá vương ngạnh chiết chiền. Lý Đình Quân vừa rồi đầu đã liên tiếp bị đánh trúng, sớm đã là đầu váng mắt hoa, tim lại bị đánh cái này một kích nặng nề, chỗ nào còn có thể đứng được ở, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên lôi đài. Thịnh Chiêu Huy muốn gọi ngừng đã không còn kịp rồi, Hứa Thuần Lương lần này không cho hắn cơ hội thở dốc, tiến về phía trước một bước, chân phải như đuôi bọ cạp vung ra, một cước móc tại Lý Đình Quân trên cằm, bị đá Lý Đình Quân đầu khoa trương ngửa ra sau, thân thể đông đến một tiếng ngã xuống trên lôi đài. Thịnh Chiêu Huy mau tới trước ngăn lại Hứa Thuần Lương, Lục Kỳ cũng tại dưới đài kêu dừng, nếu như không người ngăn cản, thật lo lắng Lý Đình Quân sẽ bị Hứa Thuần Lương tại chỗ đánh chết. Hứa Thuần Lương hướng Thịnh Chiêu Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thịnh Chiêu Huy một mặt thống khổ, không muốn làm lại không thể không làm, lấy cực kỳ ẩn nấp thủ thế hướng Lý Đình Quân miệng bên trong lấp một viên thuốc, sau đó vặn mở một chai nước cho hắn rót đi vào. Lý Đình Quân bị Hứa Thuần Lương đánh cả người đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Bây giờ nhìn Thịnh Chiêu Huy mặt đều là bóng chồng, cảm giác Thịnh Chiêu Huy hướng mình miệng bên trong lấp cái dược hoàn, hẳn là đoạt cứu mình đi, hắn rất phối hợp nuốt xuống. Trung nghĩa vật lộn quán những người kia tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, một lát sau Lý Đình Quân mấy cái đồ đệ mới phản ứng được, lòng đầy căm phẫn xông đi lên, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, đại gia, tìm chúng ta nơi này phá quán đến rồi. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy a, chính là phá quán không phục các ngươi cùng tiến lên a. Lục Kỳ nhìn hắn là chỉ sợ sự tình huyên náo không đủ lớn, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, đừng làm ẩu, lôi đài tỉ thí có thua có thắng. Lý Đình Quân đám kia đồ đệ cũng không nói cái gì giang hồ quy củ, có ba người đã leo đến trên lôi đài, xông đi lên dự định vây đánh Hứa Thuần Lương, kết quả bị Hứa Thuần Lương một quyền một cái, dứt khoát đánh ngã trên lôi đài,
dễ bản không ai có thể chống nổi một hiệp, lần này tất cả mọi người câm. Lý Đình Quân lúc này giống như khôi phục một chút ý thức, khoát tay áo nói, lui xuống đi tất cả lui xuống cho ta. Hứa Thuần Lương lấy xuống quyển sáo đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ mặt của hắn, Lý Đình Quân, nhận biết ta là ai à? Lý Đình Quân bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi có chút chật vật, trên mặt hiện ra một tia cười ngây ngô, nhận biết. Vương, đại trùy. Hứa Thuần Lương nói, ta bắt cực quyền đánh cho thế nào? Lý Đình Quân dựng lên ngón cái, lợi hại, cuối cùng nói câu lời nói thật. Hứa Thuần Lương hướng Lục Kỳ nói, thấy không, nói thật, ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn. Lục Kỳ nói, hỏi cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi hỏi hắn hổ cốt cùng sừng tê từ đâu tới? Không đợi Lục Kỳ hỏi, Lý Đình Quân liền cười khúc khích bàn giao nói, ta là từ Vũ lão bản nơi đó mua được, bỏ ra hơn 20 vạn đâu. Lục Kỳ có chút chấn kinh, vừa rồi Hứa Thuần Lương nói đánh tới hắn nói thật, lại là thật. Lục Kỳ mau đem ghi âm mở ra, Lý Đình Quân, ngươi nói rõ ràng, ngươi có phải hay không mua hổ cốt cùng sừng tê? Mua nhiều ít? Lý Đình Quân nhẹ gật đầu, mua, hổ cốt 2 lượng, sừng tê 1-2, ta muốn tìm Thịnh lão bản mua. Thế nhưng là hắn không có, cho nên hắn giới thiệu ta đi tìm Vũ lão bản. Thịnh Chiêu Huy nghe xong liền luống cuống, ngươi đánh giám ngươi lúc nào nói với ta ngươi muốn mua hổ cốt cùng sừng tê rồi. Cùng ta lại có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Thịnh Chiêu Huy bả vai ra hiệu hắn tỉnh táo, mấu chốt của sự tình không ở nơi này. Lục Kỳ lại nói, có phải hay không là ngươi đem hổ cốt cùng sừng tê đặt ở Hồi Xuân Đường? Lý Đình Quân nói, không phải ta, là Ngũ Ca. Ngũ Ca là ai? Hàn Thiên Trì. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, lần này trên cơ bản có thể tẩy thanh Hứa lão gia tử hiểm nghi, xem ra Hàn Thiên Trì trốn sau khi đi vẫn tại Đông Châu, người này hẳn là ghi hận Hứa Thuần Lương cho nên mới thiết kế trả thù. Hàn Thiên Trì ở nơi nào? Lý Đình Quân nói, ta không biết, hắn hiện tại rất có tiền, chính là cho ta tiền để cho ta giúp hắn mua ít đồ, Hồi Xuân Đường sự tình không phải ta làm. Ta chỉ là phụ trách ở bên ngoài giúp hắn trông chừng, là hắn tiềm nhập Hồi Xuân Đường. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Đình Quân nói hắn quen biết một vị đại lão bản, vị đại lão kia tấm cùng Hồi Xuân Đường Hứa lão gia tử có thù. Hứa Thuần Lương nghe đến đó, trong lòng cũng thoáng cảm thấy an ủi, xem ra sự kiện lần này cũng không phải là nhắm vào mình, mà là thù của gia gia người, Chu Nhân Hòa danh tự lại lần nữa phù hiện ở trong óc, căn cứ Lý Đình Quân miêu tả. Hiểm nghi lớn nhất chính là Chu Nhân Hòa. Vị đại lão này tấm là ai? Lý Đình Quân lắc đầu, ta không rõ lắm bất quá giống như cũng là mở bệnh viện. Thịnh Chiêu Huy phát giác được Lý Đình Quân dị thường, giống hắn loại này nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, căn bản không có khả năng bởi vì chịu một trận đánh liền đem tất cả bí mật nói hết ra, hẳn là bởi vì chính mình cho hắn nhét vào viên kia thuốc, Hứa Thuần Lương tiểu tử này quá xấu rồi, hạ dược còn phải thông qua ta, vạn nhất viên kia thuốc là độc dược. Chẳng phải là đem Lý Đình Quân cho độc chết. Vậy mình chẳng phải là thành tội phạm giết người. Thịnh Chiêu Huy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem quần áo đều cho dính ướt. Lục Kỳ ngựa lên liên hệ đồng sự, Lý Đình Quân đã tạo thành phạm tội. Thịnh Chiêu Huy có chút sợ hãi hướng Lục Kỳ nói, Lục cảnh sát, ta thật không biết hắn là tại xử lý phạm tội hoạt động, ta không biết rõ tình hình A, chuyện này có thể hay không đừng liên lụy tới ta. Lục Kỳ nói, người yên tâm đi. Ngươi trợ giúp chúng ta cảnh sát phá án có công, chúng ta sẽ đối chuyện của ngươi xét xử lý. Thịnh Chiêu Huy sợ sẽ nhất là chuyện này liên lụy đến Ân Hằng tập đoàn, nhưng bây giờ hắn nhất định phải đi cùng cục cảnh sát nói rõ tình huống, vẻ mặt cầu xin phàn nàn Hứa Thuần Lương nói, ngươi quá không trượng nghĩa, ta là giúp ngươi, ngươi bây giờ đem ta đều cho thua tiền. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng sợ, dù sao không ai trông thấy ngươi cho Lý Đình Quân hạ độc. Hạ độc, kia là độc dược. Thịnh Chiêu Huy nhìn chung quanh một chút, may mắn chung quanh không ai. Hứa Thuần Lương nói, dù sao hắn chết cũng không có người biết. Thịnh Chiêu Huy nói, ngươi cho ta, là ngươi cho ta. Ta cái gì cũng không biết, ta nếu là biết kia là độc. Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi như thế đại nhất người làm sao lại một điểm đảm đương đều không có, ngươi sợ cái giám a? Hạ giọng nói, gọi là mê hồn đan, ăn hết về sau thành thành thật thật nói thật ra, không phải cái gì độc dược. Hai ngâm nước tiểu liền thanh tỉnh. Thịnh Chiêu Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kia. Ta. Hứa Thuần Lương nói, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi quay đầu liền nói không biết, nói hắn vu hãm ngươi, ngươi là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc,
ngươi là xã hội danh lưu, ngươi nói cảnh sát là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng hắn. Thịnh Chiêu Huy được hắn nhắc nhở mới hiểu được tới, đúng vậy à, mình tại sao muốn thừa nhận à, dù sao Lý Đình Quân cũng không có chứng cứ gì, ta đến cái một mực không thừa nhận, ta chẳng những không có tội, ta còn có công lao đâu, hắn cũng ý thức được mình là bị Hứa Thuần Lương cho sợ vỡ mật, người này quá lợi hại, lại là ngũ độc công tâm hoàn, lại là mê hồn đan, những này độc dược đều là mình chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Thân vì một cái nổi danh dược sĩ, đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, cư nhiên như thế cô lậu quả văn, hổ thẹn a. Lúc đầu hắn coi là Hứa Thuần Lương cho mình ăn ngũ độc công tâm hoàn có thể là giả, nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Đình Quân ăn mê hồn đan biểu hiện, hắn đối ngũ độc công tâm hoàn hiệu lực đã tin tưởng không nghi ngờ, xong. Đời này nhất định cho người này làm chó làm ngựa, cung cấp hắn ra roi. Hứa Thuần Lương bàn giao Lục Kỳ, liền nói vụ án này là hắn điều tra ra, phản chính tự mình cũng không kém một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, không nếu như để cho Lục Kỳ lập công, rồi hãy nói chuyện này vốn chính là nhà bọn hắn sự tình. Lục Kỳ biết tiểu tử này nước tiểu tính, nếu như đem chân tướng tuôn ra đến, cảnh sát khẳng định đến để ra nghi vấn Hứa Thuần Lương là từ đâu mà đạt được manh mối, hắn cũng không muốn phiền phức. Hứa Thuần Lương để Lục Kỳ trước cho lão gia tử gọi điện thoại, nói cho hắn biết tìm tới tội khôi họa thủ tin tức, chủ yếu là Lục Kỳ cảnh sát thân phận gọi điện thoại càng thêm có thể tin. Hứa Trường Thiện nghe được cái này tin vui, trong lòng khói mù quét sạch, trong điện thoại liên tục hướng Lục Kỳ gửi tới lời cảm ơn, Lục Kỳ có chút hổ thẹn, kỳ thật đều là Hứa Thuần Lương điều tra ra, cùng mình thật không có quan hệ gì. Cục cảnh sát đồng sự sau khi đến, hiệp trợ Lục Kỳ tướng Lý Đình Quân áp đi. Vật lộn hội quán một bang học viên đều làm hồ đồ rồi, không phải võ đài sao? Làm sao còn đem sư phụ cho bắt đi? Đi qua không nghe nói làm vật lộn phong hiểm như thế lớn, đánh thua còn phải ngồi tù. Nước láng giềng đá bóng đá thua cũng chính là đào than đá, cái này tự do vật lộn phong hiểm quá lớn, vẫn là không học vi diệu. Hứa Thuần Lương về đến nhà, không đợi hắn vào cửa, từ phía sau trong xe taxi ra một người, kêu lên, tiểu hòa tử, cái này hồi xuân đường tại sao đóng cửa? Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, đã thấy một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân đang từ cho thuê trong cốp sau xe cầm hành lý, nhìn phi thường nhìn quen mắt, Hứa Thuần Lương rất nhanh liền kịp phản ứng, người đến là hắn cha ruột Hứa Gia Hiên. Vẫn là Hứa Thuần Lương để đại cô đem chuyện này thông chi cho hắn, lúc đầu Hứa Thuần Lương không có trông cậy vào Hứa Gia Hiên trở về, dù sao hắn đã nhiều năm không có về nước, tại Hứa Thuần Lương trong ấn tượng vị này lão cha cũng không thế nào hiếu thuận. Không nghĩ tới Hứa Gia Hiên thế mà trở về, cái này chứng minh hắn coi như có chút lương tâm, từ thời gian điểm nhìn lại, hẳn là nghe nói Gia Gia xảy ra chuyện trước tiên liền chạy về. Đơn từ một điểm này nhìn lại, hắn so đại cô Hứa Gia An mạnh, Hứa Gia An người tại Hỗ Hải, tam tỷ đệ bên trong đếm nàng gần nhất, rõ ràng có thể cái thứ nhất đuổi tới, nhưng đến hiện tại còn chưa có trở lại. Hứa Thuần Lương cố ý nói, hồi xuân đường xảy ra chuyện, để niêm phong. Hứa Gia Hiên nói, ta biết a. Nhà này người đi nơi nào? Hắn cái này mới phát giác được Hứa Thuần Lương có chút quen mắt, nói đến Hứa Gia Hiên đã ròng rã 3 năm không có trở về, mặc dù tại trong video gặp qua nhi tử, mà dù sao Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này biến hóa quá lớn, hắn cũng không dám nhận, nhìn lên trước mắt anh Tuấn thẳng tắp thanh niên, trong lòng suy nghĩ, làm sao nhìn cùng nhi tử ta có điểm giống đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng nhà này người quan hệ thế nào a? Hứa Gia Hiên nói, ngươi là... Lúc này đỉnh đầu truyền đến ngạc nhiên thanh âm, ca ngươi tại sao trở lại? Lại là Hứa Gia Văn từ lầu hai cửa sổ thấy được Hứa Gia Hiên hai người, nàng cũng coi là Hứa Gia Hiên sẽ không trở về nữa nha. Hứa Gia Hiên cười hướng Hứa Gia Văn phất tay, Gia Văn. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương, mau dẫn cha ngươi đi lên. Hứa Gia Hiên lúc này mới dám xác định, tiểu tử này chính là con của mình, tiểu hài tử biến hóa lớn, mình không nhận ra hắn tình có thể hiểu. Nhưng tiểu tử này khẳng định nhận ra mình, cố ý trêu đùa mình đâu, Hứa Gia Hiên cười nói, nhi tử. Hứa Thuần Lương uốn éo mặt hướng về sau cửa đi đến, Hứa Gia Hiên tranh thủ thời gian xách hành lý dương đi theo, hai cái dương hành lý cũng không nhỏ, Hứa Thuần Lương cũng không có phụ một tay ý tứ, chỉ lo ở phía trước sải bước. Hứa Gia Hiên kéo lấy cái dương một đường chạy chậm, ai, nhi tử, ngươi chờ ta một chút, ngươi vân vân. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ồn ào cái gì? Cẩn thận cảnh sát đem ngươi cho bắt đi. Hứa Gia Hiên sửng sốt một chút, bắt ta làm gì? Ta lại không phạm pháp. Đi theo Hứa Thuần Lương vây quanh cửa sau, Hứa Gia Văn đã chờ ở cửa, nàng cũng có mấy năm không có gặp nhị ca, tươi cười rạng rỡ nói, ca,
ngươi trở về liền tốt, Thuần Lương, giúp ngươi cha cầm hành lý. Hứa Thuần Lương giống như không nghe thấy thẳng đến lầu 2 mà đi. Hứa Gia Văn tiếp nhận ca ca trong tay cái dương, cười nói, đoán chừng là giận ngươi. Hứa Gia Hiên thở dài nói, trách ta, cha đâu. Hứa Gia Văn nói, trên lầu chỉnh lý thư phòng đâu. Nàng cũng có chút buồn bực, mình vừa rồi thanh âm như thế lớn, ấn lý thuyết lão gia tử hẳn là nghe được, nhưng là đến bây giờ cũng không nghe thấy hắn nói câu nào, hơi chút suy nghĩ liền ý thức được lão gia tử là cố ý chứ không nghe thấy. Hứa Gia Hiên cười nói, mang ta tới tìm hắn. Hứa Trường Thiện như thế nào không nghe thấy nữ nhi thanh âm, sớm tại nữ nhi xưng số một âm thanh ca thời điểm, là hắn biết nhi tử trở về. Hứa Trường Thiện lúc ấy ý niệm đầu tiên chính là nghĩ lao ra ôm chỉ một chút tử, muốn. Có thể nào không muốn a? ba năm đều không có gặp người khác, nhưng nghĩ tới chuyện này Hứa Trường Thiện trong lòng lại có chút tức giận, tiểu tử này đem chính mình cái này phụ thân quên đi, nếu như không phải lần này tai bay vạ gió, chỉ sợ hắn còn sẽ không trở về. Hứa Thuần Lương đi vào Gia Gia bên người, lão gia tử chính bưng lấy một quyển sách nhìn, Hứa Thuần Lương biết Gia Gia là đang giả vờ, cười nói, cảnh sát đã giúp ngài giải tội. Hứa Trường Thiện nói, ta đã sớm nói không cần phải gấp, thanh giả tự thanh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chuyện xảy ra về sau là ai mất ăn mất ngủ. Lão gia tử cũng không phải tâm tính không được, chủ yếu là bị người nói xấu uất ức. Cha, Hứa Gia Hiên thân ảnh xuất hiện trong thư phòng. Hắn vốn cho là mình qua lâu rồi tùy tiện động tình niên kỷ, nhưng khi hắn nhìn thấy phụ thân một khắc này, Hứa Gia Hiên hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Hứa Trường Thiện nhìn nhi tử một chút không nói chuyện, nhưng là nội tâm đã sóng cả chập trùng. Hứa Gia Hiên đi tới gần bịch một tiếng quỳ xuống, cha, ta trở về. Hứa Thuần Lương nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhủ vị này phụ thân diễn kỹ không tệ, kỳ thật Hứa Gia Hiên là chân tình thực cảm giác. Hứa Trường Thiện nói, trở về thì trở về. Người khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Hứa Gia Văn giúp đỡ hòa giải, đúng đấy, ca, người đừng khóc a. Hứa Gia Hiên nhìn thấy phụ thân thờ ơ, một tay lấy phụ thân hai cái đùi ôm lấy, cha, thật xin lỗi, ta lâu như vậy mới trở về nhìn ngài. Hứa Trường Thiện nội tâm trong nháy mắt mềm hóa, vỗ vỗ đầu của hắn, nhiều đại nhân còn khóc nhè, để con của ngươi trò cười, đứng dậy, đứng dậy. Thuần Lương, tranh thủ thời gian dìu ngươi cha. Hứa Thuần Lương mới lười nhác dìu hắn, luôn cảm thấy Hứa Gia Hiên đủ dối trá, đứng lên đi, đừng giả bộ. Hứa Gia Hiên giật một cái mũi, có chút ủy khuất nhìn qua nhi tử, trong lòng tự nhủ ta là lão tử ngươi, có nói như vậy lão tử sao? Có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Vẫn là Hứa Gia Văn cho hắn một cái hạ bậc thang, lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn từ dưới đất kéo dậy, đương nhiên lấy Hứa Gia Văn thể lực nếu là hắn không phối hợp khẳng định túm không nổi hắn. Hứa Gia Văn đưa cho hắn một tờ giấy, Hứa Gia Hiên lau đi nước mắt trên mặt cùng nước mũi, vừa rồi thật sự là động tình. Hứa Trường Thiện nghe nói là đại nữ nhi Hứa Gia An thông chi chính hắn xảy ra chuyện, phàn nàn nói, cái nhà này An cũng thật sự là, ta có thể có chuyện gì. Các ngươi công việc đều bận bịu, còn thật xa bay trở về, không cần thiết, không có cái kia tất yếu nha. Hứa Gia Hiên nói, cha, ta kỳ thật đã sớm nghĩ trở về nhìn ngài, chỉ là công việc bận quá. Nhiều bận bịu, Hứa Thuần Lương đâm đầy miệng. Hứa Gia Hiên nhìn hắn một cái, kỳ quái, làm sao có chút sợ hắn, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Hắn đánh mở dương, xuất ra cho phụ thân mua đến sâm mỹ, hai bình rượu Mao Đài. Cho Hứa Thuần Lương lễ vật là một khối Rolex gấu trúc vòng địch thông cầm, khối này biểu gần nhất tại trên thị trường nóng xào, vượt xa khỏi tiêu chuẩn. Hứa Gia Văn nhìn ra hai người quan hệ không thế nào hài hòa. Một bên đi theo giúp đỡ nói, gấu trúc vòng A, cái này biểu đặc biệt khó mua, Thuần Lương, nhìn cha ngươi nhiều thương ngươi. Hứa Gia Hiên thừa cơ nói, nhi tử, đeo lên nhìn xem có thích hợp hay không. Hứa Thuần Lương nói, ta có biểu, tiểu cô lần trước đưa ta một khối. Hứa Gia Hiên nói, đối nam nhân mà nói biểu cùng nữ nhân, nhiều hơn ích. Lời nói một nửa liền ý thức được nói sai. Hứa Trường Thiện ở một bên hung hăng ho khan hai tiếng, chừng nhi tử một chút. Còn là năm đó cái kia không đứng đắn hùng dạng. Hứa Gia Hiên ha ha cười nói, ta nói đùa ha ha, ha ha ha. Hứa Thuần Lương phát hiện Hứa Gia Hiên còn rất có ý tứ, chỉ là giống như có chút không đứng đắn a. Hứa Gia Hiên đưa cho Hứa Gia Văn một cái sắc tay, Hứa Gia Văn phát hiện hắn trong dương mua mấy cái bao, hơi kinh ngạc nói, ca, người mua nhiều như vậy bao làm gì? Hứa Gia Hiên nói,
thật vất vả trở về một chuyến không được cho người nhà đều mang chút lễ vật. Hứa Gia Văn nói, có chúng ta nhà chân thuần không có. Thật không có, tiểu hài tử còn đang đi học không thể nuông chiều. Hứa Gia Hiên mau đem nắp giường bên trên, gặp được Hứa Thuần Lương ánh mắt trào phúng, Hứa Gia Hiên trong lòng chợt lạnh, cảm giác bị nhi tử cho xem thấu, cười nói, Thuần Lương có bạn gái à? Hứa Thuần Lương nói, người ban đêm ở chỗ nào? Hứa Gia Hiên nói nhảm, ta đương nhiên trong nhà. Hứa Trường Thiện nói, các ngươi hai người ngủ cùng chỗ đi, quay đầu tại Thuần Lương trong phòng cho ngươi chi cái ghế salon giường. Cha, ta bồi ngài ở cũng được. Hứa Gia Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, đánh đáy lòng có chút đối đứa con trai này bỡ ngỡ. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương, trước mang ngươi cha đi gian phòng nghỉ ngơi một chút, hắn từ Bắc Mỹ trở về, đến ngược lại chênh lệch. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hướng gian phòng của mình đi đến, Hứa Gia Hiên trong lòng tự nhủ đây là nhất định phải cùng hắn ở cùng một chỗ, kéo lấy cái dương theo ở phía sau. Hứa Trường Thiện cùng Hứa Gia Văn hai cha con nhìn xem, Hứa Gia Văn nhìn không được bật cười, thấp giọng nói, cha, ta thế nào cảm giác anh ta có chút sợ Thuần Lương đâu. Hứa Trường Thiện mỉm cười nói, không phải sợ, là thua thiệt, hắn lang thang nửa đời người, cũng nên có cái sợ đầu. Lúc này phụ trách hồi xuân đường vụ án cảnh sát đến đây, bọn hắn chính thức cáo chi căn cứ tình huống trước mắt đã giải trừ Hứa Trường Thiện hiềm nghi, hồi xuân đường ngày mai là có thể khôi phục bình thường buôn bán. Tại Hứa Trường Thiện xem ra chuyện này đã được đến viên mãn giải quyết, nhưng là Hứa Thuần Lương nhưng không cho là như vậy, Lý Đình Quân nói đến rõ ràng, Hàn Thiên chỉ phía sau còn có người sai xử. Báo cáo hồi xuân đường, hướng cảnh sát cung cấp bao hàm hổ cốt thành phần thuốc cao, người kia bản thân liền tồn tại vấn đề rất lớn. Cảnh sát nhằm vào gần đây từ hồi xuân đường mua sắm thuốc cao người bệnh tiến hành loại bỏ, cũng đối hồi xuân đường trước mắt tại bán thuốc cao tiến hành xét nghiệm, cho thấy trong đó cũng không có bất kỳ cái gì hổ cốt thành phần. Kia mấy thiếp làm báo cáo chứng cứ cung cấp thuốc cao nên là tại hồi xuân đường thuốc cao trên cơ sở tiến hành cải tạo, hướng trong đó tăng thêm hổ cốt phấn, nhưng là thuốc cao phối phương cùng những năm 80 hồi xuân đường hổ cốt thuốc cao hoàn toàn tương xứng, Hứa Thuần Lương hỏi thuốc cao là không phải đến từ Nhân Hòa Đường. Hứa Trường Thiện biểu thị có loại khả năng này, nhưng là không cách nào kết luận chuyện này chính là Nhân Hòa Đường gây nên, lão gia tử cũng không muốn truy cứu, trải qua lần này phong ba, hắn trở nên có chút nản lòng thoái chí, lại có từ đây thu sơn dự định. Lúc chiều, Hứa Thuần Lương tiếp vào điện thoại ra cửa. Hứa Gia Hiên bổ một giấc, sau khi tỉnh lại nhìn thấy phụ thân ngồi tại giường vừa nhìn mình, tranh thủ thời gian ngồi dậy, cha, ngài đến đây lúc nào? Hứa Trường Thiện cười nói. Vừa qua khỏi tới, hắn đem đầu giường một chén nước đưa cho nhi tử. Hứa Gia Hiên hai tay tiếp nhận, uống vào mấy ngụm, trong nhà rất ấm áp. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương hiếu thuận, chuyên môn tìm người cho trang treo tường lô, trong phòng đều 20 mấy độ. Hứa Gia Hiên nói, ta vừa qua khỏi đến thời điểm kém chút không nhận ra hắn. Hứa Trường Thiện nói, trẻ danh to xác, có bản lĩnh, biết đại thể, dáng dấp còn anh tuấn. Hứa Gia Hiên cảm thán nói, chính là trình độ thấp điểm. Hứa Trường Thiện nói, ta không cảm thấy thành tích cao có làm được cái gì, trong nhà gặp được chuyện thời điểm, ba cái thành tích cao con cái đều không trông cậy được vào, đều là ta cái này thấp trình độ cháu trai bồi tiếp ta. Hứa Gia Hiên có chút xấu hổ, cha, thật xin lỗi. Ngươi không hề có lỗi với ta cũng không trách ngươi, tương phản, ta còn rất cảm kích ngươi, may mắn ngươi đem Thuần Lương lưu ở bên cạnh ta. Nếu không phải hắn bồi tiếp ta thật không biết những năm này muốn làm sao qua. Hứa Gia Hiên nói, Thuần Lương đâu? Đi ra, hắn hiện tại là Trường Hưng Bệnh viện phân viện viện trưởng, đơn vị tiến hắn đi Nam Giang trường đảng học tập, rất lợi hại đâu. Hứa Gia Hiên nghe được nhi tử có tiến bộ như vậy cũng có chút vui mừng, nghĩ không ra hắn sẽ tiến vào thể chế, ta vốn cho là hắn sau khi lớn lên có thể kế thừa ngài y bát đâu. Hứa Trường Thiện nói, bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn chí không ở chỗ này, Gia Hiên a, ta định đem hồi xuân đường cho kết thúc. Hứa Gia Hiên gật đầu nói, cũng tốt, hiện tại Thuần Lương cũng tiền đồ, ngài là hẳn là chân thật lui ra đến dưỡng lão. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút liệt, nhất là không thể gặp người trong nhà thụ nửa điểm ủy khuất. Hôm nay hắn mấy lần hướng ta nghe ngóng Nhân Hòa Đường sự tình, ta lo lắng hắn muốn tìm Nhân Hòa Đường phiền phức. Hứa Gia Hiên nói, chuyện lần này đến cùng phải hay không Nhân Hòa Đường làm được. Hứa Trường Thiện thở dài nói, ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết Chu Nhân Hòa không đến mức như thế bị ổi, nhưng chúng ta hồi xuân đường hổ cốt thuốc cao phối phương người biết không nhiều,
hắn ra ngục về sau liền là dựa vào chúng ta hồi xuân đường thuốc cao mới tạo dựng nhân hòa đường. Người cô chết nhiều năm như vậy, ngay cả chúng ta Hứa ra đều buông xuống, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được. Hứa ra hiên nói, hổ thẹn a, trong nhà những năm này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cũng không biết, cha, ta lần này lưu thêm mấy ngày. Hứa Trường Thiện nói, cũng tốt, vừa vặn tu bổ các ngươi một chút phụ tử tình cảm. Kỳ thật bọn hắn hai người tình cảm làm sao không cần hảo hảo chữa trị một chút. Hứa Gia Hiên nói, nơi này mặc dù không tệ, mà dù sao là thương nghiệp dùng phòng, ta định cho các ngươi hai người mua phòng. Hứa Trường Thiện nói, ta không cần, ngươi thật có cái này tâm, cho Thuần Lương mua một bộ, hắn tương lai kết hôn phải dùng. Có bạn gái sao? Hứa Trường Thiện mặt mày hớn hở nói, có, xinh đẹp đây, vẫn là quan viên chính phủ. Trường Hưng bệnh viện gần nhất sinh ý nóng nảy, nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi cải chế về sau, bệnh viện sinh ý thế mà một ngày tốt hơn một ngày, phòng khám bệnh lượng tiếp tục gia tăng, cái này khiến rất nhiều ngay từ đầu đối cải chế ôm lấy phản đối thái độ nhân viên phát sinh dao động, có lẽ lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Hứa Thuần Lương đi vào châm cứu vật lý trị liệu khoa thời điểm, Trịnh Bồi An ngay tại cho bệnh nhân châm cứu, hắn để Hứa Thuần Lương trước ngồi, mình làm xong lại đi qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương đợi 20 phút, Trịnh Bồi An mới tới rửa tay, cảm thán nói, gần nhất bệnh nhân siêu nhiều, đi qua đều nói cải chế sau bệnh nhân đều đi bệnh viện công, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, đa số dân chúng xem bệnh sẽ không cân nhắc ngươi là công vẫn là tư, người ta quan tâm đến chỉ là có thể hay không xem trọng bệnh. Hứa Thuần Lương nói, làm không tốt người ta cũng không biết đâu, có lẽ là hồi quang phản chiếu đâu. Trịnh Bồi An cười ha ha, ngươi cũng là Trường Hưng một phần tử, liền không thể nói điểm lời hữu ích. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng đừng mù quáng lạc quan, gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi nhà bệnh viện sinh ý cũng không tệ, không chỉ là chúng ta Trường Hưng. Trịnh Bồi An nói, sao ngươi lại tới đây? Không ở nhà bồi tiếp lão gia tử, hắn còn không biết lão gia tử oan tình giải tội sự tình. Hứa Thuần Lương đem chuyện tiến triển nói với hắn một lần, Trịnh Bồi An vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, ta liền biết lão gia tử là trong sạch, ta quay đầu sớm một chút tan tầm, đi chợ bán thức ăn mua chút thức ăn ngon, ban đêm chúng ta hảo hảo ăn mừng một chút. Ăn mừng chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, chủ yếu hơn là Hứa Gia Văn trở về, hắn nhưng không thể bỏ qua cái này khó được cơ hội gặp mặt. Hứa Thuần Lương nói, là nên ăn mừng một chút, đúng, cha ta trở về. Gia Hiên, hắn còn biết trở về à? Trịnh Bồi An đối Hứa Gia Hiên cũng không có nhiều ấn tượng tốt. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ngươi đi đem hắn đuổi đi. Trịnh Bồi An cười nói, ta một ngoại nhân làm sao có ý tứ. Đừng nói như vậy, gia gia của ta đã sớm đem ngươi trở thành người trong nhà. Trịnh Bồi An quan tâm hơn Hứa Gia Văn thấy thế nào, thấp giọng nói, người tiểu cô cũng nghĩ như vậy. Hứa Thuần Lương nhìn ra người này Tư Mã Chiêu chi tâm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Dù sao ta cùng ra ra cửa này ngươi là đã đi qua, sau này thế nào tiến triển toàn bộ nhờ chính ngươi. Trịnh Bồi An có chút kích động nói, không có vấn đề, ta khẳng định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Hứa Thuần Lương nói, nhân hòa đường không có đem ngươi cho hợp nhất rồi. Trịnh Bồi An nói cho Hứa Thuần Lương, nhân hòa đường mặc dù nhận thầu trung y phòng khám bệnh, nhưng là cũng không bao gồm châm cứu vật lý trị liệu cái này một khối. Khả năng bọn hắn cảm thấy cái này một khối không thế nào kiếm tiền, cho nên cũng không có nhiều hứng thú. Hiện tại bọn hắn thành lập trung y chẩn đoán điều trị trung tâm, chủ yếu vẫn là xem bệnh kê đơn thuốc, kia một khối lợi nhuận tối cao. Hắn hiện đang phụ trách khối này, xuất lực bị liên lụy không nói, thu phí còn thấp, người ta căn bản chướng mắt. Trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn hiện tại là trung tâm chủ nhiệm, hắn lúc đầu đối Trịnh Bồi An liền tràn ngập đề phòng, một núi không thể chứa hai hổ. Tự nhiên không muốn Trịnh Bồi An gia nhập trung tâm. Trịnh Bồi An đối Chu Minh Viễn cũng không phục, hiện tại trung y khoa một phân thành hai, không kiếm tiền châm cứu vật lý trị liệu từ hắn phụ trách, hắn cũng lười đi pha trộn trung tâm kia ao vũng nước đục. Hiện tại Chu Minh Viễn thu nhập cũng có tăng lên trên diện rộng, nghe nói mỗi tháng người thu nhập vượt qua 2 vạn. Trịnh Bồi An có chút tiếc hận, lúc trước nếu như mình có thể nhận thầu trung y khoa, cười đến cuối cùng cũng hẳn là chính mình. Nhân hòa đường chiêu bài vẫn rất có tác dụng, từ khi nhân hòa đường vào ở Trường Hưng, trung y môn chẩn bệnh nhân số lượng lật ra một phen, nghe nói mỗi tháng thuốc cao lượng tiêu thụ liền lên vạn hộp, mỗi ngày hơn 300 hộp, mỗi hộp 6 thiếp,
giá cả 48, mang ý nghĩa mỗi tháng chỉ riêng bán thuốc cao liền có thể bán 50 vạn. Trịnh Bồi An khó tránh khỏi cảm khái, nếu như Hứa lão gia tử lúc trước nguyện ý ra mặt, tin tưởng hắn cầm xuống trung y khoa phòng khám bệnh vẫn rất có hy vọng, Hồi Xuân Đường thuốc cao cũng không kém hơn Nhân Hòa Đường. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Nhân Hòa Đường thuốc cao chính là từ Hồi Xuân Đường trộm đi, ra ra không so đo, nhưng là hắn không thể như vậy được rồi. Lần này Hồi Xuân Đường phiền phức 89 phần 10 chính là Nhân Hòa Đường người ở sau lưng quấy phá, cho dù không phải Nhân Hòa Đường trực tiếp gây nên, cũng nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái, nếu ai chọc mình, xui xẻo, nếu là chọc ra ra, kia thì xui xẻo lớn. Hai người chính đang tán gẫu thời điểm, Chu Minh Viễn bồi tiếp thầu khoán Chu Nghĩa Sinh đến đây, Chu Nghĩa Sinh là nhà tư sản đại biểu, Nhân Hòa Đường là gia tộc quản lý phương thức. Chu Nghĩa Sinh là Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa bà con xa chất tử. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Chu Nhân Hòa tại phát tài về sau mang theo hắn quê quán một đám người đi lên cộng đồng làm giàu con đường, từ một điểm này tới nói hắn vẫn là rất chiếu cố hương thân. Nhân Hòa Đường đến Trường Hưng nhận thầu trung y khoa về sau, sinh ý nóng nảy, Chu Nghĩa Sinh cảm giác vốn có phòng khẳng định không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn, hiện tại bệnh viện hai kỳ kiến thiết vừa mới bắt đầu, không có dư thừa phòng cho bọn hắn. Thế là cùng Chu Minh Viễn hợp lại mà tính, đánh lên châm cứu vật lý trị liệu khoa chủ ý. Châm cứu vật lý trị liệu khoa mục trước có được một lớn một nhỏ hai gian phòng, tổng cộng 15 tấm giường ngủ. Hai người đánh lấy tham quan cờ hiệu, sau khi đi vào phát hiện Hứa Thuần Lương cũng tại. Chu Minh Viễn có tật giật mình, hướng Trịnh Bồi An giải thích nói Chu lão bản nghĩ tham quan học tập một chút, có ít người trời sinh sẽ không nói dối, Chu Minh Viễn là thuộc về loại người này, nói dối thời điểm mình mặt trước đỏ lên. Trịnh Bồi An vừa nhìn liền biết hai người này không hề có ý đồ tốt, mình nơi này có cái gì tốt tham quan học tập. Đoán chừng 89 phần 10 là đánh mình phòng chủ ý. Chu Nghĩa Sinh giả mù sa mưa hỏi, Trịnh chủ nhiệm, người bây giờ mỗi ngày có bao nhiêu bệnh nhân a? Trịnh Bồi An tức giận nói, phòng khám bệnh có ghi chép, người có thể đi tra a. Chu Minh Viễn nói, lúc này mới 3 điểm liền không có bệnh nhân. Trịnh Bồi An nói, lão Chu, tình huống nơi này ngươi cũng không phải không biết, đi qua ta không có trở về thời điểm, người buổi chiều trên cơ bản đều nhàn rỗi chứ. Chu Minh Viễn có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại phòng khám bệnh lượng tăng lên không ít, liền nói chúng ta nơi đó, hiện tại ngồi xem bệnh thời gian trên cơ bản nhàn không xuống. Hứa Thuần Lương nói, Chu chủ nhiệm, các ngươi nơi đó là nơi nào? Ngài lúc nào điều đi, ta làm sao không biết? Chu Minh Viễn ý thức được mình lỡ lời, ngượng ngập chê cười nói, tiểu Hứa, người bình thường đều tại phân viện, không hiểu rõ bệnh viện chúng ta gần nhất tình huống. Hứa Thuần Lương nói, vị lão bản này là. Chu Minh Viễn là hai người bọn họ làm cái giới thiệu, Chu Nghĩa Sinh chủ động vươn tay ra, nguyên lai là phân viện Hứa viện trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, hơi vừa dùng lực, Chu Nghĩa Sinh đau đến kém chút không có kêu đi ra, tiểu tử này lực tay cũng quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta cũng là trung y xuất thân. Có đúng không, Chu Nghĩa Sinh muốn đem tay rút ra, nhưng Hứa Thuần Lương tay cùng vòng sắt, căn bản rút ra không được. Hứa Thuần Lương nói, Hồi Xuân Đường chính là ta nhà mở, Chu chủ nhiệm không có nói cho ngươi biết sao. Chu Nghĩa Sinh sắc mặt cũng thay đổi, cái trán toát ra đậu nành lớn mồ hôi lạnh, đau đến nhe răng nhếch miệng, Hứa Thuần Lương lúc này mới buông hắn ra, cố ý nói, Chu lão bản sắc mặt nhìn không tốt a. Nếu không ta giúp ngươi bắt mạch, nhìn xem thân thể ngươi có phải hay không có tật xấu gì. Chu Nghĩa Sinh trong lòng đem Hứa Thuần Lương 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần, lão tử sắc mặt nhìn không tốt còn không phải đau đến. Hứa Thuần Lương hướng Chu Minh Viễn nói, Chu chủ nhiệm, ngươi nhìn Chu lão bản sắc mặt có phải hay không không đúng. Chu Minh Viễn toàn bộ hành trình đều ở đây, đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tiện điểm phá, cười nói, tiểu Hứa, ngươi bằng cấp bác sĩ lấy được sao? Ngầm đâm đâm vạch Hứa Thuần Lương căn bản không có làm nghề y tư cách. Hứa Thuần Lương nói, sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi chán, hô hấp dồn dập, ánh mắt ảm đạm, Chu lão bản là điển hình thận hư mặt. Trịnh Bồi An kém chút không có cười ra tiếng, cứng rắn kìm nén, tiểu tử này thật là đủ xấu, người ta thận hư còn không phải ngươi ngạnh sinh sinh cho bóp ra tới. Chu Nghĩa Sinh sắc mặt càng phát ra khó coi, lúc này trên tay đau đớn mới thoáng làm dịu, lạnh hừ một tiếng nói, Hồi Xuân Đường chưa nghe nói qua. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi liền cô lậu quả văn, người nào không biết Đông Châu trung y giới,
Hồi Xuân Đường là khối thứ nhất biển chữ vàng. Chu Nghĩa Sinh nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta còn thật sự là cô lậu quả văn. Có chút bị người trẻ tuổi này cho bóp cấp nhãn. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói qua nhân hòa đường danh khí rất lớn. Chu Nghĩa Sinh có chút ngạo kiều nói, còn có thể đi, chúng ta nhân hòa đường vô luận mạng lưới vẫn là thực thể đều có được tốt đẹp danh tiếng. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói là bán cao ra chó. Chu Nghĩa Sinh cả giận nói, người có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương cười nói, không có ý gì, ta chính là nói các ngươi thuốc cao ra chó bán được tốt. Chu Nghĩa Sinh mặt khí đến đỏ bừng, người trẻ tuổi này nói chuyện miệng hạ lưu đức. Chu Minh Viễn nhìn thấy tình trạng không ổn, mau đem Chu Nghĩa Sinh cho khuyên đi, hắn cũng không phải lo lắng Hứa Thuần Lương, hắn là sợ Chu Nghĩa Sinh ăn thiệt thòi, Hứa Thuần Lương người nào. Liên Hoa Niên tập đoàn chủ tịch nhi tử bảo bối Đường Thiên Nhất cũng dám đánh, Chu Nghĩa Sinh chẳng qua là một cái phòng thầu khoán, nếu như trở mặt, chưa chừng Hứa Thuần Lương hiện tại liền xông lên đánh cho hắn một trận. Chu Minh Viễn phát hiện nhiều khi nắm đấm cần cứng rắn, căn bản là không có đạo lý có thể giảng. Chu Nghĩa Sinh bị Chu Minh Viễn khuyên sau khi đi, vẫn tức giận bất bình nói, hắn có gì có thể nghiêu bức, một người trẻ tuổi căn bản không hiểu được tôn kính trưởng bối. Chu Minh Viễn cười nói, hắn cứ như vậy, tính tình xông, ngài không đáng chấp nhặt với hắn. Hắn bóp ta, tay ta đến bây giờ đều đau đây. Chu Minh Viễn nói, Chu lão bản, ngài bớt giận. Chu Nghĩa Sinh nói, ta cũng không tin, Trường Hưng không có người trị được hắn. Ngày đó Hứa Gia Văn giảng thuật nhân hòa đường cùng Hồi Xuân Đường ân oán thời điểm, Trịnh Bồi An cũng ở tại chỗ, việc khác sau hỏi thăm một chút, nhân hòa đường người sáng lập hoàn toàn chính xác gọi Chu Nhân Hòa, nhưng là ai cũng không biết cái này Chu Nhân Hòa cùng Hứa Gia Văn chỗ nói có phải là cùng một người hay không, nhưng là có một chút có thể xác nhận, Chu Nhân Hòa trước mắt thâm cư không ra ngoài, rất ít ra ngoài lộ diện, trên cơ bản không ngồi xem bệnh. Nhìn vừa rồi Hứa Thuần Lương đối Chu Nghĩa Sinh thái độ, Trịnh Bồi An liền biết tiểu tử này đem nhân hòa đường trở thành cừu gia, Chu Nghĩa Sinh rời đi về sau, Trịnh Bồi An nói, cái này Chu Nghĩa Sinh là thông qua Bùi Lâm quan hệ tiến đến, ngươi không sợ đắc tội tương lai viện trưởng phu nhân. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Chu Nghĩa Sinh đắc tội ngươi rồi. Hứa Thuần Lương nói, nhân hòa đường thuốc cao chính là từ chúng ta Hồi Xuân Đường trộm đi. Hắn đem đoạn chuyện cũ này nói một lần. Trịnh Bồi An thế mới biết Chu Nhân Hòa quả thật chính là Hứa Trường Thiện sư huynh, như thế nói đến hai nhà cửu oán đã sớm kết. Trịnh Bồi An nói, hiện tại mọi thứ đều giảng cứu chứng cứ, người bây giờ cũng không thể chứng thực phu hãm lão gia tử thuốc cao là Nhân Hòa đường cung cấp. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, còn ai vào đây? Hứa gia hổ cốt thuốc cao phối phương ngoại trừ lão gia tử, cũng chỉ có Chu Nhân Hòa biết, hắn đối Hứa gia hận thấu xương, một mực chủ tính trả thù. Trịnh Bồi An thở dài nói, xem ra chỉ có bắt lấy cái kia Hàn Thiên Trì mới có thể hỏi cái cha ra manh mối. Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát mới cần chứng cứ. Trịnh Bồi An nghe được hắn nói bóng gió, ngươi đừng làm ẩu a, chúng ta phải tin tưởng pháp luật, lần này chuyện của lão gia tử không phải liền là chứng minh. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, nếu như chỉ bằng cảnh sát điều tra, chỉ sợ lão gia tử còn không biết ngày tháng năm nào có thể giải tội, chuyện lần này may mắn mà có Hoa Trục Nguyệt. May mắn Hoa Trục Nguyệt hỗ trợ cha ra hổ cốt nơi phát ra. Đông Châu Tà, nghĩ đến ai, ai liền gọi điện thoại tới. Hoa Trục Nguyệt hỏi hắn ở nơi nào, ban đêm hẹn hắn ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói cho Hoa Trục Nguyệt đêm nay không được, lão bà từ Bắc Mỹ trở về, ban đêm muốn cho lão gia tử ăn mừng một chút. Hắn cố ý hỏi Hoa Trục Nguyệt muốn không được qua đây tham gia, không nghĩ tới Hoa Trục Nguyệt một ngụm đáp ứng. Hứa Thuần Lương nói cho Trịnh Bồi An đêm nay cần hắn thi thố tài năng. Nếu như chỉ mời Hoa Trục Nguyệt sẽ cho người phỏng bọn hắn quan hệ, Hứa Thuần Lương đem Lục Kỳ cũng cho gọi đi qua, dù sao lần này Lục Kỳ bận trước bận sau, ra ra đối với hắn phi thường cảm kích, vừa vặn thừa dịp bữa cơm này đem Lục Kỳ cùng một chỗ cho mời, thả một thôn, không một cửa hàng, Hứa Thuần Lương lại mời Cao Tân Hoa. Lục Kỳ mang theo Vu Lị cùng một chỗ trước hết nhất đến, lúc đầu hai người nói xong đi ăn cơm, Hứa Thuần Lương để bọn hắn cùng một chỗ tới, hai người cũng không tay không đến. Lục Kỳ mang theo một dương hoa hồng lang 15 năm, mặc dù Hứa lão gia tử cảm tạ hắn, hắn lại rõ ràng đều là Hứa Thuần Lương công lao. Vụ án này sở dĩ thuận lợi như vậy phá được, chủ yếu là Hứa Thuần Lương cung cấp mấu chốt manh mối, nhưng là Hứa Thuần Lương đem công lao tặng cho hắn, Lục Kỳ lần này chẳng những nhận được ban thưởng còn phải thăng chức, hắn cùng đại ca tán gẫu qua chuyện này, Lục Minh cho rằng mỗi cái tính mạng con người bên trong đều gặp được quý nhân, cái này quý nhân không nhất định là ngươi lãnh đạo.
cũng không nhất định so ngươi có tiền, gặp được quý nhân nhất định phải lấy thành đối đãi, Hứa Thuần Lương người này nhưng chỗ. Lục Kỳ đương nhiên biết Hứa Thuần Lương là có thể tương giao bằng hữu, chủ yếu là trong lòng không có ý tứ, mạo hiểm lĩnh công lao, bất quá Hứa Thuần Lương nói đến rất rõ ràng, công lao này nhất định phải Lục Kỳ đến lĩnh, nếu quả thật tướng nói ra, đối chính hắn ngược lại là phiền phức. Lục Kỳ cũng rất muốn biết Hứa Thuần Lương đến cùng là thế nào cha ra Trần Đình Quân có vấn đề, Hứa Thuần Lương không nói hắn cũng không có cách, dù sao lần này kết quả là tốt, Hứa lão gia tử trầm oan giải tội, hắn cũng lập xuống đại công, người một nhà tất cả đều vui vẻ. Hứa Thuần Lương ra đón, đưa tay muốn tiếp kia dương rượu, Lục Kỳ kiên trì mình tới. Lúc này Cao Tân Hoa cũng tới, trùng hợp chính là, Cao Tân Hoa cũng mang theo một dương đỏ 15 tới, hai người từng uống rượu. Nhìn thấy lẫn nhau mang tới lễ vật, nhìn không được bật cười. Một cỗ Toyota Alphard ở trước cửa dừng lại, Hoa Trục Nguyệt từ bên trong xe bước xuống, Cao Tân Hoa không biết Hoa Trục Nguyệt, Lục Kỳ lại cùng với nàng đánh qua không chỉ một lần quan hệ, trong lòng có chút buồn bực, Hứa Thuần Lương khi nào cùng với nàng liên lạc với. Hoa Trục Nguyệt cười hô, Lục cảnh sát cũng tới. Sau lưng lái xe ôm hai dương mao đài, Hoa Trục Nguyệt không có để hắn đi vào, Thuần Lương, nâng cốc đón lấy. Không thể để cho ta một nữ nhân làm loại này sống lại đi. Cao Tân Hoa cùng Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt cảm giác trong lồng ngực của mình rượu nhẹ đi nhiều, hai người cộng lại hai dương, người ta một người mang đến hai dương, vấn đề là, hai người bọn họ dương cộng lại còn không bằng người ta một dương đáng tiền. Cao Tân Hoa liếc một cái năm, ý thức được mình phán đoán không ra, kia hai dương rượu là tinh phẩm mao đài, một dương hơn 2 vạn. Hứa Thuần Lương đem hai dương rượu ôm, Hoa Trục Nguyệt hướng tài xế nói, người đi về trước đi, thời điểm ra đi ta bảo ngươi. Đúng, Hoa Tổng. Cao Tân Hoa cố ý thả chậm bước chân, chờ Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt sau khi đi vào, hắn mới thấp giọng hỏi Lục Kỳ, kia nữ người nào a? Lục Kỳ nói, Lam Tinh Tập đoàn Phó Tổng. Cao Tân Hoa nói, nàng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ thế nào? Lục Kỳ bĩu môi, hắn cũng không làm rõ ràng được, hai người bọn họ lúc nào thân mật như vậy. Hoa Trục Nguyệt xuất thủ thật đúng là không phải bình thường. Phu Lị nói, dung mạo thật là xinh đẹp a. Cao Tân Hoa tức giận nói, hắn nhận biết đến nữ cái nào không xinh đẹp. Trong lòng chua chua, biết rõ khuê nữ cùng Hứa Thuần Lương không điện báo, nhưng vẫn là khó chịu, sớm biết dạng này, ông mày sẽ không thèm tới. Hứa Trường Thiện oan tình giải tội, tự nhiên tâm tình thật tốt, hắn cho rằng Lục Kỳ cho mình giúp đại ân, nhìn thấy mấy người tiến đến trước cùng Lục Kỳ lên tiếng chào hỏi. Chủ động đi lên cùng Lục Kỳ nắm tay, vui tươi hớn hở nói cho mọi người, hồi Xuân Đường bản án sở dĩ có thể nhanh như vậy phá án và bắt giam, mình nhanh như vậy rửa sạch hiềm nghi, tất cả đều là Lục Kỳ nguyên nhân. Tất cả mọi người ý thức được đêm nay Lục Kỳ mới là nhân vật chính, nhất là Hứa gia nhân nhìn qua Lục Kỳ ánh mắt tràn đầy cảm kích, Phu Lị nhìn qua hắn tràn đầy yêu thương cùng kiêu ngạo, Lục Kỳ âm thầm hổ thẹn. Hoa Trục Nguyệt biết nội tình, đầy cõi lòng thâm ý nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Hứa Thuần Lương đem Hoa Trục Nguyệt giới thiệu cho Gia Gia. Hứa Trường Thiện mặc dù lớn tuổi nhưng trí nhớ rất tốt, một chút liền nhận ra Hoa Trục Nguyệt chính là hồi trước tìm đến mình chất vấn không mang thai chứng cái kia, bảo bối cháu trai để người ta lắc lư đến quá sức. Hoa Trục Nguyệt cười nói, Hứa Gia Gia tốt, ta là Thuần Lương bằng hữu, ngài còn nhớ ta không? Hứa Trường Thiện cười nói, nhớ kỹ, ngươi đã tới. Mọi người biết nhau một chút. Hứa Thuần Lương không có phát hiện Hứa Gia Hiên, hỏi qua mới biết được, hắn tại phòng bếp nấu cơm đâu, bởi vì Hứa Gia Hiên chủ động xin đi, Trịnh Bồi An ngược lại nhàn rỗi. Hắn cùng Cao Tân Hoa lên tiếng chào, hai người đi trong viện hút thuốc. Cao Tân Hoa cho hắn tiết lộ một tin tức, trong nội viện dự định đối với hắn phòng tiến hành một chút điều chỉnh, Trịnh Bồi An không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy, có chút buồn bực nói, thập cái gì điều chỉnh? Chính là để cho ta cho người ta đằng địa phương chứ sao? Cao Tân Hoa nở nụ cười, đừng nóng giận a, cũng không phải nhằm vào ngươi, hiện ở trong viện chính đang sửa chữa cải tạo, rất nhiều phòng đều đang điều chỉnh, phòng làm việc của ta cũng đổi chỗ. Bởi vì nguyên nhân đại lượng gia tăng, bệnh viện hành chính ký túc xá cũng tiến hành điều chỉnh, gạt ra một tầng lâm thời làm 2 khoa phòng bệnh. Cao Bí Thư, các người đổi chỗ các loại trùng tu xong sẽ còn chuyển về đi, chúng ta tình huống không giống. Cao Tân Hoa nói, trong nội viện điều chỉnh phòng kết cấu. Bản thân chính sách liền có khuynh hướng thu nhập cao phòng, bất quá đây cũng là tạm thời, chờ 2 kỳ công trình hoàn thành về sau, các phòng dùng phòng khẩn trương tình trạng sẽ có được cải thiện. Trịnh Bồi An nói, đó chính là nói giống chúng ta loại này không kiếm tiền phòng liền đợi đến tự sinh tự diệt chứ sao.
Cao Tân Hoa cười nói, ngươi đừng hướng ta nổi giận a, ta hiện đang phụ trách phải là công tác đảng công việc. Trịnh Bồi An thở dài, dùng sức đánh hai cái khói, ta hiện tại là thật có chút hối hận, lúc trước ta liền không nên trở về. Ngươi cũng đừng oán trách, hiện tại không có ngừng củi giữ chức chính sách, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cầu cái an ổn chứ sao. Hứa Trường Thiện cũng ra, Tân Hoa, ngươi tới thì tới, còn mang rượu tới tới làm gì? Cao Tân Hoa tranh thủ thời gian cho hắn bên trên một điếu thuốc, Hứa Trường Thiện làm tặc một dạng hướng bên trong nhìn một chút, gần nhất tiểu nữ nhi Hứa Gia Văn về nhà đối với hắn hút thuốc quản được rất rộng. Trịnh Bồi An giúp hắn đốt, an ủi hắn nói, đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Bên trong truyền đến Hứa Gia Văn thanh âm, Bồi An, ngươi qua đây cho ta ca phụ một tay a. Trịnh Bồi An vội vàng nói, tới, ta cái này đến rồi. Dùng sức hít một hơi thuốc lá đầu nhét vào mang ra không lon nước bên trong, liên tục không ngừng hướng phòng bếp tiến đến. Cao Tân Hoa cùng Hứa Trường Thiện liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nở nụ cười. Cao Tân Hoa nói, Hứa Thúc, chúc mừng ngài trầm oan đắc tuyết a. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, may mắn mà có Tiểu Lục, khoan hãy nói, thuần lương những người bạn này đều rất không tệ. Đi qua ta cũng không phát hiện hắn có nhiều như vậy quan hệ xã hội. Cao Tân Hoa nói, thay đổi cách nhìn đi, bên cạnh hắn bằng hữu không phú thì quý. Nhớ tới đi Nam Giang thời điểm nhận biết Mặc Hàm, người ta tùy tiện liền an bài cho hắn một nhà 7 khách sạn cấp sao. Cái này Hoa Trục Nguyệt cũng không phải nhân vật đơn giản, lần đầu đến nhà liền mang đến hai dương mao đài. Hứa Trường Thiện nói, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, người đi qua không phải thường xuyên cổ vũ hắn kết giao nhiều bằng hữu. Đứa nhỏ này bị ngươi mang đến không tệ. Cao Tân Hoa dở khóc dở cười, hắn cũng không dám giành công, liền cho giỏi hơn thầy như vậy cũng không dám nói, Hứa Thuần Lương xã giao bản lĩnh thật là không phải cùng hắn học. Người trẻ tuổi kết giao bằng hữu đáng giá cổ vũ, nhưng bằng hữu cũng có đủ loại khác biệt, muốn cảnh giác cao độ a. Hứa Trường Thiện mỉm cười, hắn nhìn ra Cao Tân Hoa thất lạc, mặc dù Cao Tân Hoa từ đầu đến cuối không có biểu lộ qua. Nhưng là hắn đã sớm biết Cao Tân Hoa muốn đem hai đứa bé hướng một khối tác hợp tâm tư, hắn đều tuổi thất tuần, loại chuyện này há có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Đi qua Hứa Trường Thiện cảm thấy mình cháu trai không với cao nổi người ta, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thay đổi, phản lại cảm thấy tình cảm phương diện sự tình vẫn là phải thuận theo tự nhiên, mặc dù hắn thích nhất Mai Như Tuyết, cũng không thể ép buộc cháu trai không cùng cái khác nữ hài lui tới. Hưng khen người ta liền là đơn thuần hữu nghị. Mình nếu là làm như vậy có chút quá phong kiến. Lúc này Hứa Thuần Lương tới mời bọn họ tiến đi ăn cơm, Hứa gia thật lâu không có náo nhiệt như vậy, nhất là Hứa gia Hiên 3 năm qua đi mới trở về một chuyến, hôm nay tự mình xuống bếp, hơi biểu thành ý, tài nấu nướng của hắn so Trịnh Bồi An còn muốn lợi hại hơn. Căn cứ Hứa gia Hiên giới thiệu, hắn vừa đi Bắc Mỹ thời điểm tại nhà hàng rửa chén bát làm việc vặt, về sau từng bước một làm tới đầu bếp. Hứa Thuần Lương đối với hắn hiện đang làm gì thật đúng là không hiểu rõ, trong lòng tự nhủ hắn chẳng lẽ là cái mở nhà hàng. Trịnh Bồi An thay hắn hỏi vấn đề này. Hứa Gia Hiên cười nói, liền xem như đi. Hắn bưng chén rượu lên trước kính phụ thân, những năm này đều tại hải ngoại, nhi tử toàn bộ nhờ phụ thân chiếu cố, cho hắn mời rượu là hẳn là. Hứa Trường Thiện uống hai chén mời rượu nói, Gia Hiên, ngươi phải hảo hảo cảm ơn ngươi Tân Hoa ca, nếu không phải hắn. Thuần Lương đến bây giờ đều ở trong xã hội tung bay đâu. Hứa Gia Hiên đi qua tự mình cho Cao Tân Hoa đổ đầy rượu bưng lên, Cao Tân Hoa nói, long trọng, huynh đệ chúng ta hai đừng làm khách khí như vậy, con của ngươi cùng nhi tử ta đồng dạng. Hứa Gia Hiên cười nói, ngươi như thế thích hắn, không nếu như để cho hắn cho ngươi làm con rể. Cao Tân Hoa có lẽ là uống vài chén rượu nguyên nhân, cười nói, tốt. Ta đi về hỏi hỏi chúng ta nhà Tiểu Bạch. Hứa Gia Hiên nói, vẫn là đừng hỏi nữa, Tiểu Bạch nhiều ưu tú nữ hài tử, nhi tử ta cái dạng gì ta rõ ràng, hắn cái nào với Cao Khởi a. Lúc đầu Hứa Gia Hiên là khiêm tốn, nhưng Hứa Thuần Lương nghe có chút không dễ nghe, cảm giác cái này lão cha không đứng đắn, xen vào một câu, vậy ngươi nói một chút ta cái dạng gì a. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Hứa Gia Hiên ha ha cười nói, chúng ta đại nhân uống rượu không có tiểu hài tử sự tình. Trong lòng có bắn tỉa hư. Lo lắng nhi tử trước mặt mọi người để hắn xuống đài không được, còn tốt Hứa Thuần Lương không có tiếp tục hỏi hắn. Hứa Gia Văn biết hắn hai người quan hệ không phải như vậy hòa thuận, tranh thủ thời gian hòa giải, nói tránh đi, Thuần Lương, ta nghe muội muội của ngươi nói ngươi muốn lên đại học. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu biểu thị có chuyện này. Hứa Trường Thiện nhìn không được hỏi, lên đại học,
thoát ly sản xuất sao? Hứa Thuần Lương cười nói, không phải toàn ngày chế, nói trắng ra chính là dùng tiền mua quốc gia thừa nhận trình độ. Hứa Gia Hiên cuối cùng tìm được lấy hảo nhi tử cơ hội, người trẻ tuổi truy cầu tiến tới là chuyện tốt ha, không cần lo lắng vấn đề tiền, học phí ba ba bao hết. Người rất có tiền sao? Hứa Thuần Lương cố ý hỏi. Hứa Gia Hiên cười nói, không tính là rất có tiền, có thể cung cấp nhi tử đi học không phải hẳn là sao? Ta lần này trở về còn định cho ngươi mua phòng, lưu cho ngươi tương lai kết hôn dùng. Hứa Gia Hiên lấy hảo nhi tử ý đồ tất cả mọi người đã nhìn ra. Hoa Trục Nguyệt nói, Đông Châu giá phòng hai năm này cũng chướng đi lên. Hứa Gia Hiên trong lòng tự nhủ đây là ta tương lai con dâu sao? Nhìn rất có tiền dáng vẻ, nói câu nói này tựa như là tại điểm ta, Hứa Gia Hiên nói, giá phòng lại cao hơn có thể cao hơn Manhattan. Thuần Lương, ngươi thích chỗ nào phòng ở, ta mua cho ngươi. Hứa Thuần Lương cảm thấy hắn lời nói này đến có chút lớn, không ngại cho hắn ra cái nan đề, nhưng hắn bình thường rất ít chú ý bất động sản thị trường, không biết Đông Châu chỗ nào phòng ở quý nhất, nhìn Lục Kỳ một chút, Lục ca, người gần nhất không phải đang nhìn phòng ở sao? Chỗ nào tốt? Lục Kỳ cười nói, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, cha ta chỉ cấp ta cầm tiền đặt cọc, thúc thúc là tiền đặt cọc. Hứa Gia Hiên gật đầu nói, tự nhiên là tiền đặt cọc. Cao Tân Hoa cùng Trịnh Bồi An đối Hứa Gia Hiên tình hình gần đây cũng không hiểu rõ, đến cùng hắn ở nước ngoài lẫn vào thế nào. Đông Châu phòng ở giá cả cũng chênh lệch rất nhiều, tốt phòng ở cũng phải 3 vạn một bình, nếu như là phổ thông dương phòng tổng giá trị 300-400 vạn, nếu như muốn mua biệt thự, tốt cũng phải hơn ngàn vạn. Hai người đều không đành lòng đi theo đám này người trẻ tuổi cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng, thật đem Hứa Gia Hiên cái đi lên, quay đầu nhưng xuống đài không được. Hoa Trục Nguyệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Hứa thúc thúc muốn mua dương phòng vẫn là biệt thự. Hứa Gia Hiên vẫn chưa trả lời, Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên là biệt thự, gia gia của ta thích loại hoa nuôi cá, nhất định phải có cái viện tử. Cao Tân Hoa thầm than hiện tại nhi nữ đối phụ mẫu ra tay thật là hung ác a, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi nhớ tới khuê nữ Cao Hiểu Bạch, nếu như nàng tương lai quyết định ở kinh thành mua nhà làm như vậy. Cái đôi này đập nồi bán sắt cũng liền đủ cái tiền đặt cọc. Bất quá từ Hứa Thuần Lương lời nói này đó có thể thấy được đứa nhỏ này hiếu thuật, đầu tiên nghĩ đến phải là gia gia hắn. Hoa Trục Nguyệt nói, ẩn hồ xem để cũng không tệ lắm. Phu Lị nói, đây chính là chúng ta Đông Châu hào trạch, hơn 3 vạn một bình, mỗi căn biệt thự không có thấp hơn 1.000 vạn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Gia Hiên, Hứa Gia Hiên bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, Đông Châu giá phòng cũng mắc như vậy rồi. Hứa Gia Văn đều sách ca ca cảm thấy khó xử. Vừa thổi qua châu, hiện tại thực hiện không được nữa. Hứa Trường Thiện dù sao đau lòng nhi tử, cười nói, cái gì ẩn hồ xem để, hoa 1.000 vạn mua một đống xi măng cục gạch làm gì, ta nhìn mua cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách là được. Hứa Gia Hiên nói, mua, ngày mai chúng ta liền đi xem phòng ốc, chỉ cần Thuần Lương thích, lập tức liền định ra tới. Lần này liền Hứa Thuần Lương đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ vị này bỏ rơi vợ con lão cha thật sự là một vị đại phú hào. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cùng bọn hắn nhà đầu tư có chút quan hệ, nếu như các ngươi nhất định phải mua, ta có thể cho bọn hắn lão bản chào hỏi, chiết khấu khẳng định là thấp nhất. Phu Lị nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, kỳ thật nàng cũng nhìn chúng ẩn hồ xem để phòng ở, dĩ nhiên không phải biệt thự, là dương phòng khu, nơi đó mỗi bình cũng phải 2.78 vạn, một bộ phòng nói ít cũng phải 300 vạn. Tiệc tối kết thúc, Hoa Trục Nguyệt để lái xe tới tặng người, nàng làm việc phi thường chu đáo. Để Hứa Thuần Lương không cần lo lắng, nàng sẽ đem mấy vị khách nhân tất cả đều an toàn hộ đưa về nhà. Hứa Thuần Lương hai cha con đứng tại cửa ra vào tặng người, đưa mắt nhìn khách nhân sau khi đi, Hứa Gia Hiên nói, bạn gái của ngươi không tệ. Hứa Thuần Lương nhìn hắn một cái, nghĩ cái gì đâu, chúng ta là bằng hữu bình thường. Hứa Gia Hiên cười nói, giữa nam nữ, nào có bằng hữu bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện ngươi tư tưởng không quá khỏe mạnh. Bị phương Tây tư bản chủ nghĩa cho hủ hóa. Hứa Gia Hiên nói, Thuần Lương, chuyện phòng ốc. Hứa Thuần Lương nói một chút là được rồi, chớ miễn cưỡng bản thân, ta không có coi đó là vấn đề, ta cũng không phải không có năng lực mình mua. Ta nói là phòng ở quyết định như vậy đi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi nhìn phòng. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nhìn qua hắn, ta nói người vẫn là đừng mạo xưng là trang hảo hán, hơn 1.000 vạn đâu. Hứa Gia Hiên nói, ta sớm liền chuẩn bị xong, ngươi coi như ở kinh thành mua nhà ta cũng an bài cho ngươi, những năm này ta thiếu các ngươi hai người nhiều lắm. Hắn đưa tay nghi ôm nhi tử bả vai.
Hứa Thuần Lương khám phá ý đồ của hắn, sớm né tránh, lão Hứa, người uống nhiều quá, nhanh đi về uống canh giải rượu đi. Ta không uống nhiều. Hứa Trường Thiện đem tự tay chịu đến canh giải rượu đưa cho Hứa Gia Hiên, Hứa Gia Hiên hai tay tiếp nhận, tạ ơn cha. Hứa Trường Thiện nói, hai cha con không cần phải nói cái này. Hứa Gia Hiên nhấp một hớp canh giải rượu, hướng phụ thân cười cười, phụ thân rõ ràng giải yếu. Ở bên kia còn tốt chứ? Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu. Tôn nữ của ta lớn bao nhiêu? Hứa Trường Thiện chưa bao giờ thấy qua Hứa Gia Hiên tái hôn sau sở sinh nữ nhi. Hứa Gia Hiên nói, người nói Fanny, 16 tuổi. Hứa Trường Thiện nói, có cơ hội vẫn là mang nàng trở lại thăm một chút, dù sao trên người nàng có một nửa chúng ta Trung Hoa huyết thống. Hứa Gia Hiên tái hôn sau chưa hề mang vợ con tới qua, cho nên Hứa Trường Thiện mới sẽ nói như vậy, hỗn huyết tôn nữ đến cùng dạng gì hắn cũng chính là tại trong video gặp qua. Hứa Gia Hiên nói, được rồi. Hứa Trường Thiện sớm đã không ôm kỳ vọng, cho rằng đây chỉ là một loại thiện ý qua loa, móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít một hơi thuốc lá nói, chuyện phòng ốc không cần ngươi quan tâm, một mình ngươi ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng, những năm này ngươi gửi tới tiền sinh hoạt ta đều tồn lấy, tăng thêm phá dỡ khoản đủ cho Thuần Lương mua nhà. Hứa Gia Hiên nói, cha, ta tình trạng kinh tế còn có thể, gồng gánh nổi, ngài không cần lo lắng cho ta. Đi ngủ sớm một chút đi, Thuần Lương đứa nhỏ này tâm lý nắm chắc, ngươi lần này đã trở về, liền nhiều bồi bồi hắn. Hắn đứng dậy trở về phòng. Hứa Gia Văn rót chén trà đưa tới, Hứa Gia Hiên cười nói, lúc này nhà đều coi ta là hài tử một dạng chiếu cố. Hứa Gia Văn nói, cha thương ngươi nhất. Hứa Gia Hiên nói, trong lòng hắn chúng ta đều là giống nhau. Hứa Gia Văn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, ca, ngươi vì cái gì lâu như vậy mới trở về một chuyến. Hứa Gia Hiên trầm mặc xuống, một lát sau nói, có thể là không muốn bột đối với nơi này đi. Hứa Gia Văn nói, không biết làm sao, ta gần nhất luôn luôn nhớ nhà, coi như không có cha chuyện này, tháng này ta cũng dự định trở về một chuyến. Hứa Gia Hiên đã biết nàng ly hôn sự tình, chuyện của ngươi cùng cha nói không? Hứa Gia Văn lắc đầu, không có nói rõ, bất quá ta cảm giác hắn hẳn là đoán được. Hứa Gia Hiên nói, ngẫm lại ba người chúng ta thật sự là bất hiếu a, đều lớn như vậy còn để cha quan tâm. Hứa Gia Văn nói, ta thường xuyên đang nghĩ, may mắn Thuần Lương lưu tại cha bên người, đi qua a, ta còn lo lắng cha lại phải được Doanh Hồi Xuân Đường lại muốn chiếu cố hắn, nhưng bây giờ mới phát hiện hắn thế mà như thế bản sự. Hứa Gia Hiên nói, ta không có chút nào hiểu rõ hắn, ta. Dừng lại một chút lại nói, không sợ ngươi chê cười, ta còn có chút sợ hắn. Hứa Gia Văn cười nói, mặc dù ta cùng Thuần Lương tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá ta cảm giác đến huynh muội bọn họ mấy cái, hắn có thể là nhất có bản lĩnh một cái. Lần trước chúng ta trở về thời điểm, Chân Thuần gặp điểm phiền phức, vẫn là Thuần Lương đi giải quyết, từ đó về sau, Chân Thuần đối với hắn quả thực là sùng bái, lần này nghe nói ta trở về, cũng nháo muốn đồng thời trở về, nếu như không phải là bởi vì nàng không có nghỉ, đoán chừng thật đi theo đến đây. Hứa Gia Hiên còn không biết chuyện này, Hứa Gia Văn đơn giản nói một lần. Hứa Gia Hiên trở về phòng lúc nghỉ ngơi đã là nửa đêm, nhìn thấy nhi tử ngủ ghế sofa giường, đem giường lớn lưu cho mình. Trong lòng có chút cảm động, đứng tại ghế sofa trước giường lẳng lặng nhìn qua nhi tử. Hứa Thuần Lương đột nhiên đem mắt mở ra, Hứa Gia Hiên giật nảy mình. Hứa Thuần Lương nói, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được làm gì chứ? Hứa Gia Hiên nói, ta nhìn ngươi. Uống nhiều quá a ngươi, tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Hứa Gia Hiên nói, ta cái này đi ngủ, nằm xuống về sau, mới tỉnh táo lại, ta là cha a. Hắn bằng cái gì giáo dục ta? Sáng sớm hôm sau, tại Hứa Gia Hiên kiên trì dưới, người một nhà vẫn là đi ẩn hồ xem để nhìn phòng, đi vào tiêu thụ bán building chỗ thời điểm, vừa vặn gặp đến đây kết công trình khoản Đinh Tứ. Đinh Tứ nhìn thấy Hứa Thuần Lương phi thường nhiệt tình, nghe nói bọn hắn là đến mua phòng, chủ động đưa ra nhìn dễ dàng giúp hắn tìm quan hệ đánh gãy. Đinh Tứ đối lầu này bàn phòng ốc chất lượng tương đối rõ ràng, cùng theo đi xem phòng, có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ, nhìn phòng cũng tỉnh rất nhiều khí lực. Hứa Trường Thiện nhìn chúng một bộ điệt gia, cái này trong cư xá có loại độc tòa nhà, song liều, liên bài, điệt gia biệt thự là rẻ nhất, Hứa Trường Thiện vẫn là muốn cho nhi tử tiết kiệm tiền. Hứa Gia Hiên cho rằng điệt gia không gọi biệt thự, chí ít cũng phải mua một bộ liên bài tại Bắc Mỹ chính là sắp xếp phòng, kỳ thật cũng đều là dân chúng bình thường ở. Cân nhắc đến lão gia tử không muốn phòng ốc quá lớn diện tích, lại muốn cái sân rộng,
cuối cùng chọn lựa một bộ liên bài bên cạnh hộ, phòng ốc kiến trúc diện tích 301, tổng giá trị hơn 900 vạn. Hứa Gia Hiên đối một bộ này vị trí hộ hình đều tương đối hài lòng, quyết định liền mua một bộ này. Hứa Thuần Lương nhìn hắn đối hơn 900 vạn phòng ở mày cũng không nhăn một chút, hiện tại tin tưởng vị này lão ba trong túi thật có chút bạc. Ninh Tứ quan hệ có thể cho làm được 90% giảm giá, Hứa Thuần Lương nhìn thấy phụ thân thành tâm muốn mua, lại thêm lần này hồi xuân đường phong ba về sau, Gia Gia cũng có ẩn lui chi tâm, sau khi về hưu dù sao cũng phải có cái làm vườn cho cá ăn nơi trốn, hắn liên hệ một chút Hoa Trục Nguyệt, để nàng hỗ trợ hỏi một chút giá cả. Tiêu thụ bán building tiểu thư một bên A rồi cho Hứa Gia Hiên giới thiệu, Đinh Tứ cầm tới chiết khấu đã là nàng biết thấp nhất, 90% giảm giá giảm bớt hơn 80 vạn, cơ bất khả thất. Hứa Gia Hiên cười tủm tỉm nhìn qua nhi tử hoàn toàn chính xác trưởng thành, hôm nay ngược lại muốn xem năng lực của hắn có thể làm được cái gì chiết khấu. Đinh Tứ cũng có chút kỳ quái, hắn cho là mình cầm tới chiết khấu đã đủ thấp, Hứa Thuần Lương còn muốn tìm quan hệ. Hắn cũng không tin Hứa Thuần Lương còn có thể cầm tới thấp hơn chiết khấu. Hoa Trục Nguyệt không bao lâu liền cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, để hắn trực tiếp đi tìm quản lý, đã chào hỏi, cho bọn hắn giảm còn 80%. Tiêu thụ bán building tiểu thư hai con mắt đều trợn tròn, ẩn hồ quan để phòng ở làm được giảm còn 80%, nàng chưa từng nghe thấy, người này đến cùng có quan hệ gì. Thế mà thần thông quảng đại như vậy, ít nhất phải biết bọn hắn lớn khu quản lý mới có thể làm đến loại này chiết khấu. Ninh Tứ cũng không khỏi không phục khí, Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác lợi hại, đơn từ nơi này chiết khấu liền có thể nhìn ra, người ta quan hệ muốn so với mình cứng rắn nhiều. Hứa Trường Thiện nghe nói phòng này có thể bớt 20%, cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, hơn 900 vạn biến thành hơn 7 triệu, bây giờ tại Đông Châu mua hai bộ ra dáng 3 căn phòng cũng phải số tiền này. Trở lại trung tâm bán cao ốc, tiêu thụ bán building bộ quản lý tự mình tiếp đãi, lại cho bọn hắn giới thiệu một chút hạng mục. Hứa Thuần Lương đối hạng mục không có hứng thú gì, đi theo hướng phòng quản lý đi ký kết trên đường, nhìn thấy ảnh chụp trên tường có xí nghiệp hoạt động ảnh chụp, thế mà từ đó phát hiện Loan Ngọc Xuyên thân ảnh, thế là có thêm một cái tâm nhãn. Hắn biểu thị thong thả ký kết, lại gọi điện thoại. Tiêu thụ bán building bộ quản lý cười theo nói cho hắn biết, trước mắt cái giá tiền này đã là thấp nhất, lớn khu quản lý cũng chính là cái này quyền hạn. Tiêu thụ bán building tiểu thư đều cảm thấy người này có chút lòng tham không đủ. Đều đánh tới giảm còn 80%, còn muốn tìm quan hệ, người coi như tìm tới tập đoàn tổng giám đốc, cũng không có khả năng lại thấp đi, đất này khối cầm chi phí mỗi mét vuông đều 1,2 vạn, nhà đầu tư không có khả năng bồi thường tiền cho ngươi. Hứa Gia Hiên đều cảm thấy không sai biệt lắm, nói khẽ với Hứa Thuần Lương nói, hơn 7 triệu, ta nhìn giá tiền này vẫn được, đều làm lợi nhanh 200 vạn. Hứa Thuần Lương nói, người ở nước ngoài ngốc lâu không biết trong nước tình huống, mọi thứ đều phải dựa vào quan hệ. Ta lại gọi điện thoại, người kiếm tiền cũng không dễ dàng, cho người tiết kiệm một chút là điểm. Hứa Trường Thiện một mặt vui mừng nhìn qua cháu trai, không khỏi đắc ý hướng Hứa Gia Hiên nói, thế nào, Thuần Lương so người có tiền đồ à? Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, có chút lấy lòng nói, ở trong nước ta liền theo các ngươi hai người hỗn. Lần này trở về phát hiện, nhị tử hoàn toàn chính xác trưởng thành. Mặc Hàm tiếp thông điện thoại về sau, nghe nói Hứa Thuần Lương muốn mua phòng, không chịu được trêu chọc nói. Ngươi thật đúng là đi, loại chuyện này cũng có thể nhớ tới ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải giao thiệp rộng nha, ta chỉ vào tiền lương ăn cơm, mua phòng không dễ dàng. Được rồi, ngươi mua chỗ nào phòng? Công ty của chúng ta tại Đông Châu đầu tư bất động sản hạng mục chỉ có một cái. Ẩn Hồ Quan Để. Mặc Hàm nói, ngươi muốn mua Ẩn Hồ Quan Để. Hứa Thuần Lương nói, không phải ta tìm ngươi làm gì. Mặc Hàm nói. Quyền hạn của ta có thể làm cho ngươi đến chiết khấu 70%, ngươi chờ một chút, ta hỏi thăm Loan Tổng, xem hắn có thể cho ngươi nhiều ít chiết khấu. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, bên kia hợp đồng đã đánh tới, tiêu thụ bán building tiểu thư cầm cho bọn hắn xem qua, dù sao bọn hắn cho rằng phòng này đã đến giá quy định, không có khả năng tiện nghi hơn, giảm còn 80%. Bên này ký kết bên kia chuyển nhượng chí ít đều có thể kiếm mấy chục vạn. Hứa Thuần Lương để nàng đem hợp đồng đưa cho lão ba, lúc này Mặc Hàm điện thoại đánh tới, nói cho hắn biết Loan Ngọc Xuyên cho hắn giảm 50%, bất quá Loan Ngọc Xuyên đáp ứng cho hắn bìa cứng giao phó, phòng ở tùy tiện hắn tuyển, chọn tốt trực tiếp ký hợp đồng, lập tức nàng sẽ an bài bên này quản lý tiến hành ký kết. Hứa Thuần Lương tiếp xong cú điện thoại này, hướng Gia Gia nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nhìn một chút độc tòa nhà đi.
khoản nợ này đồ đần đều sẽ tính, tổng giá trị càng cao tiện nghi thì càng nhiều. Hứa Thuần Lương cuối cùng mua một tòa 400 bình loại độc tòa nhà, tại loại độc tòa nhà bên trong thuộc về nhà nghèo hình, đánh xong lần, tổng giá trị 600 vạn, mà lại Loan Ngọc Xuyên sẽ an bài bìa cứng giao phó. Hứa Gia Hiên quét thẻ trả tiền về sau, chân chính ý thức được nhi tử lợi hại, 50% đưa trùng tu, đơn giản chính là đánh gãy xương, nhi tử cùng nhà đầu tư đến cùng quan hệ thế nào. Hứa Thuần Lương mặc dù biết nhân tình này cũng không nhỏ, nhưng là hắn đã từng đã cứu Loan Ngọc Xuyên tính mệnh, đối Loan Ngọc Xuyên tới nói, mấy trăm vạn mua cái mạng không đáng kể chút nào, mà lại Hứa Thuần Lương lần trước liền nhìn ra Loan Ngọc Xuyên thân thể tồn tại tai họa ngầm, tiết kiệm số tiền này tạm thời cho là hắn dự chi tiền xem bệnh. Sau đó Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian hướng Hoa Trục Nguyệt giải thích một chút, Hoa Trục Nguyệt nghe nói hắn tìm tới có thể tin hơn quan hệ, cũng vì hắn biểu thị cao hứng, nàng đêm nay dự định trở về Nam Giang, hỏi Hứa Thuần Lương muốn hay không cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Hứa Thuần Lương không có ý định sớm như vậy trở về, ra ra kinh lịch cuộc phong ba này trên tâm lý khẳng định nhận lấy một chút ảnh hưởng, tận lực nhiều cùng hắn hai ngày, mà lại nặc danh báo cáo hồi xuân đường người kia còn không tìm được. Hứa Thuần Lương đoán chừng 89 phần 10 phía sau màn hắc thủ chính là Nhân Hòa Đường. Bởi vì Hứa gia hổ cốt thuốc cao bí phương không có những người khác biết, một khi khóa chặt mục tiêu, Hứa Thuần Lương quyết không thể tùy tiện buông tha, chí ít không thể để cho Nhân Hòa Đường tại Trường Hưng tiêu diêu tự tại, hắn bước đầu tiên kế hoạch chính là tướng Nhân Hòa Đường từ Trường Hưng bệnh viện đuổi đi ra. Đinh Tứ mặc dù cuối cùng không có giúp một tay, nhưng là Hứa Thuần Lương vẫn là chuyên môn biểu đạt lòng biết ơn. Đinh Tứ bởi vì Hứa Thuần Lương quan hệ hắn thành công tiến vào Trường Hưng, trước mắt nhận xây Trường Hưng phòng khám bệnh cải biến công trình, càng quan trọng hơn một điểm, Hứa Thuần Lương mở cho hắn đến thập tử sinh tinh tán làm ra hiệu quả, tháng này lão bà hắn đã thành công thụ thai, Đinh Tứ đem cái tin tức tốt này nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa viện trưởng, ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, vợ ta đến bây giờ đều không mang thai được đâu. Hứa Thuần Lương giọng quan 10 phần nói, đừng nói như vậy. Chủ yếu là cá nhân ngươi cố gắng kết quả. Đinh Tứ cũng ý thức được lời nói này đến có mau bệnh, dễ dàng để cho người ta sinh ra nghĩa khác, nhìn không được bắt đầu cười hắc hắc. Hứa Thuần Lương nói, Tứ ca. Đinh Tứ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ từ bị đánh bắt đầu, về sau mặc dù song phương quan hệ hòa hoãn, nhưng là Hứa Thuần Lương một mực coi hắn là tiểu đệ một dạng đến kêu đi hết, hôm nay thế mà gọi hắn Tứ ca, Đinh Tứ trong lòng tự nhủ ta không có đắc tội ngươi đi. Kinh sợ nói, Hứa viện, ngài gọi ta Đinh Tứ là được. Hứa Thuần Lương nói, Tứ ca, người nghe nói chúng ta hồi xuân đường gần nhất phát sinh sự tình sao? Đinh Tứ nhẹ gật đầu, hắn dù sao tại Trường Hưng làm công trình, gần nhất chuyện này hắn hơi có nghe thấy, nghe nói hồi xuân đường bởi vì đầu cơ trục lợi hổ cốt được phong, hắn cũng phi thường tò mò, nhưng là không có có ý tốt hỏi. Hứa Thuần Lương nói, theo ta điều tra, chuyện này là có người ác ý vu hãm. Ai như thế ghê tởm, Hứa viện, người nói với ta, ta giúp người xuất khí. Hứa Thuần Lương dựng lấy bờ vai của hắn nói, ta nghĩ người cùng ta giúp cái chuyện nhỏ. Đinh Tứ đem lỗ tai bu lại, Hứa Thuần Lương thấp giọng thì thầm vài câu, Đinh Tứ liên tục gật đầu, hướng Hứa Thuần Lương đánh cược, loại này đơn giản chuyện nhỏ tất cả đều do hắn lo. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn phải tất yếu giữ bí mật, Đinh Tứ lại lời thề son sắt làm một phen cam đoan. Trường Hưng Trung Y Chẩn Đoán Điều Trị Trung Tâm thứ 3 vừa mở cửa liền cảm giác có chút khác thường, mấy tên nơi đó lưu manh dơ lên một người bệnh đến đây, trực tiếp liền đem cáng cứu thương thả tại cửa ra vào, nghe nói là bởi vì chân đau mua bọn hắn thuốc cao, thiếp xong thuốc cao về sau liền đường đều đi không được rồi. Chu Minh Viễn để bọn hắn tiến phòng nhìn xem tình huống, bọn hắn cũng không để ý, xuất ra hóa đơn yêu cầu bọn hắn hiện tại liền cho thuyết pháp. Bên này chính nháo đâu, lại có mấy người đẩy một phụ nữ đến đây. Nghe nói cũng là dán Nhân Hòa Đường thuốc cao về sau lưng đau khó nhịn, đêm đó xuất hiện phát sốt máu nước tiểu. Chu Minh Viễn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thiếp thuốc cao làm sao còn có thể dán ra máu nước tiểu đến. Hắn nói tuyệt không có khả năng, muốn cho nữ nhân kia mở nước tiểu thông thường đi xét nghiệm. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ đi một chuyến nhà vệ sinh, sau khi đi ra bưng một cái chén, trực tiếp liền dội đến Chu Minh Viễn trên thân, để hắn mở mắt nhìn xem có phải hay không máu nước tiểu. Lần này nhưng náo nhiệt, Chu Minh Viễn bị dội cho một thân máu nước tiểu chật vật không chịu nổi, thầu khoán Chu Nghĩa Sinh nghe hỏi chạy đến, bị mấy tên đâm rồng hỏa hổ đại hán vạm vỡ tại chỗ vây, quắc mắt nhìn chừng chừng, dương nanh múa vuốt, hận không thể hiện tại đem hắn cho đánh một trận.
Chu Nghĩa Sinh nhìn ra bọn hắn không dám ở bệnh viện động thủ, để nhân viên công tác tranh thủ thời gian thông chi bệnh viện bảo vệ khoa cùng y tế chỗ. Y tế chỗ chủ nhiệm Tằng Hồng Lâm nghe nói là trung y chẩn đoán điều trị trung tâm xảy ra chuyện, biểu hiện được không quá tích cực, dù sao hiện tại trung y chẩn đoán điều trị trung tâm là đối bên ngoài nhận thầu trên hợp đồng đem trách nhiệm phân chia đều viết rõ ràng rõ ràng. Dù sao bồi thường tiền cũng là nhận thầu người gánh vác, từ một điểm này đi lên nói y tế chỗ công việc ngược lại dễ dàng một chút. Tằng Hồng Lâm phái Dương Chấn Cương đi xử lý, Dương Chấn Cương tại y tế chỗ ngây người một đoạn thời gian, mài ra tính tình đồng thời cũng nắm giữ một ít công việc kỹ xảo, dày vò khốn khổ một hồi mới xuất hiện, chờ hắn đúng chỗ thời điểm, bảo vệ khoa đều đã đến. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông nhìn thấy hắn xuất hiện không khỏi có chút nổi nóng, hỏi hắn làm sao hiện tại mới đến. Dương Chấn Cương biểu thị trên tay bọn họ không chỉ một kiện tranh chấp phải xử lý, cũng không phải là trung y khoa một nhà phục vụ. Bảo vệ khoa đến cũng không có chấn nhiếp đám kia lưu manh, bọn hắn vây quanh Chu Nghĩa Sinh muốn thuyết pháp, có người tại hiện trường đập lên coi thường nhiều lần. Dương Chấn Cương thuyết phục mọi người đi y tế chỗ giải quyết thời điểm, lại có mấy tên người bệnh tới duy quyền, nói là dán trong bọn họ y khoa thuốc cao về sau toàn thân ngứa, lên một thân u cục. Vu Hướng Đông dù sao xử lý qua nhiều lần sự kiện như vậy. Xem xét trong đó có không ít chung quanh lưu manh, liền đoán được chuyện này không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hắn nhắc nhở Chu Nghĩa Sinh mau chóng xử lý, tuyệt đối không nên cho bệnh viện tạo thành ảnh hưởng xấu. Cuối cùng vẫn là y tế chỗ chủ nhiệm Tằng Hồng Lâm ra mặt đem những người bệnh kia mời đến y tế chỗ giải quyết vấn đề, nhân hòa đường thuốc cao bán nhiều ngày như vậy cũng không gặp xảy ra chuyện, làm sao hôm nay tập trung duy quyền. Nào có như vậy trùng hợp sự tình. Người bệnh đại biểu đưa ra mấy vấn đề. Trung y chẩn đoán điều trị trung tâm có phải hay không nhận thầu đi ra? Trường Hưng bệnh viện đối bọn hắn xuất hiện chữa bệnh sự cố có cần hay không phụ trách? Người bệnh tổn thất ai đến bồi thường? Y tế chỗ chủ nhiệm Tằng Hồng Lâm nghe xong liền biết người ta đến có chuẩn bị, có người ở sau lưng bày ra, cái này từng đầu thẳng vào chỗ yếu hại. Tằng Hồng Lâm biểu thị trung y chẩn đoán điều trị trung tâm là Trường Hưng bệnh viện cùng Nhân Hòa Đường hợp tác xây dựng chuyên khoa phòng khám bệnh, Trường Hưng bệnh viện đương nhiên sẽ phụ trách. Về phần bọn hắn xuất hiện triệu chứng phải chăng cùng Nhân Hòa Đường dùng thuốc có quan hệ. Cần phải đặc biệt cơ cấu tiến hành giám định, cái này cần thời gian. Đám kia người bệnh biểu thị có thể cho bọn hắn thời gian một ngày, nếu như bệnh viện không thể cho ra một cái để bọn hắn hài lòng trả lời chắc chắn, bọn hắn sẽ lộ ra ánh sáng Nhân Hòa Đường đánh lấy Trường Hưng bệnh viện cờ hiệu lừa gạt người bệnh hành vi. Trường Hưng không phải lần đầu tiên xuất hiện loại này chữa bệnh tranh chấp. Náo động nhất một lần tranh chấp phải kể tới y Mỹ trung tâm Đông Mỹ lệ sự kiện, lúc ấy huyên náo toàn bộ Đông Châu xôn xao, nhưng là lần kia sự tình đạt được viên mãn giải quyết, bất quá khi đó là Hứa Thuần Lương phụ trách xử lý. Bọn hắn nhận vì lần này thuốc cao sự kiện muốn so với lần trước tính chất nhẹ rất nhiều, Tằng Hồng Lâm đề nghị Chu Nghĩa Sinh lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cho đám người kia trả lại dược phí, sau đó lại tượng trưng bồi thường một chút. Nhưng là Chu Nghĩa Sinh đối với chuyện này biểu hiện được vô cùng cường ngạnh. Hắn kiên trì trước tiến hành y học giám định, nếu như chứng minh là bọn hắn thuốc cao vấn đề, hắn tuyệt không hai lời, đừng nói dược phí, coi như ngộ công phí dinh dưỡng phí hắn đều cùng một chỗ bồi thường, nhưng là nếu như không phải vấn đề của bọn hắn, chính là những người này cố ý khiêu khích sinh sự, hắn sẽ báo cảnh xử lý. Tham dự điều giải Dương Chấn Cương nghe đến đó nở nụ cười, hắn thấy Chu Nghĩa Sinh chính là không biết nặng nhẹ, xử lý loại chuyện này bọn hắn đã có kinh nghiệm, cách làm chính xác là trước đem gây chuyện người bệnh ổn định. Phòng ngừa mâu thuẫn kích thích, bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm. Tằng Hồng Lâm không thuyết phục được Chu Nghĩa Sinh cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Chu Nghĩa Sinh lúc rời đi trải qua bãi đỗ xe thời điểm, gặp Bùi Lâm. Bùi Lâm tới là cùng Triệu Phi Dương thương lượng hôn lễ của bọn hắn, Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy nàng, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, biểu muội. Giữa hai người kỳ thật có chút quan hệ thân thích, Chu Nghĩa Sinh mẫu thân cùng Bùi Lâm mẫu thân là một cái nãi nãi đường tỉ muội. Bùi Lâm có chút oán trách nhìn hắn một cái, Chu Nghĩa Sinh nhớ tới nàng dặn dò, không thể để ngoại nhân biết quan hệ giữa bọn họ, Chu Nghĩa Sinh tranh thủ thời gian sửa lời nói, Bùi Tổng. Bùi Lâm nói, ta thời gian đang gấp, ý là không có rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao. Chu Nghĩa Sinh nói, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Bùi Lâm chỉ có thể dừng bước lại, Chu Nghĩa Sinh đem gặp phải sự tình đơn giản nói một lần, hắn cảm thấy phi thường phiền muộn. Nhân Hòa Đường thuốc cao tuyến thượng tuyến hạ bán nhiều năm như vậy, chưa hề chưa từng gặp qua vấn đề, hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy duy quyền người, chuyện này phi thường kỳ quặc. Bùi Lâm nói, ngươi có phải hay không đắc tội qua người nào?
Chu Nghĩa Sinh lắc đầu. Bùi Lâm cho rằng y tế chỗ đề nghị không sai, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, dù sao Chu Nghĩa Sinh cũng bồi không có bao nhiêu tiền, làm ăn đến có cách cục. Chu Nghĩa Sinh thở dài nói, ta cảm thấy y tế chỗ cùng bảo vệ khoa đều là xuất công không xuất lực, căn bản không có đem chúng ta xem như Trường Hưng một phần tử. Bùi Lâm có chút muốn cười, Chu Nghĩa Sinh thật đúng là đem chính hắn xem như Trường Hưng người. Có biên chế là Trường Hưng chính thức nhân viên, không có biên chế đều là mượn Trường Hưng sân khấu kịch hát hí khúc, kiếm tiền là được rồi, người quản người khác thấy thế nào. Chu Nghĩa Sinh phát hai câu bực tức, lại nghĩ tới phòng không đủ vấn đề, để Bùi Lâm hỗ trợ thúc giục một chút, trước mắt chỉ có thể từ châm cứu vật lý trị liệu khoa gạt ra một gian phòng. Bùi Lâm đáp ứng. Trải qua viện xử lý thời điểm, viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh nhìn thấy Bùi Lâm nói cho nàng Triệu Phi Dương chính đang họp. Bùi Lâm biểu thị mình đi trước hắn văn phòng chờ lấy. Hiện tại Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm tình cảm lưu luyến đã công khai hóa, một cái ly dị một người chưa lập gia đình người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nửa giờ sau, Triệu Phi Dương mở xong sẽ trở lại văn phòng, nhìn thấy Bùi Lâm ngồi tại mình chủ trên ghế, không khỏi nhíu mày, Tiểu Lâm, ngươi không sợ bị người khác nhìn thấy. Bùi Lâm đứng người lên, ta cùng ngươi quang minh chính đại yêu đương, cũng không phải ngươi bao dưỡng Tiểu Tam, có cái gì tốt sợ. Triệu Phi Dương nói, ta không phải ý tứ này. Bùi Lâm mân mê miệng đi vào trước mặt hắn, hai tay dựng trên vai của hắn, Triệu Phi Dương dở khóc dở cười muốn đem nàng hai cánh tay lấy ra, Bùi Lâm ngược lại ôm chặt hơn nữa. Triệu Phi Dương nói, nơi này là văn phòng, chú ý một chút ảnh hưởng. Bùi Lâm nói, liền không. Triệu Phi Dương thật sự là không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho nàng ôm cổ, thấp giọng dụ dỗ nói, ngoan, có chuyện gì chúng ta trở về nói. Người đi trước trên ghế salon nghỉ ngơi, ta còn có mấy phần văn kiện muốn nhìn. Bùi Lâm liếc mắt buông hắn ra, xoay người lại đến trên ghế salon ngồi xuống. Triệu Phi Dương trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cái ghế để Bùi Lâm đã ấm áp, ngồi lên phi thường dễ chịu. Bùi Lâm kéo ra LV sắc tay, nói khẽ, Phi Dương, ta đưa ngươi cái lễ vật. Triệu Phi Dương khắp không trải qua thầm nghĩ, để nói sau. Bùi Lâm nói, ngươi thật không muốn biết là lễ vật gì. Triệu Phi Dương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì. Bùi Lâm đứng dậy đi tới, tướng một cây nghiệm mang thai bổng thả ở trước mặt của hắn. Nghiệm mang thai bổng thành công hấp dẫn Triệu Phi Dương lực chú ý, nhìn qua cây kia nghiệm mang thai bổng, nét mặt của hắn có chút kinh ngạc, cái này. Hắn nhớ kỹ vẫn luôn khai thác biện pháp, thường thức nói cho hắn biết, trên thế giới này không có 100% bảo hiểm biện pháp. Ta mang thai. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu. Phản ứng của hắn để Bùi Lâm có chút thất vọng, nàng cường điệu nói, ngươi. Ta biết. Triệu Phi Dương nói xong, nắm chặt Bùi Lâm tay, nhẹ nhàng kéo một phát, Bùi Lâm thuận thế chui vào trong ngực của hắn. Triệu Phi Dương vuốt ve tóc của nàng, Bùi Lâm khuôn mặt chôn ở trước ngực của hắn, nàng không nhìn thấy Triệu Phi Dương giờ phút này âm tình bất định biểu lộ, Triệu Phi Dương không nghĩ tới Bùi Lâm sẽ đưa cho hắn dạng này một cái ngoài ý muốn lễ vật. Bọn hắn trước đó đã từng ước định qua. Tạm thời không cân nhắc hôn nhân, không cân nhắc hài tử, sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu, hắn trước một đoạn hôn nhân kết thúc vẫn chưa tới 2 năm, Triệu Phi Dương không có chuẩn bị đi vào một cái khác trận hôn nhân. Liên quan tới điểm này, hắn hướng Bùi Lâm nói đến rất rõ ràng, Bùi Lâm cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Phi Dương, làm sao bây giờ? Ta tất cả nghe theo ngươi. Triệu Phi Dương tay dừng ở Bùi Lâm đỉnh đầu, hắn hiểu rõ Bùi Lâm. Nàng tuyệt không phải một cái không có chút nào chủ kiến nữ nhân, nếu như nàng chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, nàng không gặp qua tìm đến mình, nếu như nàng chưa nghĩ ra làm sao bây giờ thậm chí cũng sẽ không mang thai. Triệu Phi Dương cũng không muốn dùng ác ý đi ước đoán cái này người bên gối, nhưng là hắn cho rằng, trong ngực mang thai trong chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ hết thảy đều là Bùi Lâm kế hoạch, nàng luôn mồm không quan tâm danh phận, không quan tâm hôn nhân, nhưng là lại có nữ nhân nào không quan tâm đâu. Triệu Phi Dương nói, sinh ra tới đi. Bùi Lâm ngẩng đầu, lượn quanh hai mắt đẫm lệ bên trong nhộn nhạo kinh hỉ, thật. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn ý thức được mình thậm chí không dám nói ra để Bùi Lâm đánh dụng hài tử, hắn vậy mà lo lắng chọc giận Bùi Lâm, hắn không biết mình bắt đầu từ khi nào bắt đầu đối Bùi Lâm sinh ra e ngại tâm lý, có lẽ là bởi vì Bùi Lâm bắt đầu hiểu rõ mình, đương một người bị hắn người hiểu càng nhiều, bình thường sẽ sinh ra một loại cảm giác không an toàn. Phụ thân đã sớm vạch hắn ở phương diện này khuyết điểm, nói hắn lòng nghi ngờ quá nặng. Nhớ tới phụ thân, Triệu Phi Dương không khỏi có chút đau đầu,
phụ thân là không thể nào đồng ý hắn cùng Bùi Lâm kết hôn. Nhưng là không kết hôn, hài tử về sau thân phận làm sao bây giờ? Bùi Lâm cảm giác được Triệu Phi Dương xoắn suýt, ôn nhu nói, Phi Dương, nếu như ngươi cảm thấy khó làm, đứa nhỏ này ta có thể chảy mất. Nói đến đây nàng ghé vào Triệu Phi Dương trong ngực khóc lên. Triệu Phi Dương biết nàng là cố ý nói như vậy, nàng căn bản cũng không khả năng chảy mất đứa bé này. Triệu Phi Dương nói, ta đang suy nghĩ gì thời điểm đem tin tức này nói cho lão gia tử. Bùi Lâm mân mê bờ môi, hắn không thích ta. Triệu Phi Dương nói, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn cái cháu trai. Triệu Hiểu Tuệ bán mất biệt thự, dự định cùng đi qua triệt để làm cáo biệt, rời đi Đông Châu trước đó, nàng liên hệ một chút Hứa Thuần Lương, vốn cho rằng không kịp cùng Hứa Thuần Lương ở trước mặt tạm biệt, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương bây giờ đang ở Đông Châu. Hai người hẹn gặp tại đài truyền hình gặp mặt, Hứa Thuần Lương đi vào Đông Châu đài truyền hình, Triệu Hiểu Tuệ vừa mới xong xuôi rời trước thủ tục. Ngồi tại đài truyền hình xoay tròn trong nhà ăn chờ hắn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi tới, Triệu Hiểu Tuệ nhớ tới thân, Hứa Thuần Lương ra hiệu nàng ngồi, Triệu Hiểu Tuệ chân còn không có hoàn toàn khôi phục, bên cạnh bày biện quải trượng. Hứa Thuần Lương đi vào nàng đối diện ngồi xuống, quan sát một chút nàng nói, khôi phục được không tệ, so với quá khứ xinh đẹp hơn. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ăn cái gì, tỷ mời khách. Hứa Thuần Lương tùy tiện điểm mấy thứ. Triệu Hiểu Tuệ gãy xương khôi phục được nhanh như vậy, may mắn mà có hắn tặng thuốc cao. Triệu Hiểu Tuệ không uống rượu, cho Hứa Thuần Lương chuẩn bị một bình ngũ lương dịch gây nên thập niên 80, hiện tại thương gia tướng bình cũ chứa rượu mới chơi đến bay lên. Hứa Thuần Lương rót một chén rượu, cùng với nàng đụng đụng nói, thủ tục đều xong xuôi. Triệu Hiểu Tuệ gật đầu nói, ta dự định trước về nhà tĩnh dưỡng một hồi, đầu năm nay đi Ottawa. Coi như cũng chính là hơn một tháng. Bụng của nàng không cho phép trì hoãn quá lâu. Hứa Thuần Lương nói, lão Thịnh không có tìm làm phiền ngươi a. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu, cắn môi một cái nói, ngươi không cần lo lắng, hắn cho tiền của ta đầy đủ ta ra ngoại quốc duy trì sinh sống. Hứa Thuần Lương nói, thiếu tiền nói với ta. Triệu Hiểu Tuệ mím môi, do dự một chút lấy hết dũng khí nói, Thuần Lương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đặc biệt thế lợi nữ nhân? Vì tiền tài có thể bán hết thảy. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không có nghĩ như vậy qua, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Ngươi tại sao phải giúp ta? Hứa Thuần Lương nói, bởi vì lúc trước ta đáp ứng ngươi. Triệu Hiểu Tuệ trong mắt nhộn nhạo lệ quang, Trần Kiến Tân tại Ân Hằng công việc, hắn vì thượng vị bán ta. Hứa Thuần Lương đưa cho nàng một tờ giấy, Hiểu Tuệ tỷ, ngươi không cần nói. Triệu Hiểu Tuệ nức nở một chút, ta nhất định phải nói, ta thừa nhận. Ta từ Thịnh Chiêu Huy nơi đó đạt được không ít đồ vật, ta không phải một cô gái tốt, ta có hôm nay thuần túy là gieo gió gặt bão, ta không trách bất luận kẻ nào. Hứa Thuần Lương nói, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại, đổi cái hoàn cảnh, một lần nữa triển khai sinh hoạt. Canh ba, đưa lên, nhìn thấy chỗ bình luận chuyện còn là nói rõ dưới, bạch tuộc cho tới nay đổi mới đều là giữ gốc hai canh, canh ba, là tăng thêm, tại có khả năng tình huống dưới, bạch tuộc trên cơ bản bảo trì mỗi ngày đều tăng thêm. Cũng không có gì kèm theo điều kiện. Năm nay tương đối đặc thù, có bản thân công tác nguyên nhân, cũng có nhi tử lớp 12 đứng trước thi đại học nguyên nhân. Bạch tuộc không còn trẻ nữa, không có khả năng giống tuổi trẻ viết lách như thế lá gan. Mà lại một bộ trường thiên là cần cấu tứ, không có khả năng mỗi ngày đều cam đoan nhiều như vậy sản xuất lượng. Cho nên lần nữa nói rõ một chút, mỗi ngày giữ gốc là hai canh, như không tăng thêm, kia là bạch tuộc thật không viết được nữa. Mong rằng mọi người thông cảm một chút. Rạng sáng không càng, lần sau đổi mới vào ngày mai buổi sáng. Triệu Hiểu Tuệ xoa xoa nước mắt nói, là ngươi để ta biết đến nhân sinh bên trong quý báu nhất là cái gì, ta sẽ hảo hảo còn sống, ta, còn có con của ta, cái này hai cái mạng đều là ngươi cho. Hứa Thuần Lương cười nói quá lời, về sau đừng đề cập chuyện này, quên quá khứ mới có thể nặng cuộc sống mới. Triệu Hiểu Tuệ dương dương nhẹ gật đầu. Lúc này có người tới chào hỏi, lại là tổng hợp bộ thông tin Lưu Đạo, lần trước hắn đã từng cùng Triệu Hiểu Tuệ cùng đi Nguy Sơn đảo làm tiết mục, nhận Hứa Thuần Lương nhiệt tình chiêu đãi, cho nên đối Hứa Thuần Lương ấn tượng phi thường khắc sâu. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, chính nói không ai bồi tiểu Hứa uống rượu với nhau đâu. Nàng mời Lưu Đạo ngồi xuống. Lưu Đạo biểu thị còn có một người mới, chính là tiếp nhận Triệu Hiểu Tuệ người dẫn chương trình Tô Tình. Bọn hắn chính trò chuyện đâu, Tô Tình tới. Nàng là năm nay mới từ bên trong truyền bá âm tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh,
Lúc đầu Tô Tình có ở lại kinh thành cơ hội, nhưng là bởi vì phụ thân sinh bệnh, cho nên nàng quả quyết từ bỏ kinh thành công việc cơ hội, lựa chọn về tới Đông Châu, cũng là để cho tiện chiếu cố phụ thân. Tô Tình 21 tuổi, tướng mạo xuất chúng, ngọt ngào động lòng người, bởi vì cực giống minh tinh Lưu Diệc Phi, cho nên tại bên trong truyền liền có thật nhiều săn tìm ngôi sao chằm chằm chiếm hữu nàng. Triệu Hiểu Tuệ hô, Tô Tình, chỗ này đâu? Tô Tình cười nói, sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngài đã đi nữa nha. Triệu Hiểu Tuệ cho bọn hắn giới thiệu một chút, Tô Tình tự nhiên trà đại phương hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, ngài tốt. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay, cái này Tô Tình dáng dấp đủ xinh đẹp, làn da mềm mại tinh tế tỉ mỉ, khó trách lựa chọn nàng tới đón Triệu Tiểu Tuệ ban. Triệu Hiểu Tuệ mời mời bọn họ cùng một chỗ ngồi xuống. Lưu Đạo cảm thán nói, hảo hảo tại sao muốn từ chức, người đi lần này, Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi chuyên mục liền không kết quả. Hắn cùng Triệu Hiểu Tuệ liên thủ chế tác đến Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi, đã trở thành tin tức tổng hợp kênh Vương Bài chuyên mục, Triệu Hiểu Tuệ vừa đi, người chủ trì đều không gọi Tiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, cho người mới đằng địa phương A, Tô Tình xuất sắc như vậy, ta tổng không có ý tứ chiếm lấy vị trí không đi, ngươi có thể đổi thành Tiểu Tình giúp ngươi hỏi. Tô Tình khiêm tốn nói, sư tỷ, ta cũng không kịp cùng ngài học tập, ngài cái này không để ý đến. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, ngươi là ban tổ chức trình độ, ta nhưng không dạy được ngươi. Đừng nhìn Tô Tình mới đến không lâu, nhưng là nàng biểu hiện ra siêu cường năng lực cùng nghiệp vụ trình độ đã để Triệu Hiểu Tuệ tự than thở không bằng, lời nói này cũng không phải khiêm tốn. Tô Tình nói, sư tỷ vẫn luôn là thần tượng của ta. Lưu Đạo nhìn thấy Hứa Thuần Lương nhớ tới Trường Hưng sự tình, Hứa viện trưởng, hai ngày này chúng ta nhận được rất nhiều quần chúng đường dây nóng, tập trung phản ứng Trường Hưng trong bệnh viện y môn chẩn vấn đề. Hứa Thuần Lương biết Nhân Hòa Đường sự tình đã khiến cho đài truyền hình chú ý, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, Lưu Đạo bản ý là hướng hắn bán cái tốt, kỳ thật loại này quần chúng đường dây nóng nhiều lắm, bình thường bọn hắn đều sẽ cân nhắc đến quan hệ, còn có một bộ phận tin tức tại bộc ra trước đó liền sẽ bị người nghĩ biện pháp đè xuống, ở trong đó sẽ dính đến nhất định ngầm thao tác, xã hội báo cáo tin tức, người tiêu dùng duy quyền loại hình chuyên mục đã trở thành truyền thông kiếm tiền đường tắt. Hứa Thuần Lương nói, người nói trung y phòng khám bệnh trước mắt là dân doanh vốn liếng nhận thầu, cũng không phải là chúng ta Trường Hưng bệnh viện cố hữu phòng. Lưu Đạo sửng sốt một chút, Hứa Thuần Lương có ý tứ gì? Là vung nồi sao? Tô Tình nhưng từ hắn trong những lời này đã nhận ra tin tức giá trị, người nói là trung y chẩn đoán điều trị trung tâm là bao bên ngoài đi ra sao? Hứa Thuần Lương không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mỉm cười nói, là Nhân Hòa Đường cùng Trường Hưng hợp tác sáng lập, bệnh viện chúng ta cải chế đến nay, dẫn vào không ít dân doanh vốn liếng, bọn hắn kinh doanh độ tự do rất cao, cùng Trường Hưng cũng không có quá lớn quan hệ. Tô Tình tiếp tục truy vấn nói, Trường Hưng bệnh viện đối với mấy cái này dân doanh vốn liếng nhận thầu phòng kinh doanh hoạt động phụ trách sao? Triệu Hiểu Tuệ nói, ăn cơm không nói nghiệp vụ, Tô Tình, người muốn ngắt thăm Hứa viện trưởng có thể hay không tuyển cái khác thời gian. Tô Tình ngượng ngùng cười, nàng nhìn đồng hồ, biểu thị nàng còn phải tiến đến ghi chép tiết mục, lễ phép đưa ra cáo từ, Lưu Đạo cũng không có ở lâu, cùng với nàng cùng đi. Các loại hai người bọn họ sau khi đi, Triệu Hiểu Tuệ ý vị thâm trường nói, tình huống như thế nào? Nếu như ta không nghe lầm, người vừa rồi tại nện Trường Hưng nồi. Hứa Thuần Lương nói, không phải ta nện Trường Hưng nồi, là Nhân Hòa Đường đang đập Trường Hưng nồi. Hắn uống một hớp rượu, thấp giọng nói, Hiểu Tuệ tỷ, có thể cho ta giúp cái chuyện nhỏ sao? Triệu Hiểu Tuệ nói, chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Chu Nghĩa Sinh cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ leo lên ngày thứ hai TV tin tức, Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi tại Đông Châu địa vị, cơ hồ tương đương với ban tổ chức tiêu điểm thăm hỏi cận đại nhất chủ gánh cầm đẹp người nữ chủ trì Tô Tình bật hết hỏa lực, phỏng vấn nhiều vị phát sinh không tốt phản ứng người bệnh, cũng tại tin tức bên trên tiến hành đưa tin. Nàng tại chuyên mục bên trong đưa ra ba cái đinh tai nhức óc vấn đề. 1. Nhân Hòa Đường thuốc cao đến tột cùng từ đâu mà đến, trăm năm Nhân Hòa Đường đến tột cùng là thật là giả. Nhân Hòa Đường giá trên trời thuốc cao đến tột cùng là hữu hiệu vẫn là trí thông minh thuế. 2. Phát sinh ở Trường Hưng trung y chẩn đoán điều trị trung tâm chữa bệnh tranh chấp không phải kiện thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một kiện, người bệnh lợi ích nhận tổn hại thời điểm, ai đến vì thế nhận gánh trách nhiệm. Là nhận thầu phương vẫn là viện phương. 3. Dân doanh vốn liếng tiến vào bệnh viện công đến tột cùng là tốt là xấu. Bọn hắn cho bệnh viện bản thân mang đến cái gì? Cho rộng rãi người bệnh lại mang đến cái gì? Đến tột cùng là phong phú chữa bệnh tài nguyên vẫn là tăng thêm người bệnh gánh vác.
Cái này kỳ tin tức một khi truyền ra, ngay tại Đông Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì trong tin tức đối Nhân Hòa Đường tuyên bố 400 năm lịch sử đưa ra chất vấn, căn cứ điều tra, Nhân Hòa Đường từ thành lập đến bây giờ bất quá 35 năm, Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa chính là Đông Châu người, xuất thân hồi Xuân Đường, có hắc lịch sử, vào tù ngồi xổm 10 năm, dạng này một cái có lịch sử chỗ bẩn người làm sao liền lắc mình biến hóa trở thành đám người truy phủng đức cao vọng trọng trung y đại sư. Điện thương trên bình đài mặc dù có không ít khen ngợi, nhưng là cũng có thật nhiều xoa bình. Tin tức đối xoa bình tiến hành screenshot biểu hiện ra, cho thấy phát sinh ở Trường Hưng bệnh viện y hoạn tranh chấp cũng không phải là ngẫu nhiên, điện thương trên bình đài sớm đã có người bệnh phản ứng sử dụng vô hiệu, phát sinh qua mẫn các loại không tốt phản ứng hiện tượng. Nhằm vào thuốc cao bản thân giá bán tiến hành so sánh, Nhân Hòa Đường thuốc cao không những so đồng loại hình thuốc cao bán được quý, mà lại bọn hắn trên internet giá bán cùng offline khác biệt, Trường Hưng bệnh viện bán đi thuốc cao muốn so tuyến thượng quý 30%. Tô Tình nói lên thứ ba hỏi đưa tới rất nhiều người bất an, vấn đề này quá lớn mật, thế mà đối trở thành sự thật Trường Hưng cải cách đưa ra chất vấn. Triệu Phi Dương hai ngày này tâm tình vốn là không tốt, khi hắn nhìn thấy tin tức về sau tức giận đến lập tức cho Bùi Lâm gọi điện thoại, Trung Nghĩa Sinh là thông qua Bùi Lâm quan hệ mới lấy nhận thầu trung y môn trần, Trung Nghĩa Sinh không thuộc về Trường Hưng bệnh viện, cũng không phải Hoa Niên hệ, hắn dẫn ra phiền toái lớn như vậy, để Triệu Phi Dương rất khó làm. Triệu Phi Dương không khỏi nhớ tới Y Mỹ Trung Tâm đã từng phát sinh Đông Mỹ lệ sự kiện, chính là chuyện lần đó kiện đưa đến Cố Hậu Nghĩa ảm đạm rời sân, nếu như hắn tại đồng dạng địa phương té ngã, như vậy không có người sẽ đồng tình hắn, chỉ có thể trách chính hắn quá không cẩn thận. Bùi Lâm cũng không nghĩ tới nho nhỏ mấy thiếp thuốc cao thế mà náo bên trên TV tin tức, nàng vừa mới là Chu Nghĩa Sinh tranh thủ đến mới phòng, lúc này mới bao lâu, Chu Nghĩa Sinh liền cho nàng thọc cái lớn chỗ hở. Bùi Lâm tức giận đến trong điện thoại liền đem Chu Nghĩa Sinh đau nhức mắng một trận, y tế chỗ đều khuyên hắn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hắn chính là không nghe, hiện tại tốt, đều nháo đến trên TV. Chuyện này đã truyền đến Nhân Hòa Đường tổng bộ, thế giới Internet nào có bí mật, rất nhiều xã giao truyền thông đều phát cái này một thì tin tức, các nơi Nhân Hòa Đường đều xuất hiện đại quy mô duy quyền triều, sinh ra trước nay chưa từng có danh tiếng nguy cơ, điện thương bình đài đại lượng trả hàng. Tế Châu Di Hòa Phủ, một tòa gạch xanh ngói xám bên trong tứ hợp viện, Hạc Phát Đồng Nhan Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa ngồi ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân để cho người ta từ thực chất bên trong sinh ra một loại lười biếng suy nghĩ, đương nhiệm Nhân Hòa Đường Tổng Giám Đốc Chu Nghĩa Văn lại khom người đứng tại lão gia tử trước mặt động cũng không dám động, hắn đã đứng 15 phút, trên trán đã toát ra mồ hôi. Chu Nhân Hòa có tiết tấu loạn choạng ghế nằm. Cả người như cùng một cái cỡ lớn đồng hồ quả lắc. Chu Nghĩa Văn nội tâm theo hắn đong đưa mà không ngừng đáng động lên, chợt cao chợt thấp, lo lắng bất an, hắn đối phụ thân e ngại từ xưa đến nay. Chu Nhân Hòa rốt cục cũng ngừng lại, mở ra hai mắt, ánh mắt thâm thúy như chớp giật, lạnh lùng xét lại một chút Chu Nghĩa Văn, bị người đánh mặt đi. Chu Nghĩa Văn nói, cha, nhất định là hồi Xuân Đường hứa lão đầu. Chu Nhân Hòa hừ lạnh một tiếng, Chu Nghĩa Văn không còn dám nói đi xuống. Chu Nhân Hòa từ trên ghế nằm xuống tới, hắn dáng người không cao, nhưng là cái eo thẳng tắp, đi về phía trước mấy bước, trong tay Phật Châu không ngừng chuyển động, ta có không có nói qua, đừng đi Đông Châu phát triển. Chu Nghĩa Văn đầu đạp kéo lại đi, phụ thân nói qua, bọn hắn có thể đem thuốc cao bán được các nơi trên thế giới, nhưng là chỉ có một chỗ không thể đi, đó chính là Đông Châu. Hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, phụ thân năm đó sở dĩ vào tù, cũng là bởi vì hứa Trường Thiện một phần chứng cung. Hồi Xuân Đường chính là bọn hắn Nhân Hòa Đường cửu nhân. Nghĩa Vũ đâu, hắn làm sao không đến? Chu Nghĩa Vũ là Chu gia lão nhị, Hoa Đông khu là Chu Nghĩa Vũ đang phụ trách, tiến Đông Châu cũng là Chu Nghĩa Vũ đánh nhịp định án. Chu Nghĩa Văn nói, hắn tại xử lý điện thương trả hàng sự tình, lần này Đông Châu tranh chấp cho chúng ta Nhân Hòa Đường mang đến rất tổn thất lớn. Gieo gió gặt bão. Chu Nghĩa Văn nói, cha, chúng ta thuốc cao không có vấn đề. Lần này rõ ràng là có người tại nhằm vào chúng ta. Chu Nhân Hòa nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta Nhân Hòa Đường chiêu bài há có thể bởi vì có mấy tiểu nhân chửi bới liền đập. Chu Nghĩa Văn nói, nhất định là hồi Xuân Đường ở sau lưng chửi bới chúng ta, cha, năm đó bọn hắn đối ngươi như vậy, hiện tại lại khi dễ đến chúng ta Nhân Hòa Đường cửa đi lên, khẩu khí này ta nhịn không được. Chu Nhân Hòa chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong mây bay, oan oan tương báo khi nào. Không đáng cùng bọn hắn so đo.
Chu Nghĩa Văn nói, cha. Chu Nhân Hòa nói, Hứa Trường Thiện không người kế tục, hắn thần khí không được mấy ngày. Hứa Trường Thiện cũng nhìn thấy tin tức này, hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng cháu trai có quan hệ, có chút nội tình ngoại nhân là không biết, cái này một thì tin tức tương đương công nhiên đánh Nhân Hòa Đường một cái bạt tai. Hứa Trường Thiện mặc dù biết cháu trai điểm xuất phát là vì chính mình xuất khí, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn, lão gia tử trạch tâm nhân hậu, cũng không muốn tại năm xưa ân oán bên trên tiếp tục làm văn chương. Hứa Gia Hiên hai ngày này trên cơ bản đều bồi tiếp phụ thân, lão gia tử nhìn tin tức thời điểm, hắn liền ở một bên, quan sát lão gia tử sắc mặt liền biết hắn không cao hứng, cẩn thận hỏi, cha, tin tức đã nói đến đều là thật à? Hứa Trường Thiện có chút không vui nhìn qua hắn, Hứa Gia Hiên tranh thủ thời gian phủ nhận, cha, cái này không quan hệ với ta à, ta rời đi Đông Châu nhiều năm như vậy, coi như ta nghĩ lộ ra ánh sáng Nhân Hòa Đường cũng tìm không thấy đường tắt. Hứa Trường Thiện thở dài nói, oan gia nên giải không nên kết, Thuần Lương tiểu tử này tính tình quá vừa. Hứa Gia Hiên nói, ý của ngài là, chuyện này là hắn làm được. Hứa Trường Thiện nói, đã không phải ngươi, cũng không phải Gia Văn, còn có thể là ai. Hứa Gia Hiên trong lòng thầm khen, mình đứa con trai này không được, có thù tất báo, điểm này cực kỳ giống mẫu thân hắn. Hứa Trường Thiện nhìn thấy hắn không lên tiếng, nâng tay lên chiếu vào Hứa Gia Hiên đầu liền vỗ một cái. Cha, không phải ta, Hứa Gia Hiên ủy khuất nói. Hứa Trường Thiện nói, nhìn một cái ngươi, đâu còn có người làm cha dáng vẻ, trong nhà phát sinh sự tình, ngươi cùng cái hai đồ đần giống như thờ ơ, cái gì đều phải dựa vào Thuần Lương, muốn ngươi có làm được cái gì. Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười, cha, ta gấp trở về hết thảy đều kết thúc, ngài oan tình đến tuyết, ta còn cần muốn làm gì. Coi như ta sự tình không có giải quyết, ngươi có bản lĩnh giúp ta giải tội sao. Hứa Gia Hiên nói, là, đều là lỗi của ta. Ta thừa nhận ta không có tôn tử của ngài có bản lĩnh, nhưng có chuyện gì thực ngài không cách nào phủ nhận đi, hắn có bản lãnh đi nữa cũng là ta sinh ra. Hứa Trường Thiện nói, người đời này cũng liền làm đúng chuyện này. Hứa Gia Văn nghe được phụ thân đang mắng ca ca, qua tới giải vây, cha, ta cổ thật chua, bị sái cổ giống như, ngài giúp ta ẩn ấn. Hứa Gia Hiên thừa cơ chạy ra ngoài, đi ra bên ngoài điểm điếu thuốc, nhìn thấy một cỗ màu trắng giáp sát trùng ngừng tại cửa ra vào. Từ bên trong xuống tới một vị mỹ mạo thiếu nữ, Hứa Gia Hiên nhìn xem có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, vừa mới tại trên TV nhìn thấy qua, nàng chính là tin tức bên trên xuất hiện đẹp người nữ chủ trì Tô Tình, cô nương này thật sự là xinh đẹp a. Tô Tình đi vào trước mặt hắn, hướng hắn cười cười nói, vị tiên sinh này, xin hỏi Hứa Thuần Lương ở đây sao? Hứa Gia Hiên trong lòng tự nhủ lại là tìm nhi tử ta diễm phúc không cạn a, nhận biết nữ hài tử cái đỉnh cái xinh đẹp. Phương diện này rõ ràng tuân theo ta tốt đẹp gen, Hứa Gia Hiên cười nói, ngươi là Tô Tình đi. Tô Tình đôi mắt đẹp sáng lên, ngài nhận biết ta. Nhận biết, nhi tử ta thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên ngươi. Nói láo há mồm liền ra. Ngài là Hứa Thúc Thúc, Tô Tình nghe xong liền biết Hứa Gia Hiên đang nói láo, mình cùng Hứa Thuần Lương mới vừa quen, hắn làm sao có thể thường xuyên sách từ bản thân. Hứa Gia Hiên gật đầu cười. Tô Tình nói. Hắn ở đây sao? Hứa Gia Hiên nói, hẳn là sắp trở về rồi, nếu không các ngươi hắn một hồi. Quấy dày. Hứa Gia Hiên mời Tô Tình bên trong ngồi, Tô Tình biểu thị không cần, nàng lựa chọn ở bên ngoài ngồi, hôm nay ánh nắng rất tốt, bên ngoài cũng không lạnh, hắn đi bên trong ngâm một bình hồng trà bưng ra. Tô Tình hỏi hồi Xuân Đường lịch sử, Hứa Gia Hiên cùng với nàng nói, hắn vốn là hay nói đến mặt mày hớn hở, thổi đến đang tới kình thời điểm, Hứa Thuần Lương trở về. Nhìn thấy Tô Tình xuất hiện ở đây, hắn có chút kỳ quái. Hứa Gia Hiên cười đứng dậy, nhi tử, Tiểu Tình chờ ngươi rất lâu, các ngươi trò chuyện. Hắn hướng Hứa Thuần Lương chớp chớp mắt. Hứa Thuần Lương xem xét nét mặt của hắn liền biết hắn nghĩ sai, đi vào phụ thân vừa rồi chỗ ngồi xuống, cười nói, Tô Đại Chủ Cầm, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Tô Tình nói, vừa vặn đi ngang qua, tiện đường nhìn xem ngươi có hay không tại, nghĩ tham quan các ngươi một chút hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương nói, đi, ta dẫn người đi bên trong nhìn xem. Tô Tình lắc đầu nói, được rồi, không tâm tình. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng cảm xúc có chút không tốt, thế nào? Ai khi dễ ngươi, nói ra ta cho ngươi xuất khí. Tô Tình nói, vừa mới tiếp vào thông chi, ta làm kia kỳ tiết mục bị bắt rồi, lưu đạo bị phê bình, trong đài để chúng ta chuyên mục ngưng phát hình 2 tuần, ta cũng phải viết kiểm tra.
Hứa Thuần Lương không nghĩ tới chuyện này sẽ mang cho bọn hắn ảnh hưởng lớn như vậy, áy náy nói, không có ý tứ, không nghĩ tới chuyện này cho các ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Với ngươi không quan hệ, cùng thời kỳ nhiều như vậy tin tức, là chính chúng ta quyết định đưa tin Nhân Hòa Đường sự tình, bản thảo là do ta viết, lúc ấy Lưu Đạo liền nhắc nhở ta mấy vấn đề quá bén nhọn, để cho ta thu điểm, là chính ta kiên trì. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Tô Tình là cái mới vào chỗ làm việc người mới, trên người có sợi ngé con mới đẻ không sợ cọp sức lực, kỳ thật hắn ngay từ đầu có ý tứ là tướng đầu mâu chỉ hướng Nhân Hòa Đường, cũng không định nhằm vào Trường Hưng, Tô Tình ba cái vấn đề đem Trường Hưng cho lôi vào. Trường Hưng cải chế là trải qua trong thành phố đánh nhịp định án, nàng một vấn đề cuối cùng chẳng khác gì là chất vấn thị lý chính sách, không bị điện giật xem đài phương diện xét duyệt khẳng định cũng có vấn đề, như thế bén nhọn tin tức thế mà truyền bá ra, mà lại phát lại một lần, cho tới bây giờ mới phát hiện vấn đề, đối nhân viên tương quan làm ra xử phạt. Tin tức này được tuyển chọn phía sau còn có Triệu Hiểu Tuệ trợ lực, mặc dù nàng làm rời trước thủ tục, dù sao nhân mạch vẫn còn, nhất là cùng Lưu Đạo quan hệ cá nhân rất tốt. Có thể nói cái này Kỳ Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi truyền ra trước đó, vô luận Triệu Hiểu Tuệ vẫn là Lưu Đạo đối khả năng sinh ra tiếng vọng đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ có Tô Tình người mới này mơ mơ màng màng. Tô Tình nói xong lắc đầu nói, ta không nên nói cho ngươi những này. Hứa Thuần Lương nói, mỗi cái người mới vào chỗ làm việc đều gặp được ngăn trở, ta cũng giống như ngươi. Tô Tình nói, không giống, ta cũng không thích bạo lực. Hứa Thuần Lương cười ha ha, ngươi đối ta hiểu bao nhiêu a? Tô Tình có chút ngượng ngùng, nghe Hiểu Tuệ tỷ nói qua ngươi. Kỳ thật Triệu Hiểu Tuệ đi qua nói đùa nàng nói muốn giúp nàng giới thiệu đối tượng, nói đến chính là Hứa Thuần Lương, Tô Tình đương nhiên không thể đem chuyện này nói ra. Hứa Thuần Lương nói, đừng nản chí, lấy năng lực của ngươi không dùng đến quá lâu liền có thể trở thành Đông Châu tốt nhất người chủ trì. Ta hiện tại vừa muốn đem Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi cho làm, Hiểu Tuệ tỷ tại thời điểm tỷ lệ người xem cao như vậy, ta lúc này mới vừa tiếp nhận. Trong đài liền để chúng ta chỉnh đốn và cải cách. Muốn nói tâm tình của nàng một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng là không thể nào. Hứa Thuần Lương khích lệ nói, cho giỏi hơn thầy, ta cảm thấy ngươi dám chắc được. Tô Tình lại trưng cầu ý kiến hắn mấy cái trường kỳ não ngạnh khôi phục trị liệu vấn đề, Hứa Thuần Lương kiên nhẫn trả lời. Tô Tình điện thoại di động chuông báo vang lên, nàng đứng dậy cáo từ, đi vào bên cạnh xe, phát hiện lốp xe xẹp, nàng cũng là chủ quan, lốp xe đâm cũng không phát hiện. Nàng mặc dù có bằng lái, nhưng là sẽ không đổi lốp xe dự phòng. Hứa Thuần Lương phương diện này cũng không được, đem lão ba kêu lên, Hứa Gia Hiên quả nhiên không có để hắn thất vọng, ba lần năm trừ liền đem lốp xe dự phòng cho đổi xong, Tô Tình nói cảm ơn liên tục, lái xe rời đi. Hai người sóng vai đứng tại bên đường hướng Tô Tình phất tay tạm biệt, đưa mắt nhìn giáp xác trùng đi xa, Hứa Gia Hiên nói, nhi tử, cô nương này cũng không tệ, đơn thuần xinh đẹp. Hứa Thuần Lương có chút bất mãn nhìn hắn một cái, ngươi vừa cùng người ta nói hưu nói vượn cái gì? Không có gì, ta đã nói ngươi vài câu lời hữu ích. Hứa Thuần Lương nói, về sau đừng mù cùng người ta lôi kéo làm quen. Hứa Gia Hiên ủy khuất nói, ta lại không ý tứ gì khác, ta không có khả năng đánh bạn gái của ngươi chủ ý. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng cái này không đáng tin cậy cha nói nhảm, quay người đi vào bên trong, Hứa Gia Hiên gọi lại hắn, nhi tử, ta nói cho ngươi sự kiện. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, nói. Hứa Gia Hiên đem lão gia tử bởi vì tin tức sinh khí sự tình nói. Hứa Thuần Lương nói, có gì có thể sinh tức giận, cũng không phải ta nói. Nhân Hòa Đường làm được chuyện thất đức trên mạng vừa nắm một bó to, không quan hệ với ta. Hứa Gia Hiên trong lòng tự nhủ ngươi làm ta khờ, không quan hệ ngươi cùng tin tức nữ MC thông đồng rồi. Bất quá hắn có chút bội phục nhi tử, cắn chết miệng không thừa nhận, điểm này giống ta, đến cùng là ta loại. Hứa Thuần Lương lặng yên đốt lên đám lửa này tướng Nhân Hòa Đường đốt đi cái sứt đầu mẻ chán, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, Trường Hưng cũng bởi vì việc này nhận lấy ảnh hưởng. Liên Hoa Niên tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Vĩ cũng đặc biệt nhằm vào chuyện này biểu thị ra lo lắng, Triệu Phi Dương đem Chu Nghĩa Sinh kêu lên hung hăng khiển trách một trầu, để hắn mau chóng giải quyết chuyện lần này, nếu như lần sau lại xuất hiện vấn đề như vậy, liền sẽ mời bọn họ cuốn gói rời đi. Chu Nghĩa Sinh cũng phi thường ủy khuất. Hắn cam đoan Nhân Hòa Đường thuốc cao là không có vấn đề, những cái kia đến đây gây chuyện người bệnh có mấy cái căn bản không có trong bọn hắn tâm liền xem bệnh qua, hắn nhận là chuyện lần này là có người ở sau lưng giở trò xấu, là một trận tỉ mỉ bày kế trả thù. Triệu Phi Dương mới lười nhác quản phía sau nguyên nhân thực sự là cái gì, trong mắt hắn, những này nhận thầu người là mình thưởng cho bọn hắn cơm ăn,
đổi thành bất luận kẻ nào đến nhận thầu đều là giống nhau, Nhân Hòa Đường danh khí bao lớn cùng hắn đều không có quan hệ, mặc kệ Nhân Hòa Đường vẫn là Hồi Xuân Đường, ai đến nhận thầu cũng không thể cho Trường Hưng bôi đen, bởi vì bọn hắn phát sinh vấn đề, nhất định phải chính bọn hắn gánh chịu. Chu Nghĩa Sinh hướng Triệu Phi Dương làm ra một phen cam đoan về sau rời đi phòng làm việc của hắn, Triệu Phi Dương lại cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại, đài truyền hình bên kia bất lợi cho Trường Hưng tin tức đã ép xuống, nhưng là trên mạng còn có thật nhiều video tại tiếp tục lên men. Triệu Phi Dương có ý tứ là nghĩ mời mạng lưới giám thị bộ môn người phụ trách Lục Minh ăn một bữa cơm, kỳ thật hắn đã sớm hướng Cao Tân Hoa biểu lộ qua ý tứ này, nhưng là Cao Tân Hoa một mực không có an bài. Hiện tại dư luận hoàn cảnh quyết định, mạng lưới dư luận hướng đi đối bệnh viện danh tiếng ảnh hưởng rất lớn. Cao Tân Hoa đoán được Triệu Phi Dương là bởi vì Nhân Hòa Đường gần nhất cái này khởi tranh chấp, biểu thị trong điện thoại không tiện nói, để điện thoại xuống đi tới Triệu Phi Dương văn phòng. Từ khi Cao Tân Hoa đảm nhiệm Trường Hưng bí thư, Triệu Phi Dương khách khí với hắn rất nhiều, nhưng là trong lòng khoảng cách lại càng ngày càng xa, hắn đối Cao Tân Hoa sinh ra càng ngày càng mạnh đề phòng tâm. Cao Tân Hoa cũng không phải tay không tới, hắn cho Triệu Phi Dương mang theo một cái toa thuốc, đây là đặc địa tìm Hứa Trường Thiện hỗ trợ mở, phương thuốc có an thần trợ ngủ tác dụng. Chủ yếu là hai ngày trước cùng Triệu Phi Dương nói chuyện trời đất thời điểm, Triệu Phi Dương trong lúc vô tình nhắc lên gần nhất giấc ngủ không tốt, Cao Tân Hoa cũng là người hữu tâm. Triệu Phi Dương thu hồi phương thuốc cười nói, Tân Hoa ca, tạ ơn ngài. Cao Tân Hoa nói, hai chúng ta còn cần khách khí sao? Triệu Phi Dương xuất ra trước đó chuẩn bị xong hai hộp lá trà đưa cho hắn. Cao Tân Hoa nói, ngươi lần trước tặng cho ta còn không có uống xong đâu. Triệu Phi Dương nói, Bùi Lâm cùng bằng hữu nhận thầu vườn trà, ngươi nếm thử, tốt giúp đỡ mở rộng mở rộng. Cao Tân Hoa cười nói, nàng còn làm lá trà. Triệu Phi Dương cười đến có chút bất đắc dĩ, từ khi chuyện của hai người họ công khai về sau, Bùi Lâm liền đình chỉ đại lý dược công việc, bất quá chỉ là mặt ngoài, trên thực tế là lui khỏi vị trí phía sau màn. Nàng luôn mồm muốn làm sau lưng mình nữ nhân, ủng hộ hắn công việc, nhưng theo thời gian trôi qua, Bùi Lâm bắt đầu nhúng tay Trường Hưng sự tình. Y Mỹ Trung Tâm, Trung Y Chẩn Đoán Điều Trị Trung Tâm phía sau đều có nàng tại thôi động. Đây cũng là Triệu Phi Dương không có lập tức liền đối Chu Nghĩa Sinh đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Cao Tân Hoa nói, toa thuốc này là Hồi Xuân Đường Hứa lão tiên sinh mở, đối người mất ngủ hẳn là có chỗ tốt. Triệu Phi Dương nói, Hứa Thuần Lương ra ra. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu. Triệu Phi Dương nhớ tới Hồi Xuân Đường hai ngày trước phiền phức, hỏi một chút tiến triển, mới biết được sự kiện kia đã giải quyết, ngoài ý muốn giải được Hứa Thuần Lương về tới Đông Châu. Triệu Phi Dương ý thức được mình hẳn là ân cần thăm hỏi một chút, dù sao hắn cùng Hứa Thuần Lương là bằng hữu. Nghĩ đến bằng hữu chữ này, Triệu Phi Dương không chịu được dưới đáy lòng hỏi một chút mình, hắn cùng Hứa Thuần Lương đến cùng có tính không bằng hữu. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có câu trả lời, tại Hứa Thuần Lương ẩu đả ân hằng chế dược lão tổng Thịnh Chiêu Huy trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới muốn cùng Hứa Thuần Lương làm bằng hữu. Đương sự kiện kia phát sinh, Hứa Thuần Lương toàn thân trở ra về sau, Triệu Phi Dương lần thứ nhất có cùng hắn làm bằng hữu dự định, cho nên mới có Hoa Gian Nhật Lưu lần kia mời khách. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử này trở về cũng không biết hướng ta báo đến. Cao Tân Hoa nói, hắn hai ngày này đều tại xử lý Hồi Xuân Đường sự tình, cha hắn cũng từ nước ngoài trở về, căn bản không để ý tới sự tình khác. Cao Tân Hoa cố ý mạnh như vậy điều, kỳ thật hắn hoài nghi Nhân Hòa Đường sự tình rất có thể cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, hắn đối Nhân Hòa Đường cùng Hồi Xuân Đường ân oán có nghe thấy. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca, Lục chủ nhiệm bên kia còn phải tranh thủ thời gian hẹn một chút. Cao Tân Hoa nói, ta đến chính là nói cho ngươi chuyện này, ta cùng Lục Minh là thông qua Hứa Thuần Lương nhận biết, ta cảm thấy chuyện này còn là thông qua Hứa Thuần Lương liên hệ tốt nhất, các ngươi giữa những người tuổi trẻ cộng đồng chủ đề khẳng định có rất nhiều. Triệu Phi Dương từ Cao Tân Hoa trong những lời này nghe được hắn cất giấu chối từ, đồng thời hắn còn đã nhận ra đối với mình mịt mờ gõ, các ngươi người trẻ tuổi. Cao Tân Hoa là đem ta cùng Hứa Thuần Lương đặt ở cùng một loại đường sao. Triệu Phi Dương cũng không có miễn cưỡng hắn, gật đầu nói, được, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi tiểu Hứa. Cao Tân Hoa nói, Triệu Viện, lần này Trung Y Chẩn Đoán Điều Trị Trung Tâm sự tình khiến cho dư luận xôn xao, Trường Hưng không phải lần đầu tiên ra vấn đề như vậy, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải đối trong nội viện một chút loạn tượng nhấc lên đầy đủ coi trọng. Triệu Phi Dương nói, ta vừa mới đem Chu Nghĩa Sinh phê bình một trận, nếu như lại phát sinh đồng loại sự kiện, liền để hắn rời đi. Cao Tân Hoa cảm giác Triệu Phi Dương thay đổi, nếu như tại quá khứ,
xảy ra chuyện như vậy hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng tha thứ. Cao Tân Hoa nhắc nhở Triệu Phi Dương, trong tin tức lộ ra ánh sáng Nhân Hòa Đường những sự tình kia là chân thật. Nhân Hòa Đường căn bản không có hơn 400 năm lịch sử, đừng nói bọn hắn, liền liền danh khắp thiên hạ Đồng Nhân Đường cũng chỉ bất quá hơn 300 năm lịch sử. Nhân Hòa Đường người sáng lập chính là Chu Nhân Hòa. Chu Nhân Hòa quá khứ là Hồi Xuân Đường học đồ, từng có qua hắc lịch sử, dẫn đầu chép qua Hồi Xuân Đường, công khai xử lý tội lỗi qua sư phụ của hắn. Dạng này người không phải cái gì đức cao vọng trọng y học Trung Quốc đại sư, nói hắn khi sư diệt tổ đều không đủ. Triệu Phi Dương nghe Cao Tân Hoa giới thiệu xong về sau, cũng có chút hối hận, thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, lúc trước Bùi Lâm nhưng chưa nói cho hắn biết những chuyện này. Nếu như hắn biết đây hết thảy, chắc chắn sẽ không để Nhân Hòa Đường nhận thầu Trung Y Khoa. Ngay trước Cao Tân Hoa trước mặt, Triệu Phi Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, hắn cường điệu phía ngoài truyền ngôn chưa chắc là thật, Nhân Hòa Đường thực lực còn tại đó, cả nước nhiều như vậy nhà đại lý, hàng năm tiêu thụ ngạch đó cũng đều là thực sự, nếu như bọn hắn thuốc cao có vấn đề, cũng sẽ không cầm tới phê hào. Liên quốc gia đều thừa nhận bọn hắn thuốc cao chân thực hữu hiệu, chứng minh hiện tại nhằm vào Nhân Hòa Đường bán thuốc giả tin tức đơn thuần lời đồn. Cao Tân Hoa nhìn thấy Triệu Phi Dương vẫn tại giữ gìn Nhân Hòa Đường, cũng liền không lại bận tâm mặt mũi của hắn, Triệu Việt, ta gần nhất nghe nói một cái truyền ngôn. Hắn cố ý dừng lại một chút, sau đó hạ giọng nói, nghe nói Chu Nghĩa Sinh cùng Bùi Lâm là quan hệ thân thích. Triệu Phi Dương bên trong bắt đầu lo lắng, kỳ thật hắn phi thường rõ ràng trong thiên hạ không có chân chính bí mật, chuyện này sớm tối đều sẽ bị người ta biết. Nhưng là cũng chính là Cao Tân Hoa dám ở trước mặt mình bóc mặc bộ này sự tình, đổi thành người khác là không dám làm rõ. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, không có sự tình, ta thật sự là phục những người này, cái gì đều có thể cùng Bùi Lâm dính líu quan hệ, Cao Bí Thư, vì tránh hiểm nghi, Bùi Lâm liền y dược đại biểu đều không làm. Cao Tân Hoa nghe hắn đổi giọng gọi mình Cao Bí Thư, liền biết những lời này của mình đưa tới hắn không vui. Thế nhưng là Cao Tân Hoa đã đem tầng này giấy cho xuyên phá cũng không sợ đắc tội Triệu Phi Dương, hắn cũng là vì Triệu Phi Dương tốt. Triệu Viện, ta cũng là nghe người khác nói, nếu như không có chuyện này, người cũng không cần để ở trong lòng. Triệu Phi Dương thở dài nói, từ ta quyết định cải chế đến nay, quay chung quanh ta tin đồn liền không có gián đoạn, nhưng sự thật chứng minh, hơn phân nửa đều là bọn hắn tại tạo ta giao, nói ta làm loạn quan hệ nam nữ, nói ta tham ô nhận hối lộ, lại có chuyện nào là thật. Nếu như ta sợ người khác nói, Trường Hưng cải chế căn bản là không có cách thành công, Trường Hưng liền vĩnh viễn sẽ không lấy được phát triển, liền sẽ không có trước mắt hồng hồng hỏa hỏa tràng diện. Cao Tân Hoa có chút im lặng, Triệu Phi Dương là tại khoe thành tích sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Trường Hưng cải cách đã lấy được thành công? Quá lạc quan đi, Trường Hưng gần nhất phòng khám bệnh lượng cùng giường bệnh quay vòng suất hoàn toàn chính xác có tăng lên, nhưng là cái khác bệnh viện cũng là cái dạng này. Cái này liền như là đột nhiên tiến vào thị trường chứng khoán tăng giá, tất cả tiến vào đường đua y dược cổ phiếu đều tại chướng, ngươi chỉ có thấy được mình, nhưng là người khác chướng đến biên độ so ngươi còn lớn hơn. Triệu Phi Dương ý thức được phản ứng của mình có chút quá độ, sau khi nói xong nở nụ cười, được rồi, người sống trên đời sao có thể không bị người nói, huống chi chỗ ở ta nơi này cái mẫn cảm vị trí bên trên. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, lấy cớ còn có một cái đảng tổ dệt hội nghị muốn mở, cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Triệu Phi Dương mới phát hiện, đưa cho hắn kia hai hộp lá trà hắn quên mang đi. Triệu Phi Dương nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, lấy của hắn nhân mạch không cần thiết nhất định phải thông qua Hứa Thuần Lương đi liên hệ Lục Minh, hắn có cái khác đường tắt, cải biến hắn ý nghĩ chính là kia hai hộp lá trà, hắn cho rằng Cao Tân Hoa tuyệt không phải quên, mà là cố ý gây nên. Rất nhiều quan hệ không trở về được nữa rồi, từ hắn từ đi công chức về sau. Hắn cùng Cao Tân Hoa liền làm ra khác biệt lựa chọn, mặc dù bọn hắn cùng ở tại Trường Hưng, nhưng là bọn hắn trên thực tế đã lệ thuộc vào phe phái khác nhau, hắn tại phòng bị Cao Tân Hoa, mà Cao Tân Hoa cũng đang cố ý cùng hắn phân rõ giới hạn. Đồng dạng không thể quay về còn có hắn cùng Bùi Lâm, nếu như thời gian có thể đổ về, hắn phải cùng Bùi Lâm phân rõ giới hạn, hắn càng ngày càng phát hiện, Bùi Lâm cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy trưởng khống. Tình yêu kết tinh. Không biết là ai phát minh câu nói này, kỳ thật hơn phân nửa kết tinh cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì kích tình. Triệu Phi Dương nhìn qua kia hai hộp lá trà, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống ứng nên làm như thế nào, nếu như không phải ngẫu nhiên đâu. Như vậy Bùi Lâm chính là có mục đích mang bầu đứa bé này, nàng muốn thông qua đứa bé này hướng mình bức thoái vị, bức bách mình cho bọn hắn kết tinh một cái thân phận hợp pháp,
muốn đạt thành nguyện vọng này, như vậy bọn hắn nhất định phải kết hôn. Triệu Phi Dương thống khổ nhắm mắt lại, trong thành người nghĩ ra được, thành người bên ngoài muốn đi vào, nhưng đã ra khỏi thành người lại muốn lâm vào vây thành, cái này là bực nào ngu xuẩn. Hứa Gia Hiên trở về Bắc Mỹ trước đó, đại tỷ Hứa Gia An rốt cục tại hắn trước khi đi chạy về Đông Châu, nàng sở dĩ không có trước tiên trở về nguyên nhân là bà sinh bệnh nhập viện rồi. Hứa Trường Thiện thừa dịp ba vóc dáng nữ đều tại tổ chức một gia đình hội nghị, đời cháu bên trong bởi vì chỉ có Hứa Thuần Lương ở nhà, cho nên cũng làm cho hắn dự thính. Hứa Trường Thiện trước hết để cho con cái nhóm cho tiên tổ dâng hương. Theo thứ tự dâng hương về sau, đều đi tới thư phòng, vây quanh lão gia tử ngồi xuống. Hứa Trường Thiện ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua, nhìn thấy Hứa Gia An thời điểm, Hứa Gia An có chút hổ thẹn cúi đầu. Không thể tại phụ thân gặp được phiền phức thời điểm trước tiên đến, vô luận lý do gì đều là nàng không đúng. Hứa Trường Thiện nói, ta thật cao hứng, các ngươi trong lúc cấp bách đều có thể trở về nhìn ta. Hứa Gia An nói, cha, về sau ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài. Hứa Trường Thiện mỉm cười nói, các ngươi đều có các sự nghiệp, đều có các gia đình, trong lòng chỉ cần nhớ kỹ Đông Châu còn có một cái phụ thân là đủ rồi. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn cũng không dễ vượt qua. Tuổi thất tuần, ba vóc dáng nữ không có một cái nào tại bên cạnh mình, lại càng không cần phải nói kế thừa y bát. Hứa Gia Hiên cười nói, nhìn ngài nói, chúng ta lúc nào cũng không thể đem ngài đem quên đi. Ngươi ngậm miệng, Hứa Trường Thiện hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa Gia Hiên ngượng ngùng ngậm miệng lại, cảm giác địa vị mình thấp nhất, tồn tại cảm thậm chí còn so ra kém con của mình. Hứa Trường Thiện nói, thừa dịp các ngươi đều tại, ta chính thức tuyên bố một sự kiện. Ta quyết định đem hồi xuân đường cho quan. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nói, ra ra, lúc nào? Nói thế nào quan liền quan đây? Mặc dù biết chuyện lần này đối lão gia tử đả kích không nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Hứa Gia Hiên nói, quan liền quan thôi, ra ra ngươi khẳng định có hắn lý do. Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái, có ngươi chuyện gì? Hứa Trường Thiện nói, đúng đấy, có ngươi sự tình gì? Ngậm miệng. Hứa Gia Hiên triệt để im lặng, hắn đến cùng phải hay không thân sinh? Đã không có ta chuyện gì gọi ta ngồi ở chỗ này làm gì? Hứa Gia Hiên một mặt u oán nhìn qua nhi tử, trong lòng tự nhủ ta là cha ngươi, vừa đã mua cho ngươi biệt thự, ngươi liền không thể tôn kính ta điểm. Hứa Gia Văn nói, cha, vô luận ngài làm ra quyết định gì chúng ta ủng hộ. Hứa Trường Thiện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, còn là tiểu nữ mà biết nói chuyện, hắn gật đầu nói, cũng không phải lập tức liền quan. Quá khứ có nhiều như vậy bệnh cũ hào, ta nếu là đột nhiên quan, bọn hắn tìm ai xem bệnh đi. Ta dự định 29 tháng chạp chính thức ngừng kinh doanh, bận rộn hơn nửa đời người, cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút. Hứa Gia An nói, cha, nơi này làm sao bây giờ? Hồi xuân đường quan, mặt tiền cửa hàng cũng không thể để đó không dùng, Hứa Gia An ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là đối phụ thân đối với chuyện này xử lý vẫn còn có chút bất mãn. Đều là con gái của hắn, nhưng cuối cùng lão gia tử đem tất cả gia sản đều cho cháu trai. Hứa Trường Thiện nói, có mấy món sự tình ta vẫn còn muốn nói rõ ràng, hồi xuân đường không phải vĩnh viễn đóng cửa, nếu như hồi xuân đường bị mất tại trên tay của ta, ta cũng có lỗi với Hứa gia liệt tổ liệt tông, chờ Thuần Lương học thành về sau, có thể mở lại hồi xuân đường. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta áp lực rất lớn a. Hứa Trường Thiện nói, ta còn dự định thu cái đồ đệ. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, chuyện này chưa từng nghe lão gia tử nói qua. Hứa Trường Thiện nói, Trịnh Bồi An từ lúc còn trẻ liền muốn bái ta làm thầy, nhưng là ta bởi vì tổ tông quy củ cho nên một mực không có đáp ứng. Những năm này ta một mực tại cân nhắc, nếu như ta từ đầu đến cuối mực thủ lề thói cũ, chúng ta Hứa gia y thuật tương lai cuối cùng có một ngày gặp phải thất truyền nguy cơ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta đồng ý, chính thúc người kia vô luận nhân phẩm y đức đều phi thường quá cứng. Hứa Trường Thiện ba vóc dáng nữ cũng không có ý kiến, Hứa Gia Văn dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ. Hứa Gia An nói, ta đã sớm nói cha hẳn là buông xuống đi qua giả quan niệm, chỉ có thu môn đồ khắp nơi, mới có thể đem hồi xuân đường y thuật phát dương quang đại, đây là kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự, ta tán thành. Hứa Gia Hiên không nói chuyện. Hứa Trường Thiện nói, người có ý kiến gì? Hứa Gia Hiên lắc đầu biểu thị mình không có ý kiến. Không có ý kiến ngươi không nói lời nào, là không phải là đối ta có cái gì bất mãn. Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười nói, cha, là ngài vừa mới để cho ta ngậm miệng. Hứa Trường Thiện nói,
ngươi có phải hay không ăn cơm tây ăn choáng váng? Không nên lúc nói chuyện nói lung tung, đến lượt ngươi phát biểu ý kiến ngươi lại không nói, còn tốt thuần lương không giống ngươi. Hứa Gia Hiên có chút buồn bực nhìn qua nhi tử, cảm giác vẫn là rất giống a, lão gia tử nói như vậy bị tổn thương người tự tôn. Hứa Trường Thiện ánh mắt nhìn về phía đại nữ nhi Hứa Gia An, căn này bề ngoài là thuần lương, xử lý như thế nào hắn định đoạt, các ngươi cũng không cần nghĩ cách. Hứa Gia An đỏ mặt, cha, ta không phải ý tứ này. Hứa Trường Thiện nói, ta biết các ngươi khả năng cảm thấy ta bất công, đúng, ta chính là bất công, thuần lương là ta ruột thịt cháu trai, là ta một tay nuôi nấng, trong lòng ta so ba người các ngươi cộng lại đều trọng yếu, ta có thể ủy khuất các ngươi, nhưng là không thể ủy khuất thuần lương. Có thể đem bất công nói đến như thế lý trực khí tráng cũng chỉ có Hứa lão gia tử. Hứa thuần lương trong lòng tràn ngập cảm động, gia gia đối với hắn thật sự là không thể nói. Hứa Gia Hiên cũng phi thường cảm động, lão gia tử thiên vị thuần lương chính là thiên vị mình, hắn cười nói, cha, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp, dạng này a, về sau mấy đứa bé kết hôn, ta mỗi người đưa một chiếc xe. Hứa Gia Hiên không muốn bởi vì việc này để huynh đệ tỉ muội ở giữa sinh ra vết rách. Hắn mặc dù không phải cái gì siêu cấp phú hào, nhưng là chút tiền ấy vẫn là không có nhìn ở trong mắt. Hứa Gia Văn nói, không cần, chúng ta đều tôn trọng cha ý kiến. Hứa Gia An cũng đi theo gật đầu, đệ đệ phi thường biết đại thể, hắn cái này một tỏ thái độ mình cũng không tiện nói gì. Hứa Trường Thiện đương nhiên biết nhi tử khổ tâm, hừ một tiếng nói, có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a. Hứa Thuần Lương cảm thấy lão ba chuyện này làm được xinh đẹp. Lấy hắn xuất thủ chắc chắn sẽ không đưa phổ thông xe, chỉ ít 50 vạn cất bước, chủ yếu là cho thấy thái độ, sẽ không để cho hai tỷ muội ăn thiệt thòi. Mặc dù mọi người điều kiện kinh tế cũng không tệ, nhưng là Gia Gia an bài như vậy đối hai vị cô vẫn là có sai lầm công bằng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm lý không công bằng, Hứa Gia Hiên làm như vậy rất xinh đẹp tránh khỏi huynh đệ tỷ muội ở giữa sinh ra kẽ nứt. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng có cái quyết định, đã Gia Gia đem hồi xuân đường cho ta. Liền không thể tại trên tay của ta đóng cửa. Mấy người đều nhìn qua hắn, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật muốn tại chỗ làm nghề y? Hắn còn không có bằng hành nghề thầy thuốc a. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia không phải muốn thu chính thuốc làm đồ đệ sao, còn có nhiều như vậy bệnh cũ hào không bỏ xuống được, chúng ta hồi xuân đường nếu là quan, để bọn hắn chỗ nào xem bệnh đi, ta dự định cùng chính thuốc tổng cộng, nghĩ cái phương pháp trung hòa. Dù sao tiệm thuốc tiếp tục bảo lưu lấy, ngồi xem bệnh sự tình căn cứ tình huống thực tế an bài chứ sao. Hứa Gia Hiên nói, ta thấy được. Hứa Gia Văn nói, vậy ta cũng tuyên bố một cái quyết định. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nàng, đoán chừng nàng là muốn chính thức tuyên bố ly hôn sự tình, kỳ thật chuyện này đã không phải là bí mật. Hứa Gia Văn nói, ta cùng Trần Quốc Vĩ đã ly hôn, ta muốn đổi cái hoàn cảnh, vừa vặn Nam Giang Đại học hướng ta phát ra mời. Ta đã quyết định đến đó dạy học. Thật, Hứa Trường Thiện kích động nói. Hứa Gia Văn nhẹ gật đầu, mặc dù không phải Đông Châu, nhưng là nàng tiến về Nam Giang Đại học dạy học mang ý nghĩa nàng về sau có thể thường xuyên về tới thăm phụ thân rồi. Hứa Gia An nhìn qua phụ thân kích động dáng vẻ, yên lặng quyết định, về sau nhất định phải thường xuyên trở về. Gia đình hội nghị kết thúc về sau, Hứa Gia Hiên lặng lẽ đem Hứa Thuần Lương kêu lên đi uống rượu, ngày mai sẽ phải đi. Còn không có tốt tốt cùng nhi tử đơn độc tán gẫu qua, không phải hắn không muốn trò chuyện, mà là tiểu tử này một mực không chút cho hắn cơ hội. Hai người ra cửa, Hứa Gia Hiên để Hứa Thuần Lương tìm địa phương, hắn rời đi Đông Châu quá lâu, đối nơi đó tình huống đã chưa quen thuộc. Hứa Thuần Lương biểu thị để hắn điểm, đêm nay mình mời khách. Hứa Gia Hiên càng nghĩ, nhớ tới đài truyền hình phụ cận có nhà Đông Châu địa phương đồ ăn nghĩa phúc cư, cũng không biết trải qua nhiều năm như vậy còn có hay không. Hứa Thuần Lương cũng không có đi qua, điện thoại lục soát một chút, tiệm cơm vẫn khai trương đến nay, thế là đánh chiếc xe thẳng đến Nghĩa Phúc Cư mà đi. Nghĩa Phúc Cư là Đông Châu một nhà già quán cơm, chủ đánh Đông Châu địa phương đồ ăn, Hứa Gia Hiên nói cho nhi tử, hắn lúc còn trẻ thường xuyên đến nơi đây ăn cơm, bất quá bây giờ Nghĩa Phúc Cư đã trùng tu đổi mới hoàn toàn, không giống quá khứ nữa rách dưới bộ dáng. Khách sạn sinh ý rất tốt, đại sảnh đều đặt trước đầy, lão bản lâm thời trong góc cho chi bàn lớn. Dù sao bọn hắn hai người uống rượu cũng không có ý tứ gì. Hứa Gia Hiên điểm ra đông lạnh, dầu chiên củ lạc, bún thịt, trộn đủ loại, hoa bầu dục, giấm đường cá, những này nơi đó đặc sắc đồ ăn, hôm nay nếm qua một trận này, lần sau còn không biết ngày tháng năm nào, mặc dù tại Bắc Mỹ sinh sống thời gian dài như vậy, vẫn là không cách nào cải biến Trung Quốc dạ dày.
Hứa Thuần Lương mang theo hai cân mao đài ra, vặn mở một chai rượu cho lão ba rót. Hứa Gia Hiên nhìn qua nhi tử, cảm giác thật sự là hắn trưởng thành, trong lòng sinh ra trước khi chia tay không bỏ. Hai người đụng phải một chén, Hứa Gia Hiên uống một hơi cạn sạch, ăn miệng ra đông lạnh nói, vẫn là cái kia mùi vị. Hắn hướng lão bản nói, lại cho thêm cái lạnh điều thiện tia. Hứa Thuần Lương nói, nếu không lại đến cái con ba ba vớt cơm. Hứa Gia Hiên lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đến nơi này liền phải ăn địa phương đồ ăn, nhớ năm đó a ta. Hắn nói đến nửa đường liền ngừng lại. Năm đó ngươi làm gì? Hứa Gia Hiên cười nói, không chút, ta lúc còn trẻ có thể không sánh bằng ngươi, các ngươi cuộc sống bây giờ thật sự là quá tốt. Hứa Thuần Lương nói, biệt giới a, ta nhưng nghe Gia Gia nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ rất hoa a. Hứa Gia Hiên nói, hắn thế mà cùng ngươi nói như vậy. Thật đúng là, nào có làm cha nói như vậy nhi tử. Hứa Thuần Lương cùng hắn đụng phải một chén rượu. Uống xong chén rượu này cho hắn rót, nói một chút mẹ ta. Hứa Gia Hiên nói, có cái gì có thể nói. Nghe nói nàng tại Viên Định cư tìm cái giả quỷ Tây Dương, cho người ta làm mẹ kế. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người thật giống như tràn ngập oán niệm a. Hứa Gia Hiên nói, không có, mọi người nói xong không còn can thiệp lẫn nhau sinh hoạt, cho nên không lui tới. Hứa Thuần Lương ăn quả củ lạc, nàng còn nhớ rõ ta đứa con trai này sao? Hứa Gia Hiên nói, chuyện này a cũng không có thể trách nàng, là ta khuyên nàng về sau đừng đến Đông Châu nhìn ngươi, đau dài không bằng đau ngắn. Hứa Thuần Lương nói, nàng lúc ấy không có ý định đem ta mang đi. Hứa Gia Hiên lắc đầu, không tiện. Ngươi cũng không tiện. Hứa Gia Hiên thở dài nói, ta tình huống lúc đó ngay cả mình đều nuôi không sống, đang làm việc cùng ngươi ở giữa ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Ngươi tuyển công việc. Không phải ta làm sao mua cho ngươi phòng ở. Hứa Thuần Lương nói, lão Hứa đồng chí, ngươi cảm thấy một ngôi biệt thự liền có thể đền bù ngươi nhiều năm như vậy thua thiệt rồi. Không, ta thật không có ý tứ này, ta đích xác cảm thấy áy náy, đối ngươi, đối Gia Gia ngươi, ta thiếu các ngươi nhiều lắm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi thiếu ba ba của ngươi, về sau a, có cơ hội nhiều trở lại thăm một chút hắn đi, hắn đều bao lớn tuổi rồi. Đi, ta nghe ngươi. Hai người lại uống một chén, Hứa Thuần Lương để hắn tâm sự hiện tại gia đình. Hứa Gia Hiên từ trong điện thoại di động tìm ra một tấm hình cho hắn nhìn, trên tấm ảnh là một nhà ba người chụp ảnh chung, Hứa Gia Hiên kéo lấy một cái, bên trái là một vị tóc vàng mắt xanh nữ nhân, bên phải là một cái tóc vàng mắt xanh cô nương trẻ tuổi. Hứa Thuần Lương nói, lão bà ngươi, nữ nhi. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, có hay không nghiệm qua DNA? Hứa Gia Hiên làm bộ muốn đánh hắn, mình nhịn không được bật cười, ta loại không có chạy, bất quá nàng di chuyển ưu thế quá mạnh. Hứa Thuần Lương nói, phát cho ta, về sau chớ đi trên đường cái bỏ qua. Hứa Gia Hiên vui tươi hớn hở đem ảnh chụp phát cho hắn. Hai người trò chuyện chính cao hứng thời điểm, Hứa Gia Hiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua tiến đến một người hô, tiểu mị. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, nhìn thấy Đường Minh Mị cùng mấy người bằng hữu đi đến. Đường Minh Mị nhìn thấy Hứa Gia Hiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hứa Thuần Lương nói, Đường tỷ, trùng hợp như vậy à? Đường Minh Mị sững sờ trong chốc lát mới nở nụ cười, Gia Hiên, rất lâu không gặp. Hứa Gia Hiên nói, còn không phải sao, mời ngồi, mau mời ngồi. Đường Minh Mị cùng với nàng mấy người bằng hữu nói một tiếng, để bọn hắn đi lên trước. Hứa Gia Hiên giúp nàng kéo ra cái ghế, Đường Minh Mị nói, các ngươi làm sao cùng một chỗ? Hứa Gia Hiên nói, các ngươi nhận biết a, hắn là nhi tử ta. Con của ngươi, Đường Minh Mị đơn giản không thể tin tưởng, trên thế giới này lại có trùng hợp như vậy sự tình. Hứa Thuần Lương từ Đường Minh Mị biểu lộ liền nhìn ra nàng cùng cha mình rất có thể có cố sự, Gia Gia không có nói sai, cái này lão cha có chút hoa. Đường Minh Mị cùng Hứa Gia Hiên có hơn 20 năm không gặp mặt, nói đến nàng nhận biết Hứa Gia Hiên thời điểm, đang học vệ trường học, lúc ấy chỉ có 17 tuổi. Còn cùng Hứa Gia Hiên từng có ngắn ngủi như vậy một đoạn, nhưng là Hứa Gia Hiên người này phi thường thần bí, nàng đối gia đình của hắn bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Hai người chỗ không đến hai tháng, Hứa Gia Hiên liền thần bí biến mất, vì thế Đường Minh Mị còn thương tâm tốt một đoạn thời gian. Hơn 20 năm không gặp, ngày xưa người yêu đột nhiên xuất hiện, mà lại là mình đồng sự phụ thân, Đường Minh Mị không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Bởi vì Hứa Thuần Lương liền ở một bên, hai người cũng không tiện ôn chuyện. Lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc về sau,
Đường Minh Mị xin cáo từ trước. Hứa Thuần Lương đợi nàng rời đi về sau, nhịn không được hỏi, người cùng Đường Minh Mị quan hệ thế nào? Hứa Gia Hiên nói, nói qua. Ngoài giá thú tình, mẹ ta liền là bởi vì việc này cùng ngươi ly hôn. Nói hưu nói vượt, hơn 20 năm trước sự tình, lúc ấy ta còn không biết mẹ ngươi đâu, nàng còn tại đọc vệ trường học, được, không tán gẫu nữa, tiểu hài tử đừng quản chuyện người lớn tình. Hứa Gia Hiên đem chén rượu này uống xong, đề nghị về sớm một chút. Hứa Thuần Lương đi tính tiền thời điểm, mới biết được Đường Minh Mị đã giúp bọn hắn thanh toán, bởi vậy có thể thấy được Đường Minh Mị vẫn là đọc lấy một phần tình cũ. Hai người lúc ra cửa, bên ngoài đã nổi lên tuyết lông ngỗng, loại khí trời này rất khó đón xe, dù sao khoảng cách hồi xuân đường cũng liền 2 cây số lộ trình, bọn hắn quyết định đi bộ trở về. Hứa Gia Hiên đi 2 bước không chịu được quay đầu nhìn một chút khách sạn phương hướng. Hứa Thuần Lương trêu ghẹo nói, ngươi nếu là nghĩ hẹn nàng ôn chuyện, ta đi trước. Đường Minh Mị lúc còn trẻ cũng là đại mỹ nữ một viên, nhắc tới vị lão cha ánh mắt cùng bản lĩnh đều có thể, thật đúng là không thể xem thường hắn. Hứa Gia Hiên cười nói, ngươi nghĩ đi nơi nào, đúng, nàng hiện tại cùng ngươi một cái bệnh viện. Hứa Thuần Lương nhìn ra dụng tâm của hắn, cười cười nói, đúng, nàng hiện tại là Trường Hưng Bệnh viện hộ lý bộ chủ nhiệm, ta nghe nói nàng lúc còn trẻ thế nhưng là hệ thống vệ sinh một cành hoa, rất xinh đẹp đúng không? Hứa Gia Hiên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, lúc ấy người theo đuổi nàng đều cai đội. Nàng coi trọng ngươi rồi. Hứa Gia Hiên nói, duyên phận đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai chúng ta tổng cộng ở chung được không đến 2 tháng, nàng tương đối là đơn thuần, con người của ta tương đối phức tạp, cho nên không quá phù hợp, nàng hiện tại trôi qua thế nào. Hứa Gia Hiên càng muốn biết, Hứa Thuần Lương càng là không nói, cố ý nói, tuyết này có chút lớn a. Dọc đường đài truyền hình thời điểm, nhìn thấy một cỗ màu trắng giáp sát trùng chạy ra, Hứa Gia Hiên nhận ra kia là Tô Tình xe, nhắc nhở Hứa Thuần Lương một tiếng. Hứa Thuần Lương phát hiện lão ba con mắt đủ sắc bén, như thế lớn tuyết, thế mà liền bảng số xe đều có thể thấy rõ ràng, trí nhớ cũng không tra, Tô Tình bảng số xe bị hắn nhớ kỹ không kém chút nào. Bởi vì tuyết rơi đường trượt nguyên nhân, chiếc kia màu trắng giáp sát trùng lái rất chậm. Một cỗ không có treo bảng số Subaru rừng rậm người cấp tốc từ bọn hắn 2 người bên người đi qua, Hứa Gia Hiên cảm thán nói, tuyết trời điều khiển còn phải muốn toàn lúc 4 khu. Lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Có chút không đúng. Hứa Thuần Lương không biết hắn chỉ phải là cái gì, chiếc kia rừng rậm người rất nhanh liền vượt qua phía trước giáp sát trùng, biến tuyến đi vào giáp sát trùng phía trước, sau đó bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Tiếng thắng xe cùng chạm đuôi tiếng vang lên, màu trắng giáp sát trùng mặc dù khai thác phanh lại biện pháp, nhưng là bởi vì quá trơn, phanh lại khoảng cách dài ra, vẫn là đụng vào chiếc kia rừng rậm người hậu phương. 2 chiếc xe đều ngừng lại, rừng rậm người bên trên xuống tới 2 nam 1 nữ. 2 người nam đi trước sau xe nhìn một chút xe tổn hại tình huống, bởi vì giáp sát trùng tốc độ không nhanh, cho nên xe tổn hại không nghiêm trọng lắm. Tô Tình từ giáp sát trùng bên trên xuống tới, có chút tức giận chất vấn, các ngươi làm sao lái xe? Mặc dù là chạm đuôi, nhưng nguyên nhân gây ra là đối phương đột nhiên vượt qua sau đó cũng nói giảm tốc, nàng bởi vì phanh lại không kịp mới tạo thành lần này chạm đuôi sự cố. Mặc ra cỏ nữ nhân lại cao lại béo, hung thần ác sát hướng Tô Tình vọt tới. Chỉ vào cái mũi của nàng nói, chạm đuôi xe của chúng ta ngươi còn lý luận. Chúng ta vừa mua xe, ngươi bồi. Nàng xông đi lên muốn bắt Tô Tình quần áo, Tô Tình ra ngoài từ ta bảo vệ, đưa tay ngăn cản một chút, nghĩ không ra nữ nhân kia, phù phù một tiếng liền ngã rầm trên mặt đất, thét to, đánh người. Đánh người. Tô Tình mộng, nàng làm sao đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, mình căn bản là không có đánh nàng, rõ ràng là chính nàng ngã sấp xuống. 2 tên nam tử đi nhanh tới, râu quai nón nam tử làm bộ muốn đánh Tô Tình, hét lớn, người mẹ nó dám đánh ta lão bà. Tô Tình lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ báo cảnh, chưa từng nghĩ bị tên kia râu quai nón một bàn tay đưa điện thoại di động đánh bay, Tô Tình có chút sợ hãi, các ngươi chơi cái gì? Căn bản là không giảng đạo lý a. Râu quai nón chỉ vào Tô Tình nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là đài truyền hình không tầm thường a. Đài truyền hình liền có thể tùy tiện đánh người. Tô Tình trong lòng tự nhủ những người này đơn giản không thể nói lý, nàng cả gan lý luận nói, chúng ta để cảnh sát đến phân xử. Nữ nhân kia từ dưới đất bò dậy, cuồng loạn thét chói tai vang lên hướng Tô Tình đánh tới, một bức muốn cùng với nàng liều mạng tư thế, Tô Tình cũng có chút luống cuống, tả hữu quan sát, muốn cầu viện binh thời điểm, sau lưng một cái tay bắt lấy cánh tay của nàng,
đem nàng kéo tới. Lại là Hứa Thuần Lương kịp thời xuất hiện ngăn tại trước người của nàng. Nữ nhân kia mắt thấy là phải vọt tới Hứa Thuần Lương trước mặt, bị một cái đại thủ chống đỡ cái chán, cũng không còn cách nào tiến lên, lại là Hứa Gia Hiên chặn đường đi của nàng. Hứa Gia Hiên nói, vị đại tỷ này, chuyện gì cũng từ từ. Nữ nhân kia lúc này mới ý thức được Tô Tình nhiều hai người trợ giúp, trong mắt đi lòng vòng, đặt mông lại ngồi tại trên mặt tuyết, kêu rên nói, đánh người, bọn hắn đánh người. Hứa Gia Hiên nhìn nhìn mình tay, ta đều không có đụng ngươi. Sâu quai nón tựa như một cái nhóm lửa bao thuốc nổ, sải bước hướng Hứa Gia Hiên xông tới, ta thao đại gia ngươi. Một cái bầy quyền chiếu vào Hứa Gia Hiên phần bụng kích đánh tới. Hứa Gia Hiên thân thể một bên, sâu quai nón một quyền thất bại, nện ở một bên giáp sát trùng trên cửa xe, một quyền này của hắn cũng đủ lực, tướng cửa xe ném ra một cái quyền ấn, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Hứa Gia Hiên cười theo nói, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a. Làm hỏng người khác tài vật phải bồi thường. Sâu quai nón nhấc chân chiếu vào hắn dưới đúng quần đá tới, Hứa Gia Hiên một phát bắt được chân của hắn, thân thể lui về sau một bước dài, sâu quai nón kêu thảm một tiếng, hai cái đùi tại trên mặt tuyết ngạnh sinh sinh bổ ra một chữ ngựa, dưới thân truyền đến một trận xé rách cảm giác, quần bởi vì không chịu nổi sức kéo xoẹt một tiếng chuyển hướng. Hứa Gia Hiên kịp thời buông hắn ra chân, hai tay mở ra lộ ra phi thường vô tội, các ngươi làm sao không giảng đạo lý. Tô Tình nhận ra là Hứa Thuần Lương phụ tử, trong lòng an tâm một chút, vừa rồi thật sự là đem nàng dọa sợ. Hứa Thuần Lương nguyên bản sợ lão cha ăn thiệt thòi, nhưng nhìn đến trước mắt chàng diện, hắn phát hiện Hứa Gia Hiên tại giả vờ ngây ngốc, vị này lão cha thân thủ tuyệt không đơn giản. Một gã nam tử khác phải tay run một cái, lộ ra một cây súy côn, huy động súy côn hướng Hứa Gia Hiên đập tới, Hứa Gia Hiên nhẹ nhõm tránh thoát. Súy côn nện ở giáp sát trùng trên cửa sổ xe, tướng giáp sát trùng cửa sổ xe cho nện rách ra. Hứa Gia Hiên nói, các người đây là tổn hại người khác tài vật, chờ lấy ngồi tù đi. Hứa Thuần Lương nói, ta đã báo cảnh sát, hắn mở ra điện thoại di động quay phim toàn bộ hành trình thu hình lại, có thể chứng minh lão ba toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ. Sâu quai nón từ dưới đất bò dậy, hắn gấp mắt, từ trên xe nắm một cái tua vít. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hàn quang lóe lên. Nhắc nhở, cẩn thận. Sâu quai nón nhô lên tua vít hướng Hứa Gia Hiên đâm tới, Hứa Gia Hiên một phát bắt được cổ tay phải của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, sâu quai nón đau nhức phải ngồi chồm hổm, tua vít cũng rơi xuống tại trên mặt tuyết. Hứa Thuần Lương thầm khen, có thể a, tay không đoạt dao sắc, thật sự là xinh đẹp, lão ba luyện qua cầm nã, lấy thân thủ của hắn, 3 năm cái đại hán căn bản không tới gần được, Hứa Gia Hiên biểu hiện để Hứa Thuần Lương bắt đầu nhận thức lại vị này phụ thân. Cầm súy côn kia hàng lại vọt lên, ý đồ cùng làm bạn giải vây. Trước mắt bạch quang lóe lên. Bồng. Lại là Hứa Thuần Lương bóp cái tuyết cầu cự ly xa nện ở mặt của hắn bên trên, mặc dù là tuyết cầu, thế nhưng là trải qua Hứa Thuần Lương dùng sức một nắm, cũng phi thường thực sự, cao tốc ném ra ngoài nện ở trên sống mũi cũng như chịu một cái trọng quyền. Không đợi kia hàng kịp phản ứng, Hứa Thuần Lương đã xông lên một cước đá vào bụng hắn bên trên, kia hàng bị hắn đạp bay rớt ra ngoài. Trong tay súy côn cũng rơi mất. Nằm xuống đất bên trên khóc lóc om sòm nữ nhân nhìn thấy tình thế không ổn, từ trên mặt tuyết bò lên, thét to, giết người. Cứu mạng a! Một cái tuyết đoàn nện ở nàng mở ra miệng rộng bên trên, lại là Tô Tình nhìn không được cũng xuất thủ. Hứa Gia Hiên bắt lấy dâu quai nón ngón tay, cười tủm tỉm nói một chút, làm sao cái tình huống. Các ngươi chạm đuôi còn đánh người. Hứa Gia Hiên nhẹ nhàng vặn một cái. Sâu quai nón đau đến như giết heo hét thảm lên, Hứa Gia Hiên nở nụ cười nói, không nói thật, ta liền đem ngươi ngón tay từng cây cho bẻ gãy. Hắn lịch duyệt phong phú, liếc mắt liền nhìn ra trận này tai nạn xe cộ là người vì chế tạo. Ngươi thả, tay, ai nha, có người nhìn nàng không vừa mắt, để chúng ta giáo huấn nàng. Vì cái gì không vừa mắt? Không biết, ta không biết. Lúc này cảnh sát đến đây, bởi vì tuyết rơi, cho nên xuất cảnh thời gian so với quá khứ dài một chút. Tại bọn hắn trước khi tới đây Hứa Thuần Lương đã cùng Lục Kỳ lên tiếng chào hỏi, căn cứ trước mắt hiểu rõ tình huống, đêm nay cái này khởi tai nạn giao thông cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người tại có ý định trả thù. Một cái vừa tốt nghiệp tiểu cô nương có thể đắc tội người nào? Hứa Thuần Lương đoán chừng 89 phần 10 cùng truyền ra tin tức có quan hệ, nói đến chuyện này vẫn là mình đưa tới, đêm nay nếu như không phải vừa vặn bị bọn hắn cũng hay gặp gỡ, Tô Tình 89 phần 10 liền phải ăn thiệt thòi. Cảnh sát đem kia 3 tên gây chuyện nam nữ mang đi,
Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình thu hình lại, chỉ bằng cái này những chứng cứ này cũng đầy đủ chứng minh ba người là chủ mưu nháo sự. Công ty bảo hiểm cũng tới, thông lệ chụp ảnh lấy chứng, hoàn thành thủ tục sau rời đi. Những người khác rời đi về sau, Tô Tình đi vào bọn hắn hai người trước mặt, tràn ngập cảm kích nói, tạ ơn, nếu không phải gặp được các ngươi ta đêm nay liền phiền toái. Hứa Gia Hiên cười nói, không cần khách khí, liền ngươi cùng Thuần Lương quan hệ, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Tình Tâm nói ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta cùng con của ngươi liền bằng hữu bình thường cũng không bằng. Hứa Gia Hiên nói, Thuần Lương, ngươi đưa Tô Tiểu Thư về nhà, ta về trước đi, tránh khỏi Gia Gia ngươi lo lắng. Trước khi đi lặng lẽ cho nhi tử đưa cái ánh mắt, ý là ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, về phần có thể hay không nắm chặt toàn xem chính ngươi. Hứa Thuần Lương thật là có chút im lặng, bất quá Tô Tình rõ ràng bị kinh sợ dọa, mà lại chuyện này rất có thể bởi vì mình mà lên, vẫn là đưa nàng đoạn đường. Thế là Hứa Thuần Lương bên trên Tô Tình xe. Tô Tình hít một hơi thật sâu, mới tướng xe một lần nữa đánh lấy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi mua hành khách hiểm hay chưa? Tô Tình sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn là đang nói đùa, gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng nở một nụ cười, ngươi yên tâm đi, ta kỹ thuật lái xe còn có thể. Nàng khải lái xe lái rất chậm, bởi vì sự tình vừa rồi nhiều ít lưu lại bóng ma, cũng bởi vì tuyết thiên lộ trượt. Hứa Thuần Lương nói, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi hơi tu nhà máy? Tô Tình nói, ta đi 4S cửa hàng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không phải nói tiết mục đã ngừng phát hình sao? Muộn như vậy còn tới đài truyền hình. Tô Tình nói cho Hứa Thuần Lương, là đài bên trong đang chuẩn bị vượt năm tiệc tối, trong đài mặc dù tạm thời ngưng phát hình Tiểu Tuệ giúp ngươi hỏi, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến nàng chủ trì vượt ngày Tết mắt, gần nhất cơ hồ mỗi đêm đều muốn diễn tập. Tô Tình ở tại khu vực mới, khoảng cách lão thành khu xa xôi, đây cũng là nàng kiên trì lái xe trở về nguyên nhân, tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, nàng có chút bận tâm Hứa Thuần Lương trở về không tốt đón xe. Chủ động đưa ra trước đem Hứa Thuần Lương đưa về nhà, sau đó nàng lại đi. Hứa Thuần Lương nói quay đầu lão ba sẽ tới đón hắn, kỳ thật hắn là để Tô Tình yên tâm. Tô Tình mở gần 50 phút đồng hồ mới trở lại khu vực mới trong nhà, Hứa Thuần Lương một mực đem nàng đưa đến cửa tiểu khu mới xuống xe, đứng tại giao lộ đón xe thời điểm, Tô Tình lại chạy tới cho hắn đưa một cây dù, nàng cũng không có đi vội vã, bồi tiếp Hứa Thuần Lương đứng tại trong tuyết. Để nàng nói chuẩn. Tuyết rơi cần trục truyền rất khó khăn đánh, Tô Tình nói, muốn không phải là ta đưa ngươi trở về đi. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, vậy chúng ta giày vò cái này một vòng có ý gì? Tô Tình nói, đều nói để ngươi không cần đưa ta. Nàng lúc này tâm tình đã bình phục, nhưng là vừa rồi thật là có chút sợ hãi. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là lão ba gọi điện thoại tới, Hứa Gia Hiên hỏi hắn ở nơi nào, dự định đi qua đón hắn. Hứa Thuần Lương đem vị trí hiện tại phát cho hắn, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, xem ra cái này không đáng tin cậy lão cha vẫn là quan tâm mình, nhìn thấy Tô Tình che phủ nghiêm nghiêm thật thật ôm cánh tay, Hứa Thuần Lương cười nói, trở về đi, cha ta lập tức liền tới đây. Tô Tình lắc đầu nói, không vội, nếu không ngươi đi nhà ta trước ấm và ấm áp. Chờ xe tới trở ra. Hứa Thuần Lương biểu thị không quấy rầy, dù sao đã là 10 giờ tối. Tô Tình gặp hắn không muốn đi. Cũng không có kiên trì, bất quá nàng cũng không có tính toán trở về, cứ như vậy bồi tiếp Hứa Thuần Lương đứng tại bay đầy trời trong tuyết. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, tin tức sự tình mang đến phiền toái cho ngươi. Tô Tình chớp chớp đôi mắt sáng, không sao, vậy thì tin tức chúng ta chuyên mục tổ ngay từ đầu liền quyết định truyền ra, kỳ thật loại này là dân chúng phát ra tiếng tin tức dễ dàng nhất đắc tội với người, chúng ta đã truyền ra liền có chuẩn bị tâm lý. Hứa Thuần Lương cười nói. Đi qua ta cảm thấy y tế người làm việc không dễ dàng, hiện tại xem ra, cái nào đi cái nào nghiệp đều có phong hiểm. Tô Tình nói, cho nên cha ta một mực phản đối ta đi, Hiểu Tuệ giúp ngươi hỏi chuyên mục. Hứa Thuần Lương nói, trở về đi, đã trễ thế như vậy, đừng để nhà ngươi người lo lắng. Tô Tình nói, ta cùng ta cha nói qua, không có chuyện. Hứa Thuần Lương nói, chuyện đêm nay ta sẽ để cho bằng hữu giúp ngươi cha rõ ràng, ngăn chặn về sau lại phát sinh loại sự tình này. Tô Tình nhẹ gật đầu. Lúc này nhìn thấy một chiếc Audi Q5 lái tới, lại là Hứa Gia Văn cùng Hứa Gia Hiên cùng một chỗ tới đón hắn, xe là Trịnh Bồi An, gần nhất đều là Hứa Gia Văn tại dùng. Tô Tình đem Hứa Thuần Lương đưa lên xe, tại ngoài xe hướng hắn vẫy vẫy tay, Hứa Thuần Lương quay cửa sổ xe xuống để nàng nhanh đi về. Hứa Gia Văn khen, nữ hài tử này thật xinh đẹp.
Hứa Gia Hiên nói, ta không có khoa trương đi, Thuần Lương, cô bé này không tệ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nói người có phải hay không có cái gì ý nghĩ à? Hứa Gia Hiên nói, không có, thiên địa lương tâm, ta là chân tâm thật ý suy nghĩ cho ngươi. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương không phải có bạn gái sao? Ngươi ngàn vạn cũng đừng học cha ngươi. Hứa Gia Hiên nói, Gia Văn, làm sao nói đâu, đương nhi tử ta bột bại hoại ta hình tượng. Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu cô, cha ta lúc còn trẻ có phải hay không rất hoa? Hứa Gia Văn nói, cha ngươi không cho ta nói. Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười nói, đó là ngươi không hiểu rõ ta. Hứa Gia Hiên sáng sớm hôm sau tiến về kinh thành, từ nơi đó ngồi trở về Bắc Mỹ máy bay. Hứa Thuần Lương cũng trở về Nam Giang, trường đảng bên kia thông chi hắn về đi học, học tập trong lúc đó sự tình giả không được vượt qua 3 ngày, hiện tại Gia Gia sự tình đã giải quyết, Hứa Thuần Lương cũng phải trở về, tiểu cô mời nghỉ ngơi nửa tháng, sẽ ở Đông Châu lưu thêm một hồi, có nàng chiếu cố lão gia tử đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hứa Gia Hiên cùng Hứa Thuần Lương hai người tại đường sắt cao tốc đứng chia tay, hai người một cái đi về phía nam một cái hướng bắc. Hứa Thuần Lương trước xét vé, đi vào cửa xét vé thời điểm quay đầu nhìn thấy lão ba còn đứng ở bên ngoài nhìn lấy mình. Hứa Thuần Lương hướng hắn phất phất tay, có thời gian thường trở về a. Yên tâm đi, nhị tử. Hứa Gia Hiên lớn tiếng đáp lại nói, hắn đang ám chỉ cái gì, cũng đang mong đợi cái gì, thế nhưng là Hứa Thuần Lương quay người đi vào bên trong, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất cũng không có nghe được mong đợi kia âm thanh cha. Hứa Thuần Lương vừa mới đến Nam Giang liền nhận được Bạch Mộ Sơn điện thoại, lần trước hắn tiến về Bạch Mộ Sơn bảo tàng tư nhân cũng không có cùng Bạch Mộ Sơn gặp mặt, chỉ là gặp Bạch Mộ Sơn đệ tử Tiết An Lương, còn gặp gỡ bất ngờ vừa vặn đến thăm nhà bảo tàng Lương Bách Hiền. Hứa Thuần Lương lần này về Đông Châu đặc địa hỏi thăm một chút, Lương Bách Hiền đã từ Đông Châu viện bảo tàng chính thức về hưu, trước mắt bị Nam Giang Long Cổ nhà bảo tàng xính nhiệm, nói cách khác, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm. Lương Bách Hiền cũng không phải là đại biểu Đông Châu Viện Bảo tàng, khả năng chính là vì đàm xính nhiệm sự tình. Bạch Mộ Sơn trong điện thoại đầu tiên nói tới Hứa Thuần Lương lần trước đến nhà bảo tàng hắn vừa vặn lên lớp sự tình, còn nói tại Chu Hoài Kiến lập nhà bảo tàng, chỉnh lý tư liệu quá trình bên trong lại phát hiện 2 tấm hình, phải cùng năm đó Hứa Lão Hiến cho xương rồng là cùng một đám. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết hắn rất có thể tại sâu khẩu vị của mình, cấp ra một cái mình không cách nào lý do cự tuyệt. Hứa Thuần Lương biểu thị mình đợi lát nữa liền đi qua. Bạch Mộ Sơn cùng hắn hẹn xong 6 giờ tối, lựa chọn thời gian này cũng là vì cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hứa Thuần Lương trở lại trường đảng, đi trước Tiêu Giả, cùng ngày huấn luyện chương trình học còn kịp, khi đi học, hắn cùng Nghiêm Kính Tùng ngồi cùng nhau. Nghiêm Kính Tùng thấp giọng nói cho hắn biết Mai Như Tuyết đã thối lui ra khỏi lần này huấn luyện, nghe được tin tức này, Hứa Thuần Lương vẫn còn có chút giật mình. Mai Như Tuyết chỉ nói là gần nhất trong nhà gặp một ít chuyện, cho nên nàng có thể muốn ở kinh thành nán lại một đoạn thời gian, lúc ấy chỉ nói là 1 đến 2 tuần, lại không nghĩ tới nàng sẽ triệt để rời khỏi. Bởi vì Gia Gia sự tình, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có lo lắng cùng Mai Như Tuyết liên lạc, xem ra Mai Như Tuyết trong nhà hẳn là ra biến cố không nhỏ. Hứa Thuần Lương cho Mai Như Tuyết phát cái tin, hỏi thăm nàng sự tình trong nhà làm được thế nào. Đại khái sau 1 tiếng Mai Như Tuyết mới hồi phục một cái tin, để hắn không cần lo lắng, nàng cuối tháng liền sẽ trở về công việc cương vị, Hứa Thuần Lương yên lòng, đã Mai Như Tuyết cuối tháng có thể về đi làm, liền chứng minh sự tình đã được đến giải quyết, đến lúc đó, Nam Giang huấn luyện cũng kết thúc, hắn cũng có thể trở về Nguy Sơn đảo cùng Mai Như Tuyết hội hợp. Loại này ban thanh huấn trên cơ bản chính là đi cái hình thức, tất cả mọi người là vì mạ vàng mà đến, chấm công chế độ cũng không nghiêm ngặt. Ai cũng không có trông cậy vào ở chỗ này học được thứ gì, mọi người chủ yếu hơn tướng nơi này trở thành một cái xã giao trận, đều là Bình Hải thể chế bên trong thế hệ tuổi trẻ, có thể đoán được, trong tương lai 10 năm bên trong, ban thanh huấn bên trong sẽ hiện ra đại lượng phó sử cấp cán bộ, thậm chí có người có thể sở cao đến thính cấp cũng có thể. 1 tháng đã đầy đủ thành lập hữu nghị, ở trong đó nhất là sinh động chính là Nghiêm Kính Tùng, hắn xây một cái bầy, đem hắn cho rằng có tiền đồ người đều kéo vào trong đó. Hứa Thuần Lương cũng ở bên trong, Nghiêm Kính Tùng để hắn đem Mai Như Tuyết cho thêm tiến đến. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào cự tuyệt, liền nói người ta Mai Như Tuyết mình không nguyện ý. Căn cứ dự báo thời tiết, 2 ngày này Nam Giang có tuyết, Hứa Thuần Lương lúc ra cửa hoàn toàn chính xác nhẹ nhàng mấy khỏa hạt muối tử, bất quá rất nhanh liền ngừng, tuyết đến Giang Nam cũng biến thành xấu hổ kém xa Giang Bắc tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly.
Hứa Thuần Lương trên đường suy nghĩ Bạch Mộ Sơn lần này mời dụng ý, bởi vì hồi Xuân Đường mất trộm sự tình, Hứa Thuần Lương thành công tướng cảnh sát lực chú ý dẫn đạo đến năm đó Đông Châu Viện bảo tàng mất trộm trên bàn. Trước mắt Lục Kỳ đã được đến lãnh đạo phê chuẩn, tìm đọc năm đó Viện bảo tàng mất trộm án hồ sơ, nhưng là cũng không có khởi động đối năm đó kia vụ án một lần nữa điều tra, ấn lý thuyết tin tức này sẽ không như thế nhanh truyền đến Bạch Mộ Sơn trong lỗ tai. Chui vào hồi Xuân Đường người là Hàn Thiên Trì, nhưng là hắn vì sao lại đối xương rồng bản dập cảm thấy hứng thú? Một khi liên quan đến xương rồng, Hứa Thuần Lương liền sẽ không tự chủ được liên tưởng đến Bạch Mộ Sơn, thậm chí khi hắn phát giác hồi Xuân Đường bản dập mất trộm thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến Bạch Mộ Sơn. Lấy Bạch Mộ Sơn giờ này ngày này tại cổ văn tự học giới địa vị, ấn lý thuyết sẽ không làm dạng này chuyện trộm gà trộm chó, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như hắn cũng phát hiện năm đó hồi Xuân Đường quyên tặng đám kia xương rồng bí mật, vì phản lão hoàn đồng thanh xuân mãi mãi bí quá hóa liều cũng đúng là bình thường. Đi vào long cổ nhà bảo tàng thời điểm, sắc trời đã tối hẳn, gió bấc hô hô thổi, mang đến nồng đậm nước sông khí ẩm. Nam Giang gió bởi vì cái này duyên cớ so Đông Châu càng giảo hoạt, Đông Châu hàn phong tựa như có người dùng đao thổi mạnh ngươi bại lộ bên ngoài bộ phận, nhưng là Nam Giang gió lại vô khổng bất nhập, sẽ từ ngươi cổ áo trong cửa tay áo chui vào, vô tình ép lấy mọi người thân thể nhiệt lượng. Rất nhiều người đều cho rằng Nam Giang mùa đông so Đông Châu lạnh hơn, ẩm ướt là trong đó một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là tòa này tỉnh lỵ không có tập trung cung cấp ấm. Long cổ nhà bảo tàng cửa chính không có mở, mặc dù nhà bảo tàng thứ hai mới thông lệ nghỉ ngơi, nhưng cho dù là mở ra ngày cũng không có mấy cái du khách. Hứa Thuần Lương đi tới cửa, nhìn thấy Bạch Mộ Sơn học sinh Tiết An Lương ra đón, Tiết An Lương mặc quá gối áo lông, có vẻ hơi cồng kềnh. Hắn vóc dáng mặc dù không thấp nhưng là bởi vì thích gập cong nguyên nhân nhìn qua còn không bằng Hứa Thuần Lương cao lớn thẳng tắp. Tiết An Lương nói, Hứa tiên sinh tới, lão sư đang chờ ngươi đấy. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách 6 điểm còn kém 3 phút. Tiết An Lương lại thấy được hắn hắc bạch phân minh gấu trúc địch, cái này lôi cuốn biểu nhưng không rẻ. Tiết An Lương dẫn Hứa Thuần Lương đi vào sảnh triển lãm phía sau lầu nhỏ, nơi này là bọn hắn khu làm việc. Hứa Thuần Lương lần trước tới thời điểm liền đã từng đến tham quan nơi này. Lầu một đông thủ có một gian trùng tu trang nhã phòng ăn, bình thường đều là nội bộ bọn họ nhân viên sử dụng, ngẫu nhiên dùng để chiêu đãi khách nhân. Bạch Mộ Sơn đang cùng Đông Châu Viện Bảo tàng Lương Bách Hiền nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện phi thường tận hứng. Hứa Thuần Lương sau khi vào cửa, bọn hắn ngay tại cười to. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hai người dừng lại trò chuyện đứng dậy, Bạch Mộ Sơn cười nói. Tiểu Hứa thật sự là đúng giờ a, giây phút không kém. Hứa Thuần Lương nói, từ nhỏ đã thành thói quen. Hai người nắm tay, Bạch Mộ Sơn vì hắn dẫn kiến Lương Bách Hiền. Lương Bách Hiền cười nói không cần giới thiệu, bọn hắn tại Đông Châu thời điểm liền nhận biết, chủ động cùng Hứa Thuần Lương nắm tay. Bạch Mộ Sơn nói, thân phận không đồng dạng nha, hiện tại là chúng ta Long Cổ nhà bảo tàng quán trưởng. Lương Bách Hiền cười đến có chút mất tự nhiên. Kỳ thật lần trước ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương thời điểm, hắn liền đã thụ mời, bất quá khi đó có chỗ giấu giếm, lần nữa nhìn thấy Hứa Thuần Lương, trong lòng vẫn còn có chút lúng túng. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng Lương quán trưởng. Lương Bách Hiền nói, không có gì tốt chúc mừng, ta về hưu không có chuyện gì làm, vừa vặn Bạch giáo sư hướng ta đưa ra mời, thế là ta lại tới. Hứa Thuần Lương nói, hai vị hữu nghị thật là khiến người ta hâm mộ, mấy thập niên vẫn là như vậy tốt. Bạch Mộ Sơn nói, ta là con mọt sách, vốn là không có mấy người bằng hữu, mời Lương tiên sinh tới, một là thưởng thức hắn chuyên nghiệp nghiêm cẩn, hai là có tư tâm, hắn tới ta bình thường mới có người nói chuyện phiếm. Muốn mời Hứa Thuần Lương nhập tọa, Hứa Thuần Lương hôm nay là chủ khách, mặc dù tuổi trẻ, vẫn là mời hắn ngồi thượng tọa. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với bọn họ, đám người này trong mắt hắn đều là hồi Xuân Đường tội nhân, dứt bỏ đám kia xương rồng phải chăng vì bọn họ biển thủ không nói. Coi như hết thảy như bọn hắn nói, xương rồng tổn hại chính là trách nhiệm của bọn hắn. Ra ra lúc trước tướng chân quý như vậy văn vật giao phó cho bọn hắn, vốn nghĩ văn vật có thể đạt được tốt hơn đảm bảo cùng nghiên cứu, nhưng kết quả lại là hết thảy hóa thành hư không. Bạch Mộ Sơn đối hôm nay mở tiệc chiêu đãi có chút coi trọng, đặc địa từ tập khánh lâu mời tới đầu bếp, làm một bàn chính tông Nam Giang bản bang đồ ăn. Rượu dùng đến là phi thiên mao đài, mặc dù Bạch Mộ Sơn bản thân thu nhập không thấp. Nhưng là như vậy bài diện cũng tương đương có thể. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, Bạch Mộ Sơn không cần đến tự móc tiền túi, sau lưng của hắn có không ít kim chủ, Loan Ngọc Xuyên chính là một cái trong số đó,
chỉ là Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, một cái làm văn tự cổ đại nghiên cứu làm sao cùng đầu tư giới đại lão thông đồng cùng một chỗ. Trừ phi Loan Ngọc Xuyên bản nhân chính là cái văn tự cổ đại kẻ yêu thích. Hứa Thuần Lương quan sát Bạch Mộ Sơn khí sắc, cùng lần trước nhìn thấy hắn thời điểm cũng không quá lớn khác nhau, không phải nói Bạch Mộ Sơn đã tiến về Bắc Mỹ làm xong giải phẫu, thành công cắt bỏ khối u. Hứa Thuần Lương quan sát Bạch Mộ Sơn thời điểm, vừa vặn Bạch Mộ Sơn cũng đang nhìn hắn, Bạch Mộ Sơn nói, tiểu Hứa, ta nghe nói hai ngày trước hồi Xuân Đường xảy ra chuyện rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không tệ, ta hôm nay vừa trở về, Bạch giáo sư làm sao mà biết được. Lương Bách Hiền nói, là như thế này, ta mẹ vợ là hồi Xuân Đường bệnh cũ số, là nàng nói cho ta biết. Hứa Thuần Lương nói, thật có việc này, có người chui vào hồi Xuân Đường đánh cắp một vài thứ, trong đó liền bao quát một chút xương rồng bản dập. Nói lời nói này thời điểm, hắn tiếp cận Bạch Mộ Sơn con mắt. Bạch Mộ Sơn biểu lộ phong ba không sợ hãi, biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, trước đây hắn liền ủy thác học sinh Tiết An Lương chuyển giao cho Hứa Thuần Lương một chút xương rồng bản dập, cho rằng mất đi chính là những cái kia. Hứa Thuần Lương tiếp tục nói, đồng thời mất đi còn có một khối xương rồng. Câu nói này quả nhiên đưa tới chú ý của hai người, bọn hắn đồng thời nói, cái gì? Bạch Mộ Sơn nói, ta nhớ được năm đó Hứa lão tướng tất cả xương rồng đều hiến cho. Lương Bách Hiền nói, 1,173 khối, lúc ấy ta phụ trách thống kê. Hắn không khỏi một trận tim đập rộn lên, mình lặp đi lặp lại kiểm kê qua, không có khả năng có lỗi, trừ phi Hứa Trường Thiện năm đó quyên trở ra cũng không phải là toàn bộ. Hứa Thuần Lương cố ý nói, nói thật, mỗi lần nhớ tới chuyện này ta đều oán trách hai vị, là các ngươi hủy đi ta đương giàu đời thứ ba cơ hội. Hắn nói xong cũng cười lên ha hả, Bạch Mộ Sơn cùng Lương Bách Hiền lại cười không nổi, Hứa Thuần Lương là đang chỉ trích bọn hắn. Tiết An Lương nói, xương rồng sự tình ta mặc dù không có kinh nghiệm bản thân, nhưng là chuyện này trách không được lão sư bọn hắn đi, lúc ấy là nhà bảo tàng phương diện quản lý bất thiện, văn vật mất đi, khổ sở nhất chính là lão sư. Hứa Thuần Lương cười lạnh nhìn qua Tiết An Lương nói, nhỏ Tiết, người đây là cái gì logic? Nhà chúng ta ném đi đồ vật, ngoại nhân so ta còn khó chịu hơn. Dựa theo ngươi logic, trong nhà người muốn là chết người nào, ta so ngươi còn khó qua. Ngươi, Tiết An Lương bị Hứa Thuần Lương kìm nén đến cứng họng, người này nói chuyện quá độc, căn bản chính là nguyền rủa mình. Bạch Mộ Sơn cười nói, êm đẹp làm sao còn tranh chấp, An Lương, người đi thúc thúc đồ ăn. Lương Bách Hiền yên lặng uống một chén rượu, nhìn ra Hứa Thuần Lương kẻ đến không thiện, căn bản không có ý định cho Bạch Mộ Sơn mặt mũi, về phần Tiết An Lương, càng sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt, loại thời điểm này Tiết An Lương liền không nên ngắt lời, vừa vặn cho Hứa Thuần Lương một cái phát tiết lửa giận đường tắt. Tiết An Lương đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Thuần Lương hướng Bạch Mộ Sơn nói, Bạch giáo sư, không thể chỉ dạy học hỏi, cũng phải dạy những học sinh này làm người, một cái tiến sĩ sinh, liền đúng sai đều không phân biệt được. Quả thực là trò cười a. Bạch Mộ Sơn cười nói, tiểu Hứa nói rất có đạo lý a. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Hứa Thuần Lương hôm nay cũng không phải làm khách tới, tiểu tử cuồng vọng, cũng dám ở trước mặt giáo huấn chính mình. Đương nhiên Bạch Mộ Sơn cũng không phải thật tâm mời hắn, nói bóng nói gió nói, ngươi vừa nói, hồi Xuân Đường ném một chút bản dập còn có một khối xương rồng. Hứa Thuần Lương vừa rồi kia lời nói không thể nghi ngờ đã khiến cho hứng thú của hắn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, lúc ấy gia gia của ta hoàn toàn chính xác đem tất cả xương rồng đều hiến cho, bất quá ta đọc sách thời điểm, ngẫu nhiên trong sách phát hiện một trang sách ký, kia phiếu tên sách chính là dùng xương rồng chế thành. Bạch Mộ Sơn nói, phiếu tên sách. Hứa Thuần Lương từ tùy thân bọc nhỏ bên trong lấy ra một mảnh thật mỏng xương rồng, hôm nay mang đến chính là muốn lẫn lộn Bạch Mộ Sơn tai mắt, Bạch Mộ Sơn nghĩ cầm đi qua nhìn một chút, Hứa Thuần Lương lại lần nữa thả trở về, thở dài nói. Lúc đầu ta trong sách phát hiện 5 mảnh, nhưng là lần này có 4 mảnh bị đánh cắp, chỉ có cái này một mảnh cá lọt lưới, cho nên đầy đủ chân quý. Lương Bách Hiền nói, người nói là lần này hồi Xuân Đường phát sinh vụ trộm chủ yếu là trộm lấy xương rồng. Hứa Thuần Lương nói, ta đây cũng không rõ ràng, hiện tại xương rồng hẳn là rất đáng tiền a. Bạch Mộ Sơn trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem xương rồng bán cho ta? Lương Bách Hiền nói. Xương rồng giá trị cùng phía trên văn tự có quan hệ, phía trên ghi lại văn tự càng trọng yếu, bản thân giá trị cũng liền càng cao, phổ thông giáp cốt văn, hiện tại thường xuyên hành tình, từ mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau. Hứa Thuần Lương nói, dễ dàng như vậy. Lương Bách Hiền đề nghị,
ngươi mang tới khối kia xương rồng có thể để Bạch giáo sư giúp ngươi giám định một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tốt. Bạch Mộ Sơn mừng thầm trong lòng, hai mắt phát quang, một người vô luận như thế nào che giấu, dục vọng trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bạo lộ ra. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Bạch giáo sư, ngài không phải nói có ảnh chụp cho ta. Bạch Mộ Sơn được hắn nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nếu là không nói ta kém chút đều quên. Hắn đứng dậy đi một bên cầm đến một văn kiện túi. Cái túi mặc dù rất lớn, nhưng trong đó lại chỉ chứa lấy hai tấm hình. Nếu không phải muốn nhìn một chút cái này hai tấm hình, Hứa Thuần Lương hôm nay căn bản liền sẽ không tới, cái này hai tấm hình chính là Bạch Mộ Sơn dẫn dụ Hứa Thuần Lương mồi. Nhưng Bạch Mộ Sơn cũng không ngờ rằng, Hứa Thuần Lương thế mà cũng có mồi nhử, mà lại mồi này càng làm cho hắn khó mà kháng cự. Hồi xuân đường còn có xương rồng, căn cứ Hứa Thuần Lương nói tới nên là 5 khối, hắn hôm nay còn mang đến một khối, bất quá Hứa Thuần Lương biểu hiện được phi thường cảnh giác, cũng không có trực tiếp tướng xương rồng cho hắn xem qua. Hứa Thuần Lương đem ảnh chụp chứa vào trong bọc của mình, mở ra điện thoại album ảnh, tìm tới ảnh chụp về sau đưa cho Bạch Mộ Sơn. Bạch Mộ Sơn nhìn qua tấm hình kia, trong lòng thầm mắng, Hứa Thuần Lương quá giảo hoạt, tấm hình này chỉ đập xương rồng một bộ phận, tiểu tử này tâm cơ cũng quá nặng đi, trên tấm ảnh tổng cộng lại cũng chỉ có 8 chữ. Hứa Thuần Lương động cơ phi thường minh xác, chính là cho ngươi nhìn còn không cho ngươi xem toàn bộ, đem ngươi dục vọng trong lòng tất cả đều treo lên. Bạch Mộ Sơn nhìn chằm chằm kia ảnh chụp thấy tập trung tinh thần. Hứa Thuần Lương nói, Bạch giáo sư, ngài nhìn ta cái này xương rồng gặp bao nhiêu tiền. Bạch Mộ Sơn nói, chỉ bằng cái này một bộ phận, ta còn không cách nào phán đoán, tiểu hứa, ta có thể hay không nhìn xem mảnh này xương rồng. Hứa Thuần Lương nhìn qua Bạch Mộ Sơn con mắt, bắt được trong đó khó mà ức chế khát vọng. Một bên Lương Bách Hiền nói, chẳng lẽ ngươi liền Bạch giáo sư cũng tin không nổi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Bạch Mộ Sơn cùng Lương Bách Hiền cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Không tin được, Hứa Thuần Lương tướng điện thoại di động của mình cầm trở về, lúc trước gia gia của ta cũng là bởi vì tin tưởng Bạch giáo sư, mới đem chúng ta nhà xương rồng góp ra ngoài, kết quả đây. Cuối cùng tất cả đều bị hủy, nếu như ta không có đoán sai, thứ này hẳn là rất đáng tiền a. Bạch Mộ Sơn trong lòng âm thầm phỏng đoán Hứa Thuần Lương ý tứ, chẳng lẽ tiểu tử này là vì tiền mà đến. Dựa theo chính thường lòng người ứng nên như vậy, nếu như lúc trước Hứa Trường Thiện không có tướng đám kia xương rồng quyên ra, dựa theo phổ thông giáp cốt văn hiện tại giá thị trường cũng tại ngàn vạn, lại càng không cần phải nói nội dung trong đó. Bạch Mộ Sơn nói, tựa như vừa rồi Lương quán trưởng nói, giá tiền cùng nội dung có quan hệ, người khối này giáp cốt văn bên trên, có 3 chữ ta đi qua chưa bao giờ thấy qua, giá trị nghiên cứu rất cao, người nghĩ bán bao nhiêu tiền. Hứa Thuần Lương nói, 200 vạn. Mảnh này xương rồng là hồi xuân đường còn sót lại một khối, đừng nói 200 vạn, coi như 2000 vạn Hứa Thuần Lương cũng sẽ không bán, huống chi đối tượng là lúc trước hủy đi thiên dưỡng thiên hai cái kẻ cầm đầu.